chương 411, Na truyền kỳ, mở màn chiếu, đồ chơi này có thể gọi cốt play sao? hai Ra cái này cô làm gì à? Ta muốn nhìn em dâu cô Na Các ngươi thẩm mỹ cũng quá rác rưới chứ. Ta muốn nhìn em dâu cô Na Tr A mụ mụ, lúc này mới có mùi vị. Sa điều đám bạn trên mạng ở miệng hay trên đường là không dừng được. Mọi người cũng không hy vọng nào cảnh hy duyệt thật sẽ cho ra đồ, thuần túy là chơi một chút. Bất quá, cảnh hy duyệt khi nhìn đến đám bạn trên mạng đề nghị sau, cảm thấy vẫn thật có ý tứ. Bình thường nàng cũng không phải là không xuyên cốt play phục. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề phải xây dựng ở bộ này phim hoạt hình đủ hỏa bạo điều kiện tiên quyết. Nếu như cuối cùng này phim hoạt hình rất kém cỏi lời nói, ra cái này cô hoàn toàn không có ý nghĩa gì, thậm chí sẽ còn bị đám bạn trên mạng giễu cực. Bây giờ liền muốn nhìn bộ này phim hoạt hình phát hình sau tình huống. Hoạt hình thiếu nhi, hẳn nhìn người trưởng thành không nhiều lắm đâu. Khẳng định cũng là tiểu hài tử nhìn cảnh hy duyệt ở trong lòng nghĩ đến. Mà bên kia, Hứa Diệp cũng cùng Quy Quy Video đạt thành hợp tác. Na TR truyền kịp lưới truyền bá quyền bán cho Quy Quy Video. Cái này cùng ta ở cố cung sửa văn vật trả ôm có một chút hy vọng không giống nhau. Quy Quy Video lần này hoàn toàn không đối Hứa Diệp bộ này phim hoạt hình ôm có hy vọng. Phim tài liệu dầu gì còn có cố cung kiếm lưu lượng, hoạt hình vậy thì thuần túy là dựa vào chất lượng. Huống chi ở phân loại bên trên, bộ này hoạt hình hay lại là một cái hoạt hình thiếu nhi. Sở dĩ mua lại, vậy thì thuần túy là bởi vì Hứa Diệp người này googletac com gr google Funtion Display DV GP Ad Quy QQ Video còn nghĩ đợi sau mùa xuân tìm hứa dịp diễn xuất bọn họ tự chế web drama đâu rồi, mua phim hoặc hình số tiền này cùng web drama kiếm tiền so với, đó nhất định chính là mưa bụi rồi. Hoa điều hoạt hình nghề vốn là đình trệ tiêu điều, giá tiền tự nhiên cũng phải thấp một ít. Dù vậy, QQ quy quy Video cho ra giá cả vẫn là nghề giá cao nhất ngược lại chỉ cần hứa dịp vui vẻ là được rồi. Ai còn không thất bại mấy lần đây? Hứa dịp lần này cần là tài ngã nhào, ngược lại sẽ ký cho bọn họ tốt. Sau đó, Quy Quy Video cùng CCTV Thiếu Nhi Kênh là ước định xong cuối cùng phát hình an bài, bởi vì Quy Quy Video cũng không hy vọng nào bộ này hoạt hình kiếm tiền, cho nên ở phát hình an bài bên trên thân, trên căn bản là theo Thiếu Nhi Kênh đi. Thiếu Nhi Kênh mỗi ngày đổi mới 2 tập, Quy Quy Video bên này cũng mỗi ngày đổi mới 2 tập vốn là quy quy video là muốn bắt đầu vượt mức quy định trĩa hạt chức năng bởi vì này dạng có thể mượn hứa diệp lưu lượng kiếm một món tiền tiền có thể sẽ không nhiều nhưng cũng là kiếm nhưng này bị hứa diệp cự tuyệt nhất là một ít đại hỏa phim truyền hình vượt mức quy định trĩa hạt mở ra sau đến uây bộ bên trên không có tiền trĩa hạt cùng trĩa hạt rồi dân mạng cũng trò chuyện không tới một khối hứa diệp cũng không kém này điểm thu nhập natr a truyền kỳ bộ này phim hoạt hình vốn là cho đám con nít nhìn kiếm bọn nhỏ loại số tiền này thật sự là có chút đối lý quy quy video bên này cũng đồng bộ tiến hành đổi mới. Bất quá lần này, hứa dịp tuyên truyền phát hành công việc tiến hành thập phần thông thường. Cái này làm cho rất nhiều hỏa hoa viện bệnh nhân môn cảm thấy có chút buồn chán. Vốn là bộ này hoạt hình chính là hoạt hình thiếu nhi, phần lớn người trưởng thành cũng không cảm thấy hứng thú. Kết quả viện trưởng bên này tự hồ biểu hiện cũng không phải rất coi trọng. Này không hợp lý a. À. Viện trưởng từ kinh thành sau khi trở lại, cảm giác trạng thái tinh thần tự hồ khá hơn nhiều. Bây giờ hắn thế nào không có ở đây trên mạng nổi điên nữa à, ngươi đang ở đây trong hiện thực nổi điên ta lại không thấy được xây nghị viện trưởng không muốn lại hợp tác với cctv rồi hai ngươi khí chất không dựng bất kể ngược lại cái này phim hoạt hình ta sẽ không nhìn hỏa hoa viện bệnh nhân môn từng cái đợi thập phần khó chịu cái này làm cho tống chính kỳ bọn họ cảm giác mình lại được rồi hứa Diệp có bệnh thuộc về có bệnh nhưng hắn đang làm phẩm phát hành trước vẫn sẽ làm một ít công việc lần này hắn không có dùng cá nhân tài khoản tiến hành tuyên truyền rõ ràng cho thấy lòng tin không đủ a à. tất cả mọi người chuẩn bị một chút đợi hoạt hình phát hình sau nhìn một chút có cái gì có thể bắt điểm cho hứa diệp một chút áp lực tống chính kỳ cũng không hy vọng nào điều này có thể để cho hứa diệp thế nào hoạt hình giới vốn là cùng làng giải trí quan hệ không lớn nhưng có thể để cho hứa diệp không thoải mái là đủ rồi trên thực tế hứa diệp cũng không phải là không coi trọng bộ này phim hoạt hình chỉ là này dù sao cũng là một bộ phim hoạt hình này lại không phải phát bài hát mấy phút mọi người là có thể nghe xong cộng thêm còn có cctv bên này vận doanh Cuối cùng mọi người tuyên truyền phát hành đều là thông thường tuyên truyền phát hành thủ đoạn. Trước cuộc, thời gian đến ngày 10 tháng 16 giờ chiều. Năm nay lúc này, thuộc về giáo dục bắt buộc giai đoạn bọn học sinh kỳ thi cuối đã kết thúc, chỉ còn lại có học sinh trung học đệ nhị cấp môn còn không có nghỉ. Đối học sinh tiểu học môn mà nói, mới vừa nghỉ nhất định phải thật tốt chơi đùa a, à, làm cái gì nghỉ đông bài tập đây. An Thành một nhà nhân gia, tiểu lỗi mới vừa từ bên ngoài chơi đùa trở lại, hắn là một gã năm thứ ba học sinh tiểu học. Mẹ, cơm làm xong mụ Tiểu Lỗi lớn tiếng hỏi. Trong phòng bếp truyền đến mụ mụ thanh âm, quạt hút khói lớn tiếng, ta không nghe được ngươi nói cái gì. Nghe vậy tiểu Lỗi cười hắc hắc nói, mẹ, ta xem sẽ phim hoạt hình a. Cũng không quản gia trưởng đáp ứng không có, tiểu Lỗi cũng đã quen việc dễ làm mở ra tivi. Bây giờ kỳ thi cuối mới vừa kết thúc, thành tích còn chưa có đi ra đâu rồi, không thừa dịp khoảng thời gian này vội vàng đem lên chơi đùa cũng chơi, đợi thành tích đi ra coi như xong đời. Tiểu Lỗi lập tức ở mấy cái phim hoạt hình kênh bên trên đổi nhau đứng lên chờ hắn điều chỉnh đến rồi CCTV thiếu nhi kênh sau, thấy trong hình nội dung, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Tiếp theo vì ngài phát ra là phim hoạt hình Na -tr A truyền kỳ. Trong TV, còn có Na -tr A truyền kỳ logo. Thấy cái kia một thân quần áo đỏ, trên người cổng lấy sau lưng hỗn thiên lăng cùng càng không quyển thiếu niên, tiểu lỗi thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo. Tân phim hoạt hình. Tiểu lỗi an vị ở trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đứng lên. Không lâu lắm, Na -tr A truyền kỳ bắt đầu phát ra đầu phim khúc dẫn đầu vang lên. Đứng ở trên tầng mây, phía sau kim quang bắn ra bốn phía na tr ta bóng người, trực tiếp đóng dấu ở tiểu lỗi trong mắt. Thật là đẹp trai a. À? Chương 412, Na Tra truyền kỳ mở màn chiếu, đồ chơi này có thể gọi cốt play sao? Tiểu lỗi cảm thấy Na Tr A một thân này trang phục và đạo cụ rất có bức cách. Bọn nhỏ nhìn phim hoạt hình trong lòng nghĩ cùng người trưởng thành là không giống nhau. Ở người trưởng thành xem ra rất ngây thơ đồ vật, ở trong mắt bọn hắn là hoàn toàn bất đồng rất nhanh khúc nhạc dạo kết thúc, tiếng hát vang lên. Nói một đoạn thần thoại, lại nói như vậy một nhà. Tiểu lỗi một vừa nghe bài hát, vừa nhìn đầu phim hoạt hình, nhìn là nồng nhiệt. Bất quá hắn cảm thấy ca hát người này thanh âm có chút quen tai, thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua. Hổng thiên lăng che chở hắn, hiên viên mũi tên căng dây cung phóng. Hai mắt là kính chiếu yêu, hai chân là truy phong mã, càng không quyển kèm theo hắn. Trời cao xuống biển bản lãnh lớn, ba đầu sáu tay hiển quy lực, ngàn chinh bách chiến đấu ma pháp làm tiếng hát hát tới đây thời điểm trong hình cũng xuất hiện đắm chìm trong kim quang trung tiểu na tra trên người dài ra ba đầu sáu tay dáng vẻ tiểu lỗi nhìn miệng cũng nới rộng ra này có thể quá tuấn tú nữa à sau đó trong hình na càng là tung người nhảy lên trực tiếp biến thành lục đạo phân thân đuổi sát thạch cơ đi những thứ này đầu phim hoạt hình tác dụng hãy cùng điện ảnh kịch treo lơ là một cái tác dụng thấy những thứ này xuất sắc ống kính ngươi có thể nhận được không nhìn xuống giờ khắc này tiểu lỗi đã hoàn toàn bị cái này hoạt hình hấp dẫn. Thần thông thuật pháp, vẫn là in vào người hoa trong xương đồ vật. Dù là là tiểu hài tử, cũng sẽ hướng tới như vậy sinh hoạt. Không lâu lắm, đầu phim khúc kết thúc. Tập thứ nhất tên cũng xuất hiện ở trong hình. googletac com push Funtion. Googletac, Display, DV, GPR, Act, Tập thứ nhất, NATR, A xuất thế. Lúc này, tiểu lỗi mẫu thân hô, tới dùng cơm rồi cũng lúc này tiểu lỗi làm sao có thể nhịn được không nhìn chờ hắn ngồi ở trên bàn ăn sau hay lại là vừa nhìn tivi một bên nhìn cái này làm cho mẹ hắn rất là tò mò nghi ngờ nói đây là một tân phim hoạt hình a lúc trước không thấy ngươi xem qua tiểu lỗi lập tức nói đây là natr a truyền kỳ đây mới là tập thứ nhất đây ngồi ở một bên tiểu lỗi cha suy tư một hồi nói ta thật giống như ở trên mạng xem người nói qua cái này hoạt hình hình như là hứa dịp viết tiểu lỗi mẫu thân kinh ngạc nói hứa dịp, không thể nào. Không nhìn thấy hắn quay bộ nói a à. Tiểu lỗi cha tức giận nói, ngươi khi nào bái kiến hắn quay bộ nói qua chính sự. Hai người nhất thời cũng bật cười. Hai người bọn họ đi theo tiểu lỗi nhìn một hồi sau, cảm giác cái này phim hoạt hình trả thật có ý tứ. Tối thiểu so với cái kia ngu đần phim hoạt hình muốn thật tốt hơn nhiều. Rất nhiều ngu đần phim hoạt hình thật cố gắng để cho phụ huynh cùng hài tử bất đắc dĩ. Chờ đến tập thứ nhất đến cuối cùng, tiểu lỗi thấy na TR, A thành công xuất thế, bách thú vì đó chúc mừng, thân công báo lặng lẽ sau khi rời đi kêu một tiếng tốt nhưng mà hắn mới vừa nói xong hồng sắc hỗn thiên lăng liền xuất hiện sau đó thiếu niên anh hùng tiểu na tr a tiếng hát vang lên à này sẽ không có a có còn hay không tập thứ hai a này na tr a mới mới sinh ra a tiểu lỗi cha mẹ nhìn một chút cũng đều nhìn mê mẩn rồi thiếu nhi kênh nếu như hôm nay thật đem phim hoạt hình liền đoạn ở tập thứ nhất nơi này vậy coi như thật là không có nhân tính cũng may đợi bài hát kết phim sau khi kết thúc thứ nhất dự đoán truyền phát ra không phải đi ra lập tức trở về sau này vì ngài phát ra là natr a truyền kỳ tập thứ hai thấy cái này tiểu lỗi mới yên tâm xuống dưới tiểu lỗi mẫu thân nói ăn cơm trước đợi một hồi nhìn lại tiểu hài tử ái nhìn phim hoạt hình cũng rất bình thường tiểu lỗi cha mẹ tất cả đều là người trẻ tuổi cũng sẽ không nói một chút hoạt hình cũng sẽ không để cho hài tử nhìn bọn họ cũng muốn nhìn một chút hứa dịp cái này hoạt hình rốt cuộc làm thế nào bữa cơm này, căn bản không yêu cầu cha mẹ thúc giục, tiểu lỗi liền đem thức ăn ăn sạch sẽ, một chút cũng không lãng phí. Chờ hắn sau khi ăn xong liền lập tức ngồi vào trên ghế salon chờ. Rốt cuộc, thời gian kết thúc, tập thứ hai bắt đầu. Vẫn là hứa diệp diễn đĩa nhạc đầu khúc. Chỉ bất quá lần này, làm đầu phim khúc đến cuối cùng, tiểu lỗi trực tiếp cùng theo một lúc hát nói, muốn hỏi tên hắn tên gì, na tra, tra, tiểu na tra. Mặc dù chỉ nghe một lần, nhưng là tiểu lỗi đã sẽ hát. Hoặc hình giấy tráng phim bắt đầu, Tiểu Na TR, ta từ nhỏ đã lộ ra không giống tầm thường năng lực cùng hoạt bát thiên tính, hắn và hai cái ca ca chơi được cũng rất vui vẻ. Cái này làm cho tiểu lỗi nhìn vui vẻ vui vẻ. Rồi sau đó, hình ảnh chuyển một cái, trụ vương quyết định xuất binh đi chinh phạt Tây Bá Hầu Cơ Sương, Tây Kỳ Thần Dân ở Cơ Sương cùng Khương Tử Nha dưới sự hướng dẫn dũng cảm chống cự. Trong núi tuyết, cưỡi ở trên người hát báo thân công báo mang theo trụ vương quân đội tiến tới, mặc dù tiểu lỗi không hiểu chuyện thần thoại xưa, nhưng hắn chỉ cần thấy thân công báo, liền biết rõ bên này nhân cũng là bại hoại rồi. Dù sao cái này thân công báo trước nhất tập thời điểm trả muốn giết Na Tra. Nhưng mà, Tây Kỳ quân đội đã sớm ở trong núi tuyết mai phục được rồi, đợi trụ vương quân đội thứ nhất, Tây Kỳ các tướng sĩ đem đã sớm chuẩn bị xong tuyết rơi nhiều cầu đẩy xuống rồi tuyết sơn. Trụ vương quân đội nhất thời kêu thảm chạy tứ phía, ấy, nhất là thân công báo ở đoạn này bên trong, bị tuyết cầu đuổi theo chạy, cuối cùng vẫn là bị tuyết rơi nhiều cầu nghiền ép lên đi, cả người đều bị dính vào tuyết cầu ngoài mặt. Tiểu lỗi nhất thời cười lên ha hả. Sau đó, thân công báo trực tiếp bị quăng vào trụ vương trong doanh trướng, chế tạo không ít tiếu điểm. Tiểu lỗi cha mẹ cũng đang hết bận sau, ngồi ở trên ghế salon xem bộ này phim hoạt hình. Từ bọn họ góc độ đến xem, bộ này hoạt hình phong cách cùng bây giờ rất nhiều hoạt hình là không giống nhau. Rất nhiều nơi đều có thuộc về hoa điều đặc sắc. Hai người bọn họ trải qua mười mấy năm trước hai mươi năm trước thời đại, thời kỳ đó, hoa điều hoạt hình trải qua đỉnh phong sau đó bắt đầu suy sụp, bắt đầu học tập nổi lên nước ngoài tác phẩm cuối cùng liền xuất hiện một ít rõ ràng nói là hoa điều cố sự nhưng là bên trong nhân vật màu tóc nhưng là đủ mọi màu sắc cố sự rất đẹp mắt chính là bên trong này nhân vật hình dáng để cho người ta cảm thấy có chút lôi thôi lết thếch này thực ra cũng là đương thời mọi người ở tìm tòi ở mầy mò đang suy tư quá trình thể hiện mà natera a truyền kỳ cũng không giống nhau trong này trước mắt xuất hiện nhân vật hình dáng trên đều rõ ràng thiết kế qua mang theo hoa điều đặc biệt phong cách màu tóc tất cả đều là bình thường màu tóc mấy người tiếp tục nhìn xuống sau đó thạch cơ thi triển pháp thuật đem băng tuyết hòa tan khiến cho lũ quét hướng phá hủy tây kỳ doanh trướng cơ xương mang theo còn tấm bé cơ phát bản muốn chạy trốn lại bị trụ vương quân đội bao vây chương 413, na tra truyền kỳ mở màn chiếu đồ chơi này có thể gọi cốt play sao mấy người tiếp tục nhìn xuống sau đó thạch cơ thi triển pháp thuật đem băng tuyết hòa tan khiến cho lũ quét hướng phá hủy tây kỳ doanh trướng cơ xương mang theo còn tấm bé cơ phát bản muốn chạy trốn lại bị trụ vương quân đội bao vây ngay tại thời khắc nguy cấp này cơ xương để cho cơ phát một mình cưỡi ngựa rời đi có thể đến cuối cùng chạy trốn cơ phát vẫn bị bắt trở lại cơ xương cùng cơ phát đều bị trụ vương quân đội bao vây lại nhìn đến đây sau tiểu lỗi là nhìn chằm chằm không chớp mắt tivi mắt kính cũng không dám nháy mắt một chút hắn muốn biết rõ cơ xương cùng cơ phát trả như thế nào chạy thoát tiểu lỗi cha mẹ mặc dù không giống như tiểu lỗi như vậy nhưng tâm lý thực ra cũng giống vậy câu chuyện này bọn họ trả thật không có ở lúc trước phim hoạt hình bên trong thấy qua rõ ràng là một cái phim hoạt hình nội dung cốt truyện bên trên lại làm phi thường thành thục ngay vào lúc này một đạo hồng sắc hỗn thiên lăng từ không trung bay qua là hắn là hắn làm tiếng hát vang lên sau tiểu lỗi trực tiếp trừng lớn con mắt à này sẽ không có ngắn như vậy sao ta cảm giác còn không có thấy thế nào đây tiểu lỗi cha mẹ phản ứng cũng không kém người tốt này nội dung cốt truyện tiết tấu thật quá khẩn mật rồi trung gian liền một chút nói nhảm cũng không có xem bọn hắn cũng không có cảm giác bất tri bất giác liền xem xong lần này, chờ đến bài hát kết phim phát ra sau khi kết thúc, thiếu nhi kênh nhắc nhở là thay đổi. googletac.comg.posh, Funtion googletac, display, dv, gp, bốn 169285467950400 Sau đó phát hình không còn là na tr, a truyền kỳ, rồi. Tiểu lỗi phụ thân nói, được rồi, hôm nay phim hoạt hình đã xem xong, đi buông lỏng một lần mắt, đừng xem. Tiểu lỗi lưu luyến nói, ta đây ngày mai còn có thể nhìn sao. Tiểu lỗi mẫu thân nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi mẫu thân lời muốn nói biểu hiện ngoại trừ viết nghĩ đông bài tập ngoại còn có báo nghệ thuật lớp tiểu lỗi lập tức nói ta khẳng định biểu hiện tốt một chút tối nay cảnh tượng như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi cái này mặc yếm hồng tiểu thiếu niên đóng dấu ở rất nhiều hài tử tuổi thơ trong trí nhớ trên địa cầu natr a truyền kỳ liền thập phần hỏa bạo bộ này hoạt hình bên trong natr a hình tượng càng là sâu sắc ảnh hưởng đến tiếp sau này vô số điện ảnh kịch cùng với hoạt hình tác phẩm bên trong natr a hình tượng giả như bây giờ để cho ngươi tưởng tượng ra natr a dáng ngoài phần lớn người trước tiên trong đầu xuất hiện chính là cái này hình tượng cho đến phía sau đại điện ảnh natr a chi đồng hàng thế sau khi xuất hiện rất nhiều người xem lần đầu tiên thấy cái kia loại khác natr a hình tượng sau còn có chút không thích ứng nhưng bộ phim này quá mức ưu tú mọi người cũng dần dần đón nhận cái này natr a hình tượng đáng nhắc tới là Ma đồng hàng thế bên trong Na TR A cùng Ngao Bính một ít chuyển động cùng nhau, thực ra cùng Na TR A truyền kỳ bên trong Na TR A cùng Tiểu Long nữ chuyển động cùng nhau có chút tương tự, có lẽ là chế tác đoàn đội ở trí kính này một bộ liên quan tới Na TR A kinh điển tác phẩm. Làm thiên buổi chiều, Na TR A truyền kỳ bắt đầu truyền bá kết thúc. Lúc này, với bộ bên trên bắt đầu lần lượt xuất hiện cùng Na TR A truyền kỳ có liên quan tin tức. Xin lỗi, quấy rầy một chút mọi người, ta muốn hỏi một chút, có người với ta cũng như thế nhìn na tr er, a truyền kỳ sao ta là sinh viên ta mới vừa nhìn xong na tr er, a truyền kỳ trả cảm thấy rất đẹp mắt này bình thường sao loại hình này quay bộ cái này tiếp theo cái kia toát ra quay bộ phía dưới bình luận trong khu chính là còn lại dân mạng trả lời nhỏ giọng nói một câu ta cũng đi xem ta là ở thư viện mang tai nghe lặng lẽ nhìn ta không dám ở nhà trọ nhìn ta sợ ta bạn cùng phòng biết rõ ta xem phim hoặc hình trò cười ta ta cảm thấy được bộ này phim hoạt hình đối tiểu bằng hữu mà nói có chút ngây thơ, nhưng đối với sinh viên mà nói vừa vặn. hảo hảo hảo, các ngươi từng chuyện mà nói cái gì phim hoạt hình ta mới không nhìn đâu rồi, thì ra chỉ có một mình ta không đi xem a. À. đám bạn trên mạng ngay từ đầu vẫn còn ở trên mạng ầm ĩ cái gì hoạt hình thiếu nhi a, à. đây là cho tiểu hài nhìn, ta mới không nhìn. kết quả bây giờ quậy bộ bên trên thảo luận càng ngày càng nhiều. đám bạn trên mạng phát hiện thì ra ta không phải một người a, à. mọi người nhất thời trở nên có lý chẳng sợ người trưởng thành nhìn hoạt hình thiếu nhi thế nào ta chính là nhìn thế nào những thanh âm khác cũng dần dần xuất hiện chỉ nhìn hai tập rất rõ ràng trước mắt nội dung cốt truyện vẫn chưa có hoàn toàn mở ra nhưng không nghi ngờ chút nào bộ này phim hoạt hình là một bộ thành ý làm ta vẫn tương đối hiếu kỳ đến tiếp sau này phát triển nói tóm lại ngoài ta dự liệu có được hay không ta không đánh giá bây giờ ta nghe được tư kỳ mùi mùi tiếng hát liền có bóng ma trong lòng rồi không có cách nào một khi đường tư kỳ tiếng hát vang lên liền có nghĩa là này một tập kết thúc. Một ngày liền hai tập, không có chính là không có. Rất nhiều hứa dịp người đối diện thấy trên mạng thảo luận sau, mỗi một người đều ngây ngẩn. Các ngươi một đám người đi nhìn cái gì hoạt hình thiếu nhi a? À? Có khuyết điểm chứ? Mấu chốt mẹ hắn còn không có đánh giá kém. Như vậy vượt quá bình thường sao? Này để cho bọn họ đều có chút không thể nào miệng đến rồi. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết rõ hứa dịp đây rốt cuộc tính là gì trình độ. Đang lúc bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Quy Quy Video bên này cũng mộng ép. Trời vừa rạng sáng thời điểm, đang đứng ở trong giấc ngủ Quy Quy Video phó tổng tài lục viễn, bị nhân viên điện thoại đánh thức. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này công nhân là cố ý, nhưng hắn không có chứng cớ. Chỉ vì vậy nhân viên đúng là đang cho hắn báo cáo công việc, nói hay lại là đại sự. Nửa đêm 12 giờ rưỡi, Na A truyền kỳ, nhiệt độ giá trị không giải thích được vượt 10.000 rồi. Phim hoạt hình bên này, nhiệt độ giá trị vượt 10.000, cũng đại biểu đây là một bộ nhiệt kịch. Nhưng sở dĩ nói là không giải thích được, là bởi vì bộ này phim hoạt hình thảo luận độ cũng không cao. Ít nhất ở mỗi cái trên bình đài, đề tài cũng không có vào hot search trước 10. Này không phải một bộ bắt đầu truyền bá liền nhiệt độ giá trị vượt 10.000 hoạt hình nên có biểu hiện. Rốt cuộc là ai đang nhìn cái này hoạt hình à? Lục viễn cũng mộng ép. Bất quá hắn vẫn nhanh chóng an bài xong. Bất kể thảo luận độ như thế nào, nên cho quảng bá tài nguyên cũng phải có. Na TR, ta truyền kỳ, trang đầu biểu ngữ treo lên. Lần này, sở hữu tiếng vào quy quy video người sử dụng, cũng có thể trước tiên thấy bộ này hoặc hình thiếu nhi rồi. Để điện thoại di động xuống sau, lục viễn cao mày, tâm lý thầm nói, chúng ta quy quy video cũng không nhiều như vậy thấp tuổi tác người sử dụng chứ. Chẳng lẽ là một đám đại nhân ở nhìn? Không thể nào. Sáng sớm ngày thứ hai, quy quy video lặng lẽ tuyên bố xong, NaTR, truyền kỳ, bắt đầu truyền bá tin chiến sự. Chương 414, NaTra truyền kỳ, mở màn chiếu, đồ chơi này có thể gọi cốt play sao? sau đó làng giải trí nhân liền cũng bối rối. Nhiệt độ giá trị cứ như vậy vượt 10.000 rồi hả? Đây rốt cuộc làm sao làm được? Không phải là quét số liệu chứ? Đây rốt cuộc thế nào vượt 10.000? Một bộ hoạt hình thiếu nhi ngươi nói cho ta biết thế nào vượt 10.000? Đừng nói cho ta là đám con nít đều dùng quy quy video đang nhìn. Tuyệt đối quét số liệu. Nếu như là thật, hứa dịp đã sớm tuyên truyền rồi. Nhiệt độ giá trị cùng thảo luận độ không xứng đôi, nhất định là có mờ ám. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hát tử môn cũng nhảy ra ngoài. Bắt đầu truyền bá nhiệt độ giá trị vượt 10.000 phim truyền hình, kia thảo luận độ là cao vô cùng. Đừng không dám nói, tối thiểu học sớt trước 10 muốn chiếm một cái. Na A truyền kỳ, mặc dù thảo luận có, nhưng một mực ở hơn 10 người, cũng không có đặc biệt cao. Những thứ này hát tử môn lời nói, căn bản không ảnh hưởng đến hứa dịp. Làm thiên buổi chiều, Na A truyền kỳ thứ ba 4 tập phát hình, ở tập thứ ba bắt đầu, tiểu long nữ liền xuất hiện. Cái này hồng nhạt tóc tiểu long nữ ngay từ đầu liền cho thấy một loại mị lực đặc biệt. Rồi sau đó nữ hoa cùng thái ớt đợi thần tiên biết được nhân gian gặp nạn, đem mùa hè biến trở về rồi mùa đông, lắng xuống hồng thủy. gogletac.com.posh.funtion. gogletac display dv gopqrac 16928546795040. Tập 4 bên trong, NATRA kéo ra hiên viên cung, một mũi tên tung tóe chân trời, cuối cùng cắm vào trụ vương đầu giường. Trụ vương hạ lệnh truy xét, Na TR-A -e nói là mình kéo ra hiên viên cung, kết quả lý tỉnh không tin tưởng, trả đem Na TR-A -e nhốt vào phòng tối nhỏ, Na TR-A -e ở chỗ này nhận thức biết ăn nói con heo nhỏ gấu. Chờ thấy cuối cùng, Na TR-A -e vì cho cha chứng minh chính mình không có nói láo, ngay trước cha mẹ mặt kéo ra hiên viên cung. Lần này, cung tên bắn ra, chạy thẳng tới trụ vương đi, nhưng cuối cùng lại bị bạch hồ chặn. Này hai tập phát ra sau khi kết thúc, quay bô bên trên lại lần nữa thảo luận đứng lên. Vốn là đề tài là đi tới một tên. Ngày thứ ba, Na a truyền kỳ tiếp tục phát hình. Mỗi phát hình một ngày, họp xuất bên trên đề tài liền tiến tới một hai hạng. Đến lúc ngày thứ bảy, ngày này phát ra là Na a truyền kỳ thứ 13 tập 14. Tập 13 bên trong, Na a rút kiếm tự vận, sau đó lại bị thái ớt chân nhân sống lại. Này hai tập phát hình sau, quay bộ bên trên, Na a tự vận đề tài trực tiếp tiến vào họp xuất thứ năm Vô số dân mạng cũng ở cái đề tài này bên trong thảo luận tr -e ta tự vận đem ta nhìn khóc ta lại nhìn một bộ hoạt hình thiếu nhi nhìn khóc ta thật không có tiền đồ chớ nói ta cũng thiếu chút nữa khóc thật bất đắc dĩ a được rồi ta này mấy ngày đều không dám lên tiếng bây giờ ta thừa nhận ta hiện năm 26 rồi cũng ở đây nhìn hoạt hình thiếu nhi cái này hót sớt bên trong sẽ rất nhiều ẩn nút người xem nổ đi ra làng giải trí những công ty khác đã sớm bình thường trở lại đồ chơi này thật không hiểu nổi nhưng không nghi ngờ chút nào hứa dịp bộ này hoạt hình là thành công Tối nay, rất nhiều đám bạn trên mạng cũng không cất, bắt đầu gia nhập thảo luận bên trong. Mọi người không nghĩ tới là, đến buổi tối 8 giờ thời điểm, hứa dịp đậu thủ tài khoản đổi mới. Ca sĩ hứa dịp tuyên bố xong một cái tân video. Đậu thủ streamer bún trà trà, nàng ở lúc ấy hứa dịp livestream thời điểm liền chú ý hứa dịp. Sau đó nàng biến thành hứa dịp fan, nàng là thật bị hứa dịp hấp dẫn. Tối nay nàng vốn là đang chuẩn bị mở một cái trò chơi livestream, kết quả thấy hứa dịp video đổi mới sau, liền lập tức hướng về phía các khán giả nói, các huynh đệ cũng chờ một chút, thần tượng của ta đổi mới video rồi, chờ ta đem hắn video nhìn xong đánh lại. Livestream gian các khán giả lập tức không làm. Ngay trước chúng ta mặc nói thần tượng là hứa dịp. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đúng dịp, ta cũng là. Tốc độ nhìn tốc độ nhìn, trực tiếp cho đoàn người đồng thời nhìn, vừa vặn ta cũng không cần thối lui ra livestream gian rồi. Bún trà trà phong cách vốn là tương đối xa điêu, các khán giả cũng là xa điêu thuộc tính. Rất nhanh, bún trà trà liền điều chỉnh xong livestream gian dáng vẻ nàng livestream cho mọi người xem hứa dịp video mọi người có thể thấy hứa dịp video cũng có thể thấy bún trà trà biểu tình video bắt đầu phát ra mọi người cũng nhìn thấy văn án nội dung theo ta cùng đi cốt play na TR, A truyền kỳ đi hôm nay cho mọi người cốt play cái không giống nhau bún trà trà đè xuống tạm ngừng kiện nói các huynh đệ không thổi không đen các ngươi không việc gì lời nói liền đi xem một cái na TR, A truyền kỳ cái này phim hoạt hình rất đẹp thấy hứa dịp nói cốt play sau nàng còn rất kích động này hoặc hình bên trong có chút nhân vật, nếu như ra cô đồ lời nói, vẫn đủ không tệ. Cũng không biết rõ hứa dịp sẽ cô ai bún trà trà lẩm bẩm. Nàng live stream thời gian, có xem qua người xem đã lên tiếng. Ta đoán viện trưởng hẳn cô là con heo nhỏ gấu, cái này tương đối phù hợp viện trưởng phong cách. Đúng đúng đúng, ngược lại viện trưởng cô nhân vật khẳng định không bình thường chính là. Nói không chừng viện trưởng cô là thân công báo đây. Mọi người cũng rối rít suy đoán đứng lên. Bún trà trà cũng click rồi phát ra. Trong video, hứa diệp mặc một bộ áo lông hạ thân là một bộ quần jean, điển hình thường ngày xuyên dựng hắn cầm trong tay trang điểm dùng bút ở trên mặt bôi đứng lên chỉ là thấy hứa diệp động tác sau bún trà trà hơi nghi hoặc một chút đây là làm gì à hứa diệp đầu tiên là đưa hắn cả khuôn mặt cũng sơn thành rồi màu trắng sau đó dùng một cái kim sắc bút ở trên mặt hắn họa hứa diệp ở trên mặt hắn họa đồ vật chính là một cái kim sắc vòng tròn cái này làm cho bún trà trà hoàn toàn không đoán ra hứa diệp muốn cốt play là na -a truyền kỳ bên trong cái nào nhân vật nàng có thể không nhớ bên trong có cái nào nhân vật trên mặt có một cái kim sắc vòng tròn a không lâu lắm cái này kim sắc vòng tròn vẽ xong rồi ngay vào lúc này hứa diệp cầm trong tay công cụ cũng buông xuống cặp mắt nhìn chằm chằm ống kính video hình ảnh phong tỏa ở trên mặt hắn hình ảnh cũng bắt đầu thay đổi dần bún trà trà cảm giác nàng thần kinh đã căng thẳng ánh mắt của nàng cũng không dám nháy mắt một chút đang lúc này cái này kim sắc vòng tròn biến thành càng không quyển chính là na a truyền kỳ bên trong na a vũ khí càng không quyển khi nhìn đến cái này càng không quyển xuất hiện trong nháy mắt búng trà trà cảm giác nàng suy nghĩ cũng héo rụt lại nàng trực tiếp há to miệng trên mặt lộ ra vẻ mê man nàng trong đầu toát ra vô số tuyển hạng nhưng nàng vẫn là không có đoán đúng hứa diệp muốn cốt play nhân vật bây giờ nàng trong đầu toát ra từng cái dấu hỏi hứa diệp cô là càng không quyển người mẹ hắn lại cô là càng không quyển đồ chơi này có thể gọi cốt play sao khi người bình thường sẽ đi cô càng không quyển A. Người có bệnh A. Chương 415, mở năm tân game show. 1. Nếu như không phải đẩu thủ livestream thời gian không thể bạo nổ thô tục lời nói, búng trà trà trong miệng ngọa tàu liền đi ra. Này cũng quá bất hợp lý đi. Búng trà trà livestream thời gian, những thứ kia người xem từng cái cũng đều ngẩn ra. Vượt quá bình thường. Thật vượt quá bình thường. Ta liền nói hứa dịp mấy ngày nay không có động tĩnh, nguyên lai like là ở nghẹn đại chiêu đây. Thiên toán vạn toán, cũng không tính tới hứa diệp cô là càng không quyển. Không đoán được là bình thường, nếu như đoán được chúng ta không phải cũng có bệnh sao. Các khán giả rối rít bình luận đứng lên. Rất nhanh thì có gây sự người xem phát khởi đạn mạc. Lão nê, ngươi nếu không cũng tới một. Ta cảm thấy được có thể, ngươi phải đi cô hiên viên kiếm đi. Hoặc là phải đi cô hỗn thiên lăng. Tốc độ cô nếu như ngươi cô rồi liền cho ngươi khen thưởng. Thấy những thứ này người xem đạn mạc, muốn trà trà hừ một tiếng nói, muốn thí ăn, ta làm sao có thể đi cô loại vật này. Ta lại không bệnh. Chỉ bất quá nói xong câu đó sau, búng trà trà đã bắt đầu nhớ lại NaTR, A truyền kỳ bên trong, có vật gì là nàng có thể cô Đùa gì thế, ta là đậu thủ streamer được rồi. Làm sao có thể không gia nhập cái trò chơi này đây. Chờ nàng sau khi nghĩ xong, nói thẳng, các huynh để trò chơi trước không chơi, ta đi cấp mọi người quay video đi. Búng trà trà trực tiếp off stream. Nàng đã có nhiều chút không thể chờ đợi. Lúc này, theo hứa dịp này cái video phát hành sau, thấy này cái video đậu thủ người sử dụng môn hoàn toàn choáng rồi. google com vr push Funtion Googletac Display, DV, GP, ACK, Mọi người phản ứng đều là giống nhau. Này nghệ thuật cũng quá vượt mức quy định đi. Có người như vậy cô sao? Không đoán được, hoàn toàn không đoán được. Xin cho ta một đôi chưa có xem qua cái video này con mắt có lúc một người quét đẩu thủ cũng thật bất lực. Kết quả, mặc dù mọi người ngoài miệng mỗi một người đều nói ngươi bệnh thần kinh A, sau đó rất nhiều người cũng chạy đi quay video rồi. Cái này cô có thể so với còn lại cô video quay chụp đứng lên đơn giản nhiều. Đồng phục đạo cụ. Trong nhà có cái gì sẽ dùng cái gì? Cũng có rất nhiều trả chưa có xem qua, na tr, a truyền kỳ, đám bạn trên mạng khi nhìn đến cái video này sau, hỏi thăm tới rồi, na tr, a truyền kỳ, là một cái cái gì? Rất nhanh mọi người thì phải biết đây là hứa diệp chế tác một bộ hoạt hình thiếu nhi vì vậy rất nhiều người cũng chạy đến quy quy video bên trên bắt đầu từ đầu nhìn hứa diệp cái video này là mang theo đề tài rất hiển nhiên trừ cho natr a truyền kỳ làm tuyên truyền ngoại cái đề tài này cũng là hợp tác với đẩu thủ cho đẩu thủ kiếm lưu lượng hứa diệp đẩu thủ nhãn hiệu người đại diện tương đương chuyên nghiệp hắn rất nhiều video cũng có thể ở đẩu thủ bên trên mang theo một trận theo phong trào nhiệt triều đây nếu là không đi đem kịch xem xong đợi đám bạn trên mạng chơi ngươi cũng tham dự không vào đi. Đừng nói đến thời điểm hiểu dân mạng ý tứ, ngươi ngay cả nhân gia cô cái gì đoán cũng không đoán được. Ngay tại Hứa Diệp video phát hành không bao lâu sau, Mã Lục cũng theo sát tuyên bố xong một cái video. Đề tài vẫn là Hứa Diệp cái đề tài kia. Làm đẹp trai bước người tổ hợp thành viên, Mã Lục làm sao có thể không cho A à, truyền kỳ làm tuyên truyền đây. Chờ cái kia bày Phan Điểm vào hắn video xem sao, từng cái là lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào, vẻ mặt mê mang thối lui ra mọi người còn tưởng rằng Mã Lục sẽ cô cơ phát, hoặc là Kim TR, A1 TR, A loại nhân vật. Kết quả trong video, Mã Lục ở trên người hắn cuốn lên rồi phế cựu hộp giấy bên trên tháo ra giấy cắt tông, đem chính mình toàn bộ bao vây lại, sau đó ở trên đỉnh đầu trói một đống lớn màu trắng lông dài. Hắn cô là thái ớt chân nhân trong tay Phất Trần. Thần mẹ hắn Phất Trần A. Mọi người chỉ cảm thấy con mắt dơ bẩn. Sau đó đẹp trai bức người tổ hợp một cái khác thành viên, động bức người cũng xuất thủ. Đổng bức người tối nay vừa vặn có tập thể hình livestream, phòng làm việc các nhân viên cho Đổng Ngọc Khôn làm một cái na a truyền kỳ livestream buổi biểu diễn dành riêng. Đổng Ngọc Khôn mụ mụ đám vang đã sớm mặc vào tập thể hình phục ở trước máy truyền hình chờ. Mọi người đi theo Đổng Ngọc Khôn tập thể hình thời điểm, phần lớn đều là đem điện thoại di động đầu bình đến nhà trên TV, vừa nhìn vừa làm. Chờ đến livestream bắt đầu, Đổng Ngọc Khôn cùng trợ lý ra sân sau, một đám mụ mụ đám vang trợn mắt hốc mồm. Đổng Ngọc Khôn lại mặc quần áo của Na trên đầu trả trói hai cái tiểu viên mấu chốt hắn cái này quần áo cũng không phải rất tinh xảo giống như là tùy tiện tìm đi một tí miếng vải vá kín lại mấu chốt nhất là Đỗng ngọc không bên ngoài bộ là quần áo của na tr a bên trong là quan rất nhiều da thịt cũng lộ ở bên ngoài Đỗng ngọc không khoảng thời gian này tập thể hình trên người hắn đó cũng đều là bắp thịt như vậy một xuyên mụ mụ đám phan con mắt đều phải rơi ra ngoài có thương tích phong hóa có thương tích phong hóa a này cái gì khôi hài quần áo Nghe mụ mụ, cởi quần áo đừng mặc. Cách đại phổ, đây nhất định là hứa dịp an bài. Mọi người thấy Đỗng Ngọc không mặc đồ này trực tiếp cho không nói gì ở. Ngươi cũng quá khôi hài chứ. Đỗng Ngọc không vẽ mặt thành thật nói, mọi người có hứng thú có thể mang hài tử đi xem một chút dịp ca, na t -r, a truyền kỳ, rất đẹp mắt. Nhìn. Phải nhìn, hài tử của ta không nhìn ta đánh hắn cũng phải nhìn. Hài tử của ta sớm liền bắt đầu nhìn. Mới vừa quét hết hứa dịp video nghĩ đến rửa con mắt kết quả không phải một loại người không vào một cái công ty a rất nhiều nhánh đạn mạc bay qua mỗi nhà người trong nhà mụ mụ đang ở trước máy truyền hình nhìn đổng ngọc không livestream trong nhà tiểu hài tử vừa vặn đi ngang qua thấy trong tivi hình ảnh sau vui vẻ nói na ra tiểu hài tử vội vàng chạy tới tivi bên cạnh chờ hắn nhìn rõ ràng đổng ngọc không ăn mặt sau nụ cười trên mặt liền biến mất tiểu hài tử vẽ mặt ghét bỏ nói cái gì cũng không phải sau đó cái này tiểu hài tử đi điều này thật sự là quá hủy tuổi thơ rồi buổi tối đường tư kỳ đã kết thúc hôm nay công việc trở lại trong khách sạn chơi đùa điện thoại di động thời điểm nàng cũng nhìn thấy hứa diệp cái video này đường tư kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo nàng cảm thấy cái này có thể quá chơi thật khá ta cũng phải cô nhưng ta cô cái cái gì chứ đường tư kỳ suy nghĩ một chút quyết định tại chỗ lấy tài liệu nàng ở trong rương hành lý lật một chút tìm một bộ quần áo cùng hai cây thỏi phát sáng sau đó nàng nhanh chóng trang phục chờ nàng chuẩn bị xong sau, liền đưa điện thoại di động nhất lên, cho mình chụp mấy bức hình. Biên tập video nàng sẽ không, nhưng là chụp hình nàng biết a. À. Chờ chuẩn bị xong sau, nàng đem hình tuyên bố xong đi ra ngoài. Đường tư kỳ những người ái mộ cũng ngay đầu tiên nhận được đẩy đưa tin tức. Đợi mọi người điểm sau khi tiến vào, từng cái cũng đều nhìn mộng ép. Hôm nay đây là thế nào? Tất cả nhân viên nổi điên à? Ta cảm thấy được tư kỳ muội muội cái này đã coi như là bình thường, so với hứa dịp bình thường nhiều. Cái này tiểu na TRA cũng vô cùng đáng yêu. Đường tư kỳ này cái video văn án cũng mang theo hứa dịp đề tài, trả hợp với một câu mọi người đi nhanh nhìn na TRA truyền kỳ ca. Về phần hình ảnh, chính là nàng mặc đến một bộ hồng nhạt váy, trên cánh tay còn cuốn hồng nhạt xa nhánh. Về phần càng không quyển, là dùng hai cái thỏi phát sáng thay thế. Chương 416, mở năm tân game show. 2. Nàng một cái tay trên cổ tay treo một cái càng không quyển, một cái tay khác nắm một cái càng không quyển cái này đồ, cùng đường tư kỳ dĩ vãn hiện ra ở ngoại phong cách cũng không giống nhau. Rất nhiều fan đều cảm thấy rất có tân ý. Này sẽ đi thăm Na Ta -tr truyền kỳ. Tư kỳ muội muội, ngươi chính là cách hứa dịp xa một chút đi, ta cảm giác ngươi đã sắp lệch rồi. Đẹp mắt, làm oan paper rồi. Mới từ Đỗng Ngọc không live stream gian đi ra, cũng còn khá có tư kỳ muội muội Na Ta rửa con mắt. Đường tư kỳ điều này đẩu thủ, rất nhanh ấn like cũng vượt 10.000 rồi dù sao đẹp mắt cô gái cosna Na TR A à, ai không yêu đây. Tối nay, đấu thủ bên trên khắp nơi đều là thảo luận Na TR A truyền kỳ video. Đến lúc ngày thứ hai, từng cái bắt chước hứa dịp video cũng liên tiếp xuất hiện. Mọi người gánh Na TR A truyền kỳ đồ bên trong cos, chính là không cos nhân vật. Những thứ này bệnh thần kinh video nhìn mọi người là sửng sốt một chút. Trong này, rất nhiều người xem đều bắt đầu bị chuyển hóa thành Na TR A truyền kỳ người xem. Đến lúc buổi chiều, Na TR, A truyền kỳ tập 15-16 tập phát hình thời điểm, CCTV thiếu nhi kênh bên này, tỷ lệ người xem trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Rất nhiều người đều tại quy quy video bên trên xem xong Na TR, A truyền kỳ trước mặt nội dung, đến lúc phát hình thời gian, liền dẫn theo trong nhà tiểu hài ở trên TV nhìn. Cái này làm cho CCTV thiếu nhi kênh, kênh kia bên nhân viên làm việc đều kinh hãi. Này tỷ lệ người xem, so với trước kia cùng một cái thời gian ngừng phát hình còn lại hoạt hình cao hơn A. Tối nay này hai tập, vừa vặn hay lại là phim hoạt hình bên trong một cái tiểu cao triều nội dung cốt truyện. Googlestack.com.vh, Funtion. Google display DV GPR bốn Na NATR -er A đánh động tâm còn nghi vấn lo lão Long Vương, tứ hải Long Vương đi theo NATR -er A đi tới thạch cơ chỗ khô lâu sơn cứu tiểu Long nữ, trải qua một phen kịch chiến, thái ất chân nhân phá vỡ loạn thạch trận, NATR -er A xông thẳng về trước, cứu ra tiểu Long nữ, cuối cùng khô lâu sơn hoàn toàn sụp đổ. Thạch cơ nương nương bị biến thành hòn đá, bị na tr dùng càng không quyển trực tiếp đánh nát. Nhưng trên thực tế, thạch cơ nương nương cũng chưa cờ hờ tết, lần nữa sống lại. Na tr thì bị thái ất chân nhân mang đi tiên đảo tiếp tục học nghệ. Tối nay, theo này hai tập nội dung cốt truyện phát hình sau, na tr truyền kỳ trực tiếp leo lên hot search đệ nhất. Giờ khắc này, vốn là những thứ kia âm thầm nói, na truyền kỳ, số liệu là quét đi ra nhân, mỗi một người đều ngậm miệng. Họp là có thể mua, nhưng là điểm vào họp suất bên trong. Nhìn mọi người thảo luận liền có thể rõ ràng nhìn ra họp suất có phải hay không là mua. Bất kể là ở Weibo bên trên hay lại là đấu thủ bên trên, na A thảo luận độ đều là thật, không có một chút lượng nước. Chỉ bất quá hai cái phần mềm bên trên phong cách có chút không giống nhau. Weibo bên trên trả là bình thường thảo luận nội dung cốt truyện, nhưng đấu thủ bên trên cơ bản đều là ở phát thần kinh. Hoặc hình giới rất nhiều người đang chăm chú đến cái tình huống này sau, từng cái ý nghĩ cũng đều trở nên sống động hứa diệp bộ này hoạt hình thiếu nhi, ngay từ đầu mọi người là không thế nào coi trọng. Bây giờ rất nhiều làm hoạt hình thiếu nhi nhân, đều tại đem tiểu hài tử làm kẻ ngu. Trên thực tế, đám con nít cũng không ngốc. Cũng không phải cố sự không thể có độ sâu, mà là muốn xem ngươi thế nào đi thực hiện. Cái này hoạt hình có thể được học tập cho giỏi một chút. Những người bạn nhỏ thật có thể xem hiểu như vậy hoạt hình A. Xem ra lúc trước mọi người làm hoạt hình ý nghĩ có vấn đề. Những thứ này hoạt hình giới nhân là bắt đầu nghĩ lại đứng lên phải nói cao hứng nhất, đương kim trúc mộng phòng làm việc người. Cao nhạc vịnh này mấy thiên thiên ngày đều ở trên mạng nhìn cùng na TR, A, truyền kỳ có liên quan thảo luận. Càng xem hắn liền càng cao hứng. Muốn biết rõ, lúc trước hắn cũng đã làm tương tự hoạt hình, nhưng là cũng chưa thành công. Trước hắn cũng từng hoài nghi tới, có phải hay không là chính mình phương hướng sai lầm rồi. Hoạt hình thiếu nhi cũng không cần độ sâu. Cho tới bây giờ, hắn đã không có như vậy hoài nghi. Không phải phương hướng sai lầm rồi, là hắn trình độ không được chỉ cần tìm đúng phương pháp, hoạt hình thiếu nhi cũng có thể có độ sâu. Thậm chí không riêng gì những người bạn nhỏ thích xem, đại nhân cũng sẽ nhìn. Cao Nhạc Vịnh đã cho hứa dịp gọi mấy cú điện thoại, biểu đạt hắn tâm lý vui sướng rồi. Lại qua mấy ngày sau, Na TR, A truyền kỳ nhiệt độ vẫn không có yếu bớt đi xuống. Mà bộ hoạt hình cũng từ vừa mới bắt đầu mọi người chơi đùa ngạnh, chuyển biến thành chân chính thảo luận hoạt hình nội dung trong đó. Na -tr A truyền kỳ, không nghi ngờ chút nào là một cái chỉ có hoa điều mới có thể sinh ra cố sự. Rất nhiều phương tiện truyền thông chính thức cũng bắt đầu lần lượt đi ra, làm cho này bộ phim hoạt hình ấn lai. Like. Chỉ cần đến tiếp sau này nội dung cốt truyện không xuất hiện vấn đề lớn lời nói, bộ này hoạt hình, ắt sẽ tái nhập hoa điều hoạt hình trong lịch sử. Bên kia, hứa dịp trừ bận có võ lâm ngoại truyện, quay chụp bên ngoài, trả phải xử lý NATR, A truyền kỳ, đến tiếp sau này sự tình. Bộ này hoạt hình, tự nhiên không thể nào chỉ phát phim hoạt hình. Trên địa cầu, NATR, A truyền kỳ, trừ hoạt hình hỏa bạo ngoại, còn có một cái lượng tiêu thụ đệ nhất chính là Na TR, A truyền kỳ tập tranh. Đám con nít nhìn TV hay là tương đối thương con mắt, nhưng nhìn thư cũng không giống nhau. Ở Na TR, A truyền kỳ, hỏa bạo sau đó, liền có rất nhiều nhà xuất bản tới liên lạc đây là một phòng làm việc lớn rồi. Cuối cùng, An Thành Văn Nghệ nhà xuất bản bên này cho ra điều kiện cũng khá hơn một chút. Trước hứa diệt quỷ suy đăng xuất bản thời điểm, cũng là An Thành Văn Nghệ nhà xuất bản xuất bản. Na TR, A truyền kỳ, thực thể thư bản quyền, hứa dịp liền đem đem bán cho an thành văn nghệ nhà xuất bản vừa vặn trúc mộng phòng làm việc một đám người gần đây cũng rảnh rỗi vừa vặn để cho bọn họ cùng nhà xuất bản bên này câu thông đem thật thể thư chế tạo ra được những bức họa này sách chính là văn hay tranh đẹp cần phải thật tốt lựa chọn sử dụng hoặc hình bên trong hình ảnh ở đem nhà xuất bản tổng biên triệu hiểu lỗi đưa đi sau hứa dịp bên tai vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống ký chủ hoàn thành e a truyền kỳ chế tác cùng phát hành sát nhập sinh ảnh hưởng to lớn kích động trứng màu khen thưởng đạt được điện ảnh kịch bản trương ngẫu nhiên một cái. Hứa Diệp kiểm TR, A một hồi hệ thống nhà kho, quả nhiên nhiều hơn một cái điện ảnh kịch bản trương ngẫu nhiên. Hắn cũng không có trước tiên mở ra, mở trương ngẫu nhiên loại sự tình này, nhất định phải đợi thấy tiểu từ mở lại. Đang suy nghĩ, điện thoại của Hứa Diệp liền chấn động một cái. Hắn mở ra xem, chính là tiểu từ phát tới tin tức. Nhanh nhìn ta một chút cái này cô như thế nào đây? Tiểu từ trả phát một tấm hình tới. Trong hình, tiểu từ nằm trên đất, trên người bọc là vải đỏ. Bởi vì khiêu vũ nguyên nhân, thân thể nàng thập phần mềm dẻo, trực tiếp trên đất bày ra một cái ép hình. Cái này hình dáng thấy thế nào thế nào không được tự nhiên. Hứa dịp liếc mắt liền nhận ra tiểu từ cô là thứ gì rồi. Đồ chơi này không phải là hỗn thiên lăng mà. Hứa dịp trả lời, chưa ra hình dáng gì. À. Cái này còn không được a à. Hứa dịp trực tiếp trả lời. Hỗn thiên lăng là bằng, nhưng ngươi không phải bằng. Không có cách nào tiểu từ vóc người đẹp quá đáng, có nhiều chỗ thật sự là quá vượt trội, muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Gần đây khoảng thời gian này, hứa dịp cơ hồ là thiên thiên cùng tiểu từ nói chuyện phím. Từ đi qua tiểu từ trong nhà sau, hai người quan hệ lại thân mật không ít. Hứa dịp cũng nắm chặt tiêu chuẩn, tranh thủ được voi đòi tiên. Tiểu từ lập tức hiểu hứa dịp ý tứ. Ngươi đi cho ta mở. Từ hứa dịp tuyên bố xong cô càng không quyển video sau, đã mang theo mọi người theo phong trào. Từ Nam Gia cũng học hứa dịp dáng vẽ quay chụp mấy cái video, nàng không có trực tiếp phát hành, mà là phát cho hứa diệp đi xem. Kết quả nàng mỗi lần quay video hứa diệp đều nói chưa ra hình dáng gì. Cái này làm cho tiểu từ rất là buồn rầu. Thực ra tiểu từ cũng đã phát giác nàng và hứa diệp quan hệ đang dần dần biến hóa. Lúc trước nàng và hứa diệp nói chuyện phím tần số trả không có cao như thế, nhưng là bây giờ nàng ngày nào cũng nghĩ tới cùng hứa diệp nói chuyện phím. Bất kể trò chuyện cái gì cũng được, dù là chỉ là chia sẻ hôm nay ăn cái gì. Chính là mỗi lần hứa diệp cũng đem nàng tức cơ hờ kết đi được nhưng là một giây kế tiếp, hứa dịp lại có thể làm cho nàng vui vẻ. Từ nam gia cảm thấy nàng đã bị hứa dịp bắt bí lấy rồi. Theo tiểu từ, nàng làm sao có thể bị hứa dịp đắn đo đâu rồi, nàng phải nắm giữ chủ động. Cái tình huống này phải đảo ngược, không thể kéo dài nữa. Lúc này, hứa dịp cho nàng phát cái tin. Nhưng ở miễn cười thời điểm là không thể hô hấp. Thấy những lời này, tiểu từ lập tức miễn cười, thử một cái. Chương 417, mở năm tân game show. 3. Sau đó nàng liền cho Hứa Diệp phát tin tức. Miễn cười thời điểm có thể hô hấp. Rất nhanh, Hứa Diệp liền hồi phục. Cho nên ngươi cười đi. Tiểu Từ nhất thời ngây ngẩn, nàng quyết rồi quyết miệng, có chút không phục. Nàng lần này lại bị Hứa Diệp cho gây khó dễ. Nhưng nàng rất vui vẻ. Cùng Tiểu Từ trò chuyện một lát sau, Hứa Diệp nhận được một người điện thoại. Lưu Lãng âm nhạc tổng đạo diễn Vu Vi. Từ Lưu Lãng âm nhạc sau khi kết thúc, Hứa Diệp cùng Vu Vi trao đổi số lần cũng trở nên ít đi chỉ là thỉnh thoảng gặp phải chuyện vui thời điểm sẽ lẫn nhau chúc mừng một chút. Chờ điện thoại sau khi tiếp thông, Vu Vi hỏi Hứa Diệp, không quấy rầy đến ngươi đi. Vu Đạo, không có, ngươi nói đi Hứa Diệp cười nói. Ta bên này có một tiết mục mới, hay lại là quy quy video tự chế internet tống nghệ, dự trù qua sang năm 4 tháng năm mở màn chiếu, ta muốn mời ngươi làm thường trú khách quý. Hứa Diệp hiếu kỳ nói, loại hình gì game show. Trước mắt hay lại là ác chủ bài một cái dễ dàng hưu nhàn, thi đấu sân khấu hay lại là giao cho lưu lãng âm nhạc đi Vu Vi nói. Vu Vi là một cái rất có ý tưởng nữ nhân, nàng là không rảnh rỗi, cũng không khả năng mang theo đoàn đội một năm chỉ làm một cái game show. Mỗi cái loại hình game show, nàng đều muốn thử một chút. Vu Vi tiếp tục nói, ngươi tối mai có rảnh không? Lục Tổng cũng muốn gặp ngươi, chúng ta không bằng tối mai ước địa phương ăn chung cái cơm, thật tốt trò chuyện một chút. Lục Tổng, dĩ nhiên là quy quy video phó tổng tài. Google tag, Display DV gập gờ Có thời gian, bên ngoài ăn cơm cũng không có phương tiện, các ngươi tới nhà ta đi hứa dịp nói. Vu Vi cười nói, ô hát. Ngươi chẳng lẽ muốn nít thân xuống bếp? Ta từ đoàn kịch cho các ngươi mang hộp cơm tới, nhà ta có lò vi sóng. Vu Vi ngây ngẩn. Nàng sẽ không hẳn là hơn hỏi đầy miệng. Chờ sau khi cúp điện thoại, Vu Vi trực tiếp cho Lục Viễn gọi điện thoại. Lục Viễn vui vẻ nói, hứa dịp đáp ứng hắn để cho chúng ta đi nhà hắn vu vi nói. Lục viễn có một loại bị hạnh phúc bao vây cảm giác. Bọn họ quy quy video cố gắng cuối cùng là không có ủng phí A. À? Hứa dịp có thể để cho bọn họ đi trong nhà đàm luận, bản chính là một cái thái độ. Tối thiểu, trước mắt quy quy video cùng hứa dịp quan hệ vẫn không tệ. Lục viễn không có đắc tội ý tưởng của hứa dịp, hắn càng muốn cùng hứa dịp duy trì quan hệ tốt. Cái gì mặt mũi không mặt mũi căn bản không trọng yếu. Kiếm tiền liền xong chuyện ta lập tức để cho người ta đặt vé phi cơ lục viễn nói lục viễn sở dĩ gấp gáp như vậy một cái nguyên nhân là natr a truyền kỳ hỏa bạo mà một cái nguyên nhân khác chính là sang năm công trạng áp lực natr a truyền kỳ hỏa bạo ngoài người sở hữu dự liệu không giống với phim tài liệu bộ này hoạt hình là thực sự đang giảng một cái cố sự mà hứa diệp cũng chứng minh hắn có đem một cái cố sự nói tốt năng lực vốn là lục viễn trả đang do dự nên lấy giá cả gì đi mua hạ võ lâm ngoại truyện lưới truyền bá quyền lần này không cần do dự. Không sai, lục viễn ngay từ đầu liền làm xong mua, võ lâm ngoại truyện, lưới truyền bá quyền chuẩn bị. Thực ra điện ảnh kịch hạng mục, cũng với chứng khoán thật giống, không phải mỗi một hạng mục cũng có thể kiếm tiền. Lục viễn cũng làm xong không kiếm tiền chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn chuẩn bị lấy cấp độ A hạng mục giá cả, đi mua võ lâm ngoại truyện, lưới truyền bá quyền. Hắn muốn hào đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần và võ lâm ngoại truyện có thể bạo nổ. Mà năm nay mở năm, Năm ngoái các đại thị tầng bình đài số liệu cũng dần dần bắt đầu thống kê. Các đại thị tầng bình đài năm ngoái cả năm có thể nói đánh là bể đầu chảy máu. Quy quy video ở nơi này nhiều chút lão bài video trước mặt bình đài, vẫn còn có chút nhỏ yếu. Chim cánh cục là rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Tỷ như ở kênh video ngắn phương diện, liền bị đẩu thủ gắt gao đè xuống đất va chạm. Mà đẩu thủ người sử dụng nhanh chóng tăng trưởng, nhìn các đại thị tầng bình đài cũng thật đỏ con mắt. Mặc dù biết rõ mọi người không phải một cái đường đua, nhưng vạn nhất ngày nào đó đổ thủ mang theo nó hơn trăm triệu người sử dụng tiếng vào điện ảnh kịch đường đua đây. Này cũng không tốt nói. Tóm lại, xuân tiếp đi qua, các đại thị tần bình đài đều đưa tiếp tục tiến vào trong hỗn chiến, ai cũng muốn đem đối phương cho làm cờ hờ kết. Các gia cũng đều cần vương bài tiếp mục tới hấp dẫn tân người sử dụng. Ở giờ phút quan trọng này, nắm giữ khổng lồ lưu lượng ngôi sao, cùng với tác phẩm ưu tú liền rất trọng yếu. Quy quy video sang năm muốn điện ảnh kịch cùng game show hai nở hoa, tự nhiên muốn mời hứa dịp rồi hứa diệp ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a à? lục viễn nắm quả đấm một cái đến lúc ngày thứ hai lục viễn liền chuẩn bị một cái lần còn ngồi máy bay đi an thành vu vi là từ một cái thành phố khác tới hai người ở an thành sân bay hội họp sau liền đi trước hứa diệp chỗ ở trên xe lục viễn hỏi vu đạo ngươi ăn chưa vu vi lắc đầu một cái còn không có đây lục viễn hiếu kỳ nói ngươi nói hứa diệp có thể hay không cho chúng ta nấu cơm à ta nhớ được hứa diệp biết nấu cơm ta còn đặc biệt mang theo một chai rượu ngon tới. Nghe vậy Vu Vi lúng túng cười một tiếng, có thể đi. Nàng còn nhớ ngày hôm qua hứa dịp nói cho bọn hắn mang hộp cơm lời nói đây. Chuyện này, hứa dịp thật đúng là làm ra tới. Lục viễn tâm tình hiển nhiên rất không tồi, trên đường vẫn còn ở hừ lít tổ áp bồ bài hát. Không lâu lắm, xe đã đến hứa dịp dưới lầu. Trịnh Vũ đã ở dưới lầu chờ rồi. Lục viễn sách rượu vang xuống xe, thấy nhà này sau lầu còn có chút ngoài ý muốn. Hứa dịp còn không có đổi phòng tử sao nhà này lầu mặc dù hắn là lần đầu tiên đến nhưng rất quen mặt a à. trước cậu tử chụp lén hứa diệp đưa bé đi dạo thời điểm trong bối cảnh thì có nhà này lầu trịnh vũ nói phòng mới trả đang sửa chữa lục viễn cười nói cấp độ kia hứa diệp dọn nhà thời điểm được cho ta biết một tiếng a à. a à, này trịnh vũ có chút xấu hổ các ngươi là không bái kiến hứa diệp sửa sang phong cách a à, nhà kia nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không vào ở hay là trước lên đi trịnh vũ nói hắn mang theo lục viễn cùng vu vi ngồi chung trong thang máy rồi lầu rất nhanh thì đến hứa diệp cửa nhà lúc này đã là hơn 8 giờ tối bởi vì là đông thiên duyên cố sắc trời đã sớm đen xuống trong hành lang cũng có chút tối tăm chỉ có trên đỉnh đầu hành lang đèn sáng rỡ quang nhưng cái này đèn vẫn còn ở chợt lóe chợt lóe là thật có chút đơn sơ đến cửa sau trịnh vũ nhắc nhở chờ cần là thấy cái gì không cần phải sợ à lục viễn cùng vu vi cũng mặc lộ nghi ngờ cái này còn có thể thấy cái gì này không phải hứa diệp trong nhà sao? trịnh vũ gõ cửa một cái, sau một lát, cửa phòng mở ra, một mảnh xanh mơn mẫn ánh đèn dọi vào rồi lục viễn cùng vu vi trong mắt nước sơn đêm tối phối hợp xanh mơn mẫn ánh đèn dưới ánh đèn hứa diệp khoan thai nói vào đi thanh âm này để cho lục viễn cả người lông măng cũng thiếu chút nữa đứng lên hắn khó tin ngẩng đầu lên nhìn một cái hứa diệp trong nhà cửa trước trần nhà người tốt thật mẹ hắn là lục sắc đèn a nhà ai cửa trước đèn là lục sắc à Chương 418: Vui vẻ lên đường cùng với bài hát của Xuân Vãn. Lục Viễn Nhân đã tê rần. Hứa Diệp là thực sự có bệnh a. Vẫn có bệnh nặng cái loại này. Người này trạng thái tinh thần một chút cũng không thấy chuyển biến tốt, ngược lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi tại chính mình gia cũng chơi như vậy, thật không sợ đi vào cái gì đồ bẩn. Tới ở bên cạnh Vu Vi, chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng phát hiện nàng đánh giá thấp Hứa Diệp. Mỗi khi nàng cho là Hứa Diệp bình thường thời điểm, hứa dịp luôn có thể cho nàng chỉnh ra nhiều kiểu mới. Chuyện này, người bình thường thật không làm được. Lục viễn lúng túng cười cười nói, ngươi cái này đèn thật rất khác biệt a. À? Bên trong còn gì nữa không hứa dịp nói. À. Lục viễn sửng sốt một chút. Hay lại là trịnh vũ chào hỏi, hai vị đi vào trước ngồi đi, bên ngoài lạnh. Lục viễn cùng vu vi bước vào. Chỉ là này xanh mơn mẫn ánh đèn, để cho hai người bọn họ đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác tới không phải hứa dịp trong nhà, mà là cái gì kinh khủng địa phương. Ở cửa trước nơi đổi dép sau, Trịnh Vũ mang theo hai người tới rồi phòng khách. Chỉ bất quá, lúc này phòng khách căn bản không mở đèn, hay lại là đen thùi. Vu Vi nghi ngờ nói, thế nào không bật đèn đây? Các ngươi nhất định phải mở sao? Trịnh Vũ hỏi. Lục viễn quay đầu liếc nhìn cửa trước đèn xanh, sau đó hỏi không phải đèn xanh chứ. Trịnh Vũ lắc đầu một cái, không phải đèn xanh. Cũng không phải là cái gì đèn đỏ lam đèn chứ. Lục viễn tiếp tục hỏi. Trịnh Vũ nói, cũng không phải. Lục Viễn lần này yên tâm. gogletac.com.jp.posh. Gogletac display dv gbpqr a16928546795040. Chỉ muốn không phải là cái gì ngổn ngang màu sắc ánh đèn là được. Một cái đèn mà thôi, ngươi còn có thể chỉnh ra cái trò gì tới. Lục Viễn không tin cái này tà. Vậy thì mở đi, đen thui cũng nói không xong việc Lục Viễn cười nói. Trịnh Vũ mang theo thâm ý liếc nhìn Lục Viễn, sau đó đi tới nhấn chốt mở điện lục viễn mang theo mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm phòng khách trần nhà chỉ là làm ánh đèn sáng lên trong nháy mắt hắn cảm giác đầu hắn xuất hiện trong nháy mắt hít thở không thông đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu sáng ở trong cả căn phòng vô số màu sắc rực rỡ điểm sáng ánh chiếu ở trên vách tường thậm chí những thứ này ánh đèn trả đang xoay tròn cả phòng hoàn toàn sáng lên chỉ bất quá không khí này không đúng ngươi mẹ hắn thế nào ở phòng khách cài đặt một cái đèn cầu à ngươi là muốn ở phòng khách nhảy nhót sao Đèn này chiếu sáng cả phòng hãy cùng nhảy nhót hiện trường như thế, Lục Viễn Nhân cũng đã tê rần. Một bên Vu Vi từ đầu chí cuối cũng không lên tiếng, nàng tin tưởng Hứa Diệp cũng sẽ không bình thường. Kết quả cũng rất rõ ràng. Nàng đã đoán đúng. Hứa Diệp vẻ mặt hưng phấn hỏi ta liền nói còn có đèn đi, đèn này quang không tệ chứ. Lục Viễn chỉ có thể gượng cười nói, không tệ không tệ. Cuối cùng, hai người liền ngồi ở đèn màu hạ trên ghế salon. Này không khí thế nào cảm giác tại sao không đúng tinh thần sức lực? Lục viễn suy nghĩ một chút, liền như vậy, nhìn. Hứa Diệp chính là người như vậy. Cũng may lần này ăn cơm xong hứa Diệp làm một nhân. Hắn không có chuẩn bị đoàn kịch hộp cơm, mà là tự mình xuống bếp cho mọi người làm một trận cơm. Tuy nhưng cái này thức ăn là dùng phòng ăn lấy cơm cái loại này để thức ăn chứa. Nhưng so sánh phòng khách và cửa trước ánh đèn, Lục Viễn cảm thấy ở nhà dùng cơm bàn ăn cơm cũng bình thường rất nhiều. Lục Viễn nhớ lại Trịnh Vũ nói hứa Diệp phòng mới đang sửa chữa sự tình. Trịnh Vũ lúc ấy thật giống như thật lúng túng nhìn như vậy đến hứa diệp phòng mới khẳng định càng kỳ quái hơn rồi nhà cũ không có cách nào đại đổi phòng mới nhưng là khác rồi có cơ hội được đi biết một chút về đợi đến mọi người cùng nhau sau khi ngồi xuống lục viễn đưa hắn mang đến kia chai rượu chát cũng mở ra trịnh vũ sau đó cho mọi người rót rượu một đám người vừa ăn vừa nói chuyện lần này lục viễn tự mình tới hứa diệp vẫn là rất coi trọng không đúng vậy sẽ không đích thân xuống bếp mọi người ăn không sai biệt lắm sao lục viễn cũng đi thẳng vào vấn đề đem mua võ lâm ngoại truyện, lưới truyền bá quyền sự tình nói một chút. Lục viễn cái yêu cầu này, hứa dịp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, lục viễn vẫn là lấy cấp độ A hạng một giá cả mua. Võ lâm ngoại truyện, chụp được bây giờ, xác thực trả không có bất kỳ một nhà video bình đài tới mua lưới truyền bá quyền. Bất kể là trong nghề hay lại là trên Internet, cũng không có người nào coi trọng bộ này phim truyền hình. Còn lại video bình đài đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Về phần trái quyết video, nhà này bình đài cùng hứa dịp bản thân thì có mâu thuẫn, càng không thể nào đi giúp hứa dịp rồi. Quy quy video, là người thứ nhất. Gõ định xong, võ lâm ngoại truyện, sự tình sau, lục viễn liền đem đề tài chuyển tới trên người vu vi. Tân game show chủ yếu vẫn là vu vi chủ đạo, quy quy video cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nội dung cụ thể, vẫn là phải để cho vu vi tới trò chuyện. Vu vi cười một tiếng, bưng ly rượu lên, nàng môi đỏ mỏng nhấp nhẹ ở ly dọc theo, uống một hớp rượu vang, sau đó nói, tân game show cũng là ta một cái thử, ta trước nói với ngươi một chút ta đại khái ý nghĩ đi bây giờ thị trường hướng gió cũng đang biến hóa. Rất nhiều thi đấu loại game show mọi người cũng đã thấy nhiều, một ít hưu nhàn loại game show cũng liền xuất hiện. Điểm này trên địa cầu cũng là như vậy. Vu vi kế hoạch thực ra cũng là như vậy, cùng lưu lãng âm nhạc trên thực tế có chút tương tự, chỉ là hủy bỏ thi đấu khâu. Nói xong lời cuối cùng, Vu vi nói, âm nhạc vẫn không thể ít, nếu như có thể để cho các khách quý cũng tới hát một bài bài hát lời nói, cũng thật tốt. Nghe vậy hứa dịp suy tư. Năm sau, các phe tất nhiên phải có đại động tác, anh điểu giải trí cùng cực quan truyền thông khẳng định cũng có hai cái công ty này bản thân liền cùng hắn không hợp nhau hứa diệp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hai nhà này công ty bị bọn họ đánh nửa năm rồi cũng nên đổi hắn xuất thủ đây là một phòng làm việc lớn khẩu hiệu là làm làm thật lớn lại chế huy hoàng không riêng gì ngoài miệng nói một chút phải làm liền muốn làm lớn làm được trong nghề đỉnh phong trong tay hắn không thiếu bài hát nhưng có chút thiếu người hứa diệp nhìn về phía vu vi nói chỉ coi khách quý lời nói không có ý nghĩa, cái tiết mục này ta muốn đầu tư. Vu Vi cùng Lục Viễn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. ngươi nhất định phải đầu tư. ta cũng không dám hứa chắc cái tiết mục này hiệu quả sẽ như thế nào. Vu Vi nói. không ảnh hưởng, cái tiết mục này bên trong yêu cầu ca khúc, ta có thể cung cấp. Hứa Diệp chậm rãi nói. dứt tiếng nói, Vu Vi trả lấy vì mình nghe lầm. Hứa Diệp cho tiết mục viết ca khúc. này được không ít thủ a. À? này có thể không phải Hứa Diệp đi tham gia trận đấu mỗi một kỳ tiết mục chỉ cho phép bị một ca khúc là đủ rồi. Dù là đồng thời tiết mục chỉ ra tam bài hát, cũng không phải một con số nhỏ rồi. Nhưng trừ lần đó ra, Vu Vi còn có kinh hỉ. Hứa Diệp viết ca khúc thực lực dĩ nhiên là không cần hoài nghi. Chờ chút, thật giống như bỏ quên cái gì. Hứa Diệp sẽ không viết cái gì ngổn ngang bài hát chứ. Vu Vi nhưng là tận mắt chứng kiến quá Hứa Diệp đánh bài hát hiện trường. Vậy hay là có lúc trưởng hạn chế? Chương 419, vui vẻ lên đường cùng với bài hát của Xuân Vãn này nếu không có hạn chế, hứa diệp đúng vậy liền vui chơi tới. Trên thực tế, hứa diệp cũng nghĩ như vậy. Ca khúc, yêu cầu thích hợp trường hợp xuất hiện mới có thể đi đến hiệu quả. Trên địa cầu cũng có rất nhiều bài hát phát hành sau cũng không có hỏa, ngày nào đó ở một cái địa phương nào đó mới dẫn lên đến, đúng là như vậy. Cái này game show, hứa diệp phải đem đem chế tạo thành một cái đặc thù sân khấu. Một cái có thể mang cho mọi người vui vẻ sân khấu. Vu Vi nhìn về phía lục viễn, lục tổng, ngươi cảm thấy thế nào? đầu tư sự tình nàng một người nói không tính lục viễn trầm tư một chút sau nói các ngươi hơi chờ ta một chút ta gọi điện thoại hắn trực tiếp đứng dậy đi trên ban công mặc dù mọi người không nghe được lục viễn đang nói gì nhưng cách sân thượng thủy tinh cũng có thể thấy lục viễn đang ở hỏa lực mở hết thuyết phục điện thoại đối diện một đám người một lát sau sau lục viễn trở lại hắn biểu tình trịnh trọng nói chuyện cụ thể chờ ta trở về lại học nhưng là vấn đề không lớn có ngươi tấm chiêu bài này ở Ta muốn còn lại những cao quản cũng sẽ không không đồng ý ngươi gia nhập." Hứa Diệp cười nói, phiền toái lục tổng rồi, đúng rồi Vu đạo, tiếp mục tên quyết định không có. Vu Vi lắc đầu nói, còn chưa quyết định đến, trước mắt có mấy cái được tuyển chọn tên, ta nói với ngươi nói. google com posh Funtion. Gogletat display dv, gopqrat 16928546795040. Chờ Vu Vi nói mấy cái này được tuyển chọn tên sau, Hứa Diệp nói, ta có một đề nghị cái tiết mục này không bằng liền kêu vui vẻ lên đường đi. Nghe vậy Vu Vi suy tư một hồi, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Danh tự này là thật tốt, trả thật phù hợp chúng ta tiết mục ý nghĩa chính. Ta có thể vì cái tiết mục này, viết một bài cùng tên ca khúc chủ đề hứa dịp tiếp tục nói. Lục viễn ha ha cười nói, được a, à, ngươi cũng làm được mức này rồi, chờ ta trở lại học thời điểm, bảo đảm đem còn lại cao quản thuyết phục. Vu Vi cũng cười nói, vậy thì định danh tự này, chúc chúng ta hết thảy thuận lợi hứa diệp dơ ly rượu lên nói vui vẻ lên đường vu vi cùng lục viễn cũng đều dơ ly rượu lên cùng hứa diệp đụng một cái sau nói vui vẻ lên đường bữa cơm này sau khi ăn xong vu vi cùng lục viễn là rời đi hứa diệp trong nhà hai người cũng từ nơi này hứa diệp lấy được thỏa mãn về phần năm sau ép drama hứa diệp cũng không cự tuyệt chỉ là trước hết để cho lục viễn đem kịch bản phát cho hắn nhìn một chút trên thực tế nếu như đừng đỉnh lưu nói như vậy lục viễn lý cũng sẽ không lý rất nhiều đỉnh lưu trên thực tế là không có chính mình chọn kịch bản quyền lực. Nhưng là hứa dịp không giống nhau. Công việc của hắn phòng vốn là hắn định đoạt, quy quy video bên này cũng sẽ không khiến hứa dịp cưỡng ép đi diễn những thứ kia không nghĩ diễn nhân vật. Trước mắt song phương quan hệ vẫn đủ hòa hợp. Liền luôn chiều hắn đi. Đến ngày thứ hai buổi tối, lục viễn liền cho hứa dịp gọi điện thoại. Đây là một phòng làm việc lớn đầu tư sự tình nói xong. Lục viễn khẩu chiến quần nho, ở cao quản trong hội nghị cưỡng ép thuyết phục đại đa số cao quản mặc dù còn có một đường cao quản cảm thấy để cho hứa dịp đầu tư đại đường đột ngột, nhưng là cuối cùng số ít phục tùng đa số, sự tình cũng liền quyết định. Lại qua một ngày sau, các công ty cũng đều bắt đầu động. Đầu tiên là trái quyết video tuyên bố sau mùa xuân game show kế hoạch, rất nhiều tiết mục liền official micro cũng xây xong. Trong này rất nhiều tiết mục chỉ là vừa mới vừa đã được duyệt, liền khách quý còn không có mời, nhưng tuyên truyền cũng đã bắt đầu rồi. Trên Internet, một ít kinh doanh hào môn cũng bắt đầu phát bom khói rồi. Cái gọi là bom khói, thực ra chính là kinh doanh hào nói một cái ngôi sao muốn tới tham gia một cái tiết mục. Nhưng kỳ thật tiết mục tổ cùng ngôi sao bên kia đều không câu thông qua, thuần túy là rang nóng độ. Đám bạn trên mạng cũng sẽ được thảo luận, tiết mục tổ bên này cũng sẽ tăng cứ trên mạng hướng gió, quyết định cuối cùng mời khách quý, có chút chính là tiết mục tổ ở cọ nhiệt độ rồi. Tỷ như một cái âm tống hàng năm kêu một cái thiên vương muốn tới, kết quả thiên vương từ chưa từng tới, nhưng là cái tiết mục này nhiệt độ cũng thì có. Mau cho ta mời Ngụy Thanh Phong ta muốn nhìn ngụy thanh phong làm tiết mục những thứ này tiết mục cũng coi trọng có ý tứ a ta muốn nhìn một tỷ ngay ngắn một cái cái mong đợi ở trái quyết video cho ta tăng thêm tốc độ hội viên tiền đã chuẩn bị xong trên mạng thảo luận nhất thời tăng nhiều hơn mặc dù là tự cấp các khán giả bánh vẽ nhưng cái này bánh bột sở hữu thật thấy trái quyết video phát hành kế hoạch sau trong nghề một cái khác video bình đài phiên gia video cũng ngồi không yên đây nếu là trả không ra tay nhiệt độ đều bị trái quyết video đoạt đi Phiên gia video là một cái lão bài video bình đài, chỉ bất quá mấy năm gần đây phát triển không nóng không lạnh. Trang nghiêm có phải bị hậu khởi chi tú cho vượt qua tư thế? Sau đó, phiên gia video cũng tuyên bố song sang năm kế hoạch, trừ game show kế hoạch ngoại, đã trực tiếp công bố mấy cái web drama hạng mục. Lần này lại đem mọi người khẩu vị cho xuống mà bắt đầu. Các gia những người ái mộ cũng rối rít ra tay, vì chính mình thần tượng sự nghiệp bắt đầu bận tâm đứng lên. đủ loại bài viết cũng là bay đầy trời khuyên náo cuối cùng có ngôi sao cũng trực tiếp kết quả lên tiếng Tỷ như những game show đó thường trú khách quý còn phải cho mọi người làm sáng tỏ một chút tiếp theo cuối mùa thu âm sẽ còn tiếp tục tham gia không phải kinh doanh hào nói muốn thối lui ra hỏa hoa viện bệnh nhân môn thấy trên mạng những thứ này thảo luận sau mỗi một người đều cảm thấy thiếu đi một chút gì sau đó bọn họ phát hiện bất kể là hứa diệp hay lại là đây là một phòng làm việc lớn từ TR, a truyền kỳ sau đó đã chừng mấy ngày không có động tĩnh hứa diệp sang năm có công việc gì an bài sao Đúng vậy, này mấy ngày đều không có thấy viện trưởng đi ra, viện trưởng có phải hay không là đã thả nghỉ cuối năm rồi hả? Bằng vào ta đối viện trưởng giải, này giống như thật có thể trước thời hạn cho mình nghỉ. Đáng tiếc, trái quyết video tiếp mục nhìn tạm được, nhưng viện trưởng chắc chắn sẽ không đi. Đám bạn trên mạng có thể chưa quên lúc ấy, cự tin ngày mai, phát hình thời điểm, trái quyết video trả đem hứa dịp video che giấu sự tình. Lấy hứa dịp tính khí, chắc chắn sẽ không lại hợp tác. Không thấy trước nhất cái đắc tội hứa dịp hoa điều ca sĩ hiệp hội, gần đây cũng điệu thấp không ít, lời đồn đãi đã có không ít ca sĩ thối lui ra hoa điều ca sĩ hiệp hội. Nhưng mà, 6 giờ chiều thời điểm, Quy Quy Video bên này cũng tuyên bố song sang năm bộ phận kế hoạch. Mà ở game show bên trong, bất ngờ viết vui vẻ lên đường cái tiết mục này. Rất nhanh thì có mắt sắc nhọn dân mạng ở cái tiết mục này trong tin tức, thấy được đây là một phòng làm việc lớn tên. Họa tàu. Viện trưởng phòng làm việc thế nào thành xuất phẩm phương rồi hả? Phải không? Nhân gia còn nghĩ thế nào bên trên game show đây? ngươi liền trực tiếp đầu tư. nói như vậy, cái tiếp mục này nhất định là có viện trưởng. hỏa hoa viện bệnh nhân môn cũng cho ngây ngẩn. làng giải trí rất nhiều ngôi sao, khi nhìn đến danh tự này sau cũng có chút kinh ngạc. ngôi sao trở thành xuất phẩm phương cũng không phải là không có qua, nhưng này một loại đều là trong vòng những thứ kia có địa vị nhất định ngôi sao trợ lý tình. hoặc là chính là cái này ngôi sao sử dụng sao năng lực. nhưng hai người này, cùng hứa diệp đều không quan hệ gì. hứa diệp chính là có tiền, muốn cùng quy quy video liên hiệp cũng phải nhất định xuất ra nhất định tiền đặt cuộc. Thanh điểu giải trí. Tống Chính Kỳ khi nhìn đến Quy Quy Video kế hoạch sau, khẽ cười nói, bây giờ Quy Quy Video cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, lại để cho hứa dịp đầu tư, để cho hắn từ phe ớt biến thành phe giáp rồi. Tống Chính Kỳ ở trong công ty hướng đem so sánh ngang ngược, hắn ngang ngược thể hiện tại đối xử nghệ sĩ trong thái độ. Mà trái quyết video bên kia, cùng hắn cũng không kém, nếu không hai người quan hệ cũng sẽ không như thế chặt chẽ rồi. Ở tại bọn hắn game show bên trong, hành hạ khách quý là thường có chuyện, thậm chí rất nhiều lúc sẽ buộc khách quý làm một ít không muốn làm việc. Những thứ này khách quý cũng không có cách nào cự tuyệt. Hai cái này vật khổng lồ, không có mấy người dám đắc tội. Thanh điểu giải trí chủ yếu doanh thu, ngay tại điện ảnh kịch cùng game show bên trên, hai cái này cũng là công ty không gì phá nổi căng cơ. Chương 420, vui vẻ lên đường cùng với bài hát của Xuân Vãn 2. Sang năm thấy rõ đi tống chính kỳ cười lạnh nói. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên nữ bí thư, tuy nhưng đã là mùa đông rồi nhưng hắn nữ bí thư vẫn là một thân tống chính kỳ thích nhất ăn mặc dịp triển bằng xuân vãn tiết mục bây giờ tình huống gì tống chính kỳ hỏi nữ bí thư nói hắn cái kia kịch ngắn tại sao lại thúc giục cưới a đã thông qua năm nay xuân vãn không thành vấn đề sau khi nghe được tin tức này tống chính kỳ hài lòng gật đầu một cái năm nay xuân vãn thanh điểu giải trí bên này nghĩ biện pháp đem dịp triển bằng đưa tiến vào tuy nói mấy năm nay xuân vãn sức ảnh hưởng cũng đang giảm xuống cũng không phải mỗi một ngôi sao cũng muốn tham gia xuân vãn. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, cái này sân khấu vẫn là một cái ra ánh sáng lượng cực đại vũ đài, là một cái có thể khiến người ta một đêm phong thần sân khấu. Có thể ở trên cái vũ đài này biểu diễn, có thể gia tăng quốc dân độ. Xuân tiết sau đó, dịp triển bằng, tiên vân truyện, không được bao lâu liền muốn online rồi. Cái này hạng mục, là thanh điểu giải trí mở năm trọng điểm hạng mục, cho nên dịp triển bằng ra ánh sáng liền vô cùng trọng yếu rồi. Diệp triển bằng muốn diễn xuất tiết mục là một cái kịch ngắn, cùng mấy cái khác diễn viên đồng thời biểu diễn. Ca khúc loại tiếp mục, năm nay thanh điểu giải trí cũng chuẩn bị, chỉ bất quá một tầng một tầng thảo hạch đi xuống, cuối cùng toàn bộ bị quét xuống. Cái này làm cho Tống Chính Kỳ tâm lý còn rất cảm giác khó chịu, nhưng có thể lưu lại một cái phát biểu loại tiết mục, cũng đã không tệ. Googlettac.com.vh, Funtion Googlettac, Display, DV, GP, Ad, Dù sao, bây giờ còn chưa truyền tới hứa diệp muốn lên xuân vãn tin tức suốt đạo nửa năm muốn lên xuân vãn quả thật không quá có thể trên internet đám bạn trên mạng trả ở thảo luận các đại thị tần bình đài hạng mục mọi người vốn tưởng rằng hứa diệp bên này sẽ còn có động tác gì nữa kết quả hứa diệp bên này cũng không nói gì ngược lại không phải hứa diệp cái gì cũng không làm chỉ là còn không có đến thời điểm trước cho các khán giả đưa cái này bánh nướng vẽ ra đến phía sau lại đi thực hiện toàn bộ tiết mục bây giờ vừa mới đã được duyệt mà thôi khoảng cách mở màn chiếu còn sớm không cần phải bây giờ liền bắt đầu đại quy mô tuyên truyền xuân vãn đã tới gần hứa diệp cũng sắp hắn chuẩn bị tiết mục cho dương lâm phát tới bài hát này hứa diệp có lòng tin thông qua xuân vãn tiết mục tổ khảo hạch đây nếu là cũng không qua vậy còn gọi cái gì xuân vãn a kinh thành xuân vãn đạo diễn tổ dương lâm bên này nhận được hứa diệp phát điện thư tới trừ ca khúc tài liệu ngoài còn có đã thu âm hảo ca khúc bản đầy đủ dương lâm bên này đối hứa diệp cực kỳ tín nhiệm hứa diệp đã tại hai tràng trong dạ tiệc triển hiện thực lực của hắn rồi xuân vãn là so với cái này hai tràng càng gia long nặng cũng càng thêm nghiêm khắc nhưng rơi vào diễn viên cá nhân biểu diễn bên trên chỉ cần thực lực vượt qua thử thách căn bản không là vấn đề cho nên hắn cũng không thúc giục hứa diệp chỉ là để cho hắn trước thời hạn đem bài hát phát tới là được trực tiếp đi nhanh tốc độ khảo hạch lối đi dương lâm trả nhớ lần trước thấy hứa diệp thời điểm hứa diệp hỏi hắn tùy tiện bài hát nào đều được chứ dương lâm sợ hứa diệp làm bậy cũng cho hứa diệp làm hạn chế muốn phù hợp xuân vãn cái này sân khấu chả phải là một bài bài hát mới Tiểu tử này thật nhanh a à Dương Lâm lẩm bẩm. Hắn vốn cho là sẽ còn trễ mấy ngày đây. Nghĩ thầm, Dương Lâm đem bài hát này tài liệu mở ra. Thấy tên bài hát sau, Dương Lâm liền sửng sốt một chút. Người tốt, thật đúng là cùng trước dạ hội bài hát phong cách không giống nhau. Bài hát này nhìn không tên bài hát liền thích hợp xuân vãn a. Hắn không kịp chờ đợi đi xuống tiếp tục xem, đợi thấy ca từ sau, Dương Lâm đã nở nụ cười. Mặc dù ngay cả bài hát đều không nghe, nhưng là bài hát này từ, hắn đã rất hài lòng hứa diệp thật là muốn cái gì bài hát là có thể viết cái gì bài hát a dương lâm đeo lên tai nghe mở ra phát tới ca khúc ngay từ đầu hắn biểu hiện trên mặt còn rất ổn định kết quả nghe đến khóe miệng liền công mà bắt đầu nụ cười trên mặt so với a ca còn khó hơn ép chờ đem chỉnh bài hát sau khi nghe xong dương lâm trên mặt chỉ còn lại có kích động chu lão sư thật xin lỗi lần này xuân vãn ta phỏng chừng nếu so với ngươi vượt năm dạ hội trả náo nhiệt dương lâm nói thầm trong lòng nói hứa diệp bài hát mới cùng cô dũng giả, thiếu niên Trung Quốc nói phong cách cũng không giống nhau. Nhưng bài hát này lại thập phần thích hợp xuân vãn. Dương Lâm thậm chí cảm giác có dũng khí, bài hát này, sợ là có thể trong một đêm hỏa khắp cả nước. Hắn lập tức đem những tài liệu này bỏ túi vào USB bên trong, đem Xuân Vãn khảo hạch ủy viên hội một đám người gọi tới phòng học. Xuân Vãn đạo diễn quyền lực vẫn là rất đại, những thứ này khảo hạch ủy viên hội nhân, thực ra cũng tương đương với hiệp trợ đạo diễn tiến hành công việc khi này bày ca khúc loại tiết mục khảo hạch nhân viên toàn bộ đều ngồi ở phòng học sau đó dương lâm nói cho mọi người xem tiết mục là hứa diệp đưa ra tới dưới đài lập tức liền có một cái trung niên nam nhân nói dương đạo không phải ta nói a à, bây giờ mới đưa ra tiết mục có phải hay không là hơi trễ à? ngươi nói ngươi nghĩ sở hữu hứa diệp bên trên xuân vãng có thể vạn nhất tiết mục không được chúng ta cũng không bảo vệ được a à? đúng vậy dương đạo nếu như hứa diệp song ca vẫn không có gì quan trọng ngươi cho hắn là đơn ca sân khấu cái này ở lúc trước cũng chưa từng có tiền lệ mọi người thực ra cũng chỉ là tùy tiện nói mấy câu dương lâm muốn sở hữu hứa diệp bên trên xuân vãn sự tình bọn họ cũng biết rõ mọi người cũng không có ý kiến gì chỉ cần tiếp mục vượt qua kiểm tra hoàn toàn có thể cho hứa diệp người trẻ tuổi này một cái cơ hội mà mọi người hợp tác hay lại là rất vui vẻ dương lâm cười hắc hắc nói ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì không việc gì mọi người tới trước nghe một chút dương lâm chen vào usb trực tiếp cho mọi người bắt đầu phát ra mọi người biểu tình cùng dương lâm trước hoàn toàn là như thế ngay từ đầu trả thập phần bình tĩnh kết quả nghe phía sau từng cái miệng ca không đè ép được chờ đến ca khúc phát ra sau khi kết thúc mới bắt đầu cái kia trung niên nam nhân cười nói này xuân tiếp còn chưa tới đâu rồi ta cũng cảm giác nhiều năm mùi là chuyện gì xảy ra khoan hãy nói này tiểu mùi vị sư sư liền lên tới cảm giác này thoáng cái cũng không giống nhau a à. đám này khảo hạch ủy viên hội nhân ngày nào cũng vậy khảo hạch tiết mục đều nhanh phong ma luôn có tiết mục này có vấn đề kia có vấn đề dày vào bọn họ là không nên không nên nhưng mà hứa dịp bài hát này cho bọn hắn cảm giác chính là ổn ổn được một nhóm giống như bài hát này là vì xuân vãn sân khấu mà sinh ra như thế dương lâm nhìn đến mọi người biểu tình liền biết rõ hẳn không có vấn đề gì rồi hắn hỏi các ngươi cảm thấy bài hát này đặt ở cái gì vị trí tương đối khá lần này tất cả mọi người củ kết xuân vãn tiết mục thứ tự thực ra rất trọng yếu tỷ lệ người xem vật này thực ra cũng là dựa vào tiết mục thứ tự đi khống chế Tỷ như bản sơn đại thúc chế bá xuân vãn những năm đó, đạo diễn tổ sẽ đặc biệt đem bản sơn đại thúc kịch ngắn lui về phía sau thả, cuối cùng đều nhanh trở về không điểm, chính là vì phóng tỷ lệ người xem. Nếu không bản sơn đại thúc sớm đăng tràn, phía sau tỷ lệ người xem liền đại ngã rồi. Hứa dịp cá nhân nhiệt độ vẫn tương đối cao, cũng là rây tiên bảo đảm, ta cảm thấy được có thể đem tiết mục khác đặt ở 11 giờ sau đó một cái khảo hạch ủy viên nói. Lập tức có một người khác nói, ta cảm thấy được hẳn đặt ở mở màn tiết mục bên trong, điều động bầu không khí ta cảm giác thả ở chính giữa thích hợp, để cho mọi người náo nhiệt một chút. Hắn ở chỗ này nhìn một chút sau, nói, nơi này không phải có một kịch ngắn, tại sao lại thúc giục cưới A, ta xem không bằng đem hứa dịp bài hát để cho ở nơi này kịch ngắn phía sau đi. Khảo hạch các ủy viên nhìn một chút trên tay tài liệu. Cái này kịch ngắn là hai cái lão tiểu phẩm diễn viên mang theo hai cái lưu lượng diễn viên tiết mục, chất lượng thuộc về vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến tiêu chuẩn. Cũng được, đặt ở kịch ngắn phía sau, trên thời gian cũng tốt nắm chặt khảo hạch các ủy viên biểu thị không có ý kiến gì nếu như hứa diệp tiếp cận bất mãn thời gian sẽ để cho kịch ngắn thủy thời gian nếu như hứa diệp thời gian không đủ liền từ kịch ngắn bên này đều một chút tới cái tiết mục này thời gian chính là ở 11 giờ sau đó vừa qua khỏi không mấy phút chờ đám người này quyết định tốt sau hứa diệp cũng nhận được dương lâm gọi điện thoại tới tiết mục đã thông quá nhanh tới kinh thành diễn tập chương 421, chúc mừng năm mới a à, chúc mừng năm mới a à, chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới cái kết quả này hứa diệp không có chút nào ngoài ý muốn báo cho dương lâm bên kia hắn ngày mai sẽ đến sau hứa diệp để điện thoại di động xuống lúc này hắn vẫn còn ở đồng phúc khách sạn bên trong võ lâm ngoại truyện quay chụp cũng ở đây vẫn bước đẩy tới trung hắn đạo diễn kỹ năng cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên một bên Đỗ sùng lâm hỏi lại sắp đi ra ngoài hứa diệp nói đúng phải đi xuân vãn rồi Đỗ sùng lâm có chút kinh ngạc nói cái này thì bên trên xuân vãn rồi hả tiểu tử ngươi ngưu a à. lão đổ đối xuân vãn sân khấu vẫn đủ hướng tới nhưng giống như hắn như vậy người phía sau màn viên, nhất định là không có cơ hội bên trên xuân vãn rồi. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, hứa dịp đi lần này, này mở ra tử không phải lại ném cho hắn sao. Bái kiến diễn viên chèn vai diễn, không bái kiến đạo diễn chèn vai diễn A. Một mình ngươi đạo diễn không việc gì chung quy hướng ra chạy làm gì. Lão đổ bỗng nhiên biết rõ hứa dịp gọi hắn tới làm giám chế là làm gì tới. Đây không phải là cho hứa diệp lật tẩy tới. Lúc này, hắn nhìn thấy hứa dịp từ bên cạnh trong túi sách lấy ra một cái ly cao cổ, sau đó lại đã lấy ra một bình Coca. Hứa Diệp đem ly cao cổ đặt lên bàn, mở ra này bình Coca, rót vào ly cao cổ bên trong. Con mắt của Đỗ Sùng Lâm cũng nhìn thẳng. "Người tốt, ly cao cổ uống Coca. Chúng ta đoàn kịch là không có ly hay lại là sao? Đỗ đạo, ngươi có uống hay không?" Hứa Diệp nghiêng đầu hỏi. Lão Đỗ lắc đầu nói, "Ta không uống. Lớn tuổi, trả là khó tiếp thụ như vậy vượt mức quy định uống pháp." googletask.com.posh Google tắc, Display DV GP Ad 169285467950400. Hứa Diệp không lo lắng địa bưng lên ly cao cổ, nhẹ nhàng quơ quơ ly, động tác thập phần ưu nhã. Sau đó, hắn uống một hớp bên trong Coca. Bên cạnh đoàn kịch còn lại nhân viên làm việc cũng nhìn sửng sốt. Đạo diễn trạng thái tinh thần có vấn đề làm sao bây giờ? Lúc này, đoạn này vai diễn vừa vặn chụp xong. Hứa Diệp hô, thẻ. Chính đang diễn trò mấy cái diễn viên nhìn về phía Hứa Diệp, chờ bọn hắn thấy hứa diệp trong tay ly cao cổ sau, từng cái là trận mắt hốc mồm. hứa diệp dơ lên ly cao cổ hỏi có uống hay không co ca. đường tư kỳ lập tức nói ta hay a. À. nàng hào hứng hướng hứa diệp tiểu chạy tới. hứa diệp lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái ly cao cổ cho đường tư kỳ rót một ly. sau đó hắn nhấn dưới người xe lăn điện nút ấn, từ máy theo dõi trước lui ra. đối hứa diệp ngồi ở xe lăn điện bên trên chuyện này, đoàn kịch nhân đã thành thói quen. Bọn họ ngày nào cũng vậy nhìn hứa dịp ngồi ở xe lăn điện bên trên, có lúc trả cảm thấy vật này dùng rất tốt. Này có thể so cái gì xe điện xe đạp thoải mái hơn, tốc động cũng không nhanh, thật an toàn. Hứa dịp nói, ta trước cầu chúc một chút mọi người năm mới vui vẻ. Mọi người nghe được câu này, cũng rối rít hô, năm mới vui vẻ. Theo xuân tiết tới gần, mọi người đã có thể cảm nhận được một ít năm mới bầu không khí. Hứa dịp giơ tay lên ấn xuống rồi theo như, mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại. Trải qua khoảng thời gian này cùng hứa Diệp sống chung, tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn thấu hứa diệp năng lực. Hứa diệp có thể không phải là cái gì không có chút nào kinh nghiệm tân thủ đạo diễn, hắn rất thành thục. Mà nhiều chút các diễn viên trong khoảng thời gian này quay chụp bên trong, cũng có thể cảm nhận được bộ này kịch chất lượng, tuyệt không phải bên ngoài những người đó suy nghĩ gì rác rưởi phiến. Hứa diệp, tự biên tự diễn, không vấn đề chút nào. Bất kể như thế nào, quay chụp khoảng thời gian này, đều đưa là bọn hắn không cách nào quên một đoạn nhân sinh trải qua. Cho nên mọi người đối hứa diệp người này cũng thập phần công nhận. Hứa Diệp tiếp tục nói, ta nói đơn giản đôi câu. Đường Tư Kỳ nhất thời sửng sốt một chút. Hứa Diệp nói đơn giản đôi câu, có thể không phải nói đơn giản đôi câu a. Hứa Diệp chậm rãi nói, ngày mai ta muốn đi kinh thành tham gia xuân vãn diễn tập, sẽ không ở đoàn kịch rồi, phía sau sự tình liền giao cho Đỗ đạo phụ trách, chúng ta trước mắt độ tiến triển rất nhanh, cho nên hết năm cũng không cần làm gấp rút kỳ, đại niên 28 để cho giả, mọi người nên trở về đi theo người nhà liền theo người nhà, nên ăn một chút nên uống một chút, nhưng ta cho các vị diễn viên nhất một cái yêu cầu tại chỗ các diễn viên nhất thời lên tinh thần. Ăn uống đều có thể, nhất định phải bảo đảm bề ngoài không thể đi dạng, đừng trở lại cho ta rồi trực tiếp mập 10kg, còn có chính là cũng đừng đi phơi thái dương, nắng ăn đen trang điểm cũng không cứu lại được. Hứa Diệp nói xong những lời này sau, các diễn viên đều nở nụ cười. Lâm Thải Hà cười nói, yên tâm đi hứa đạo, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Mời hứa đạo yên tâm. Còn lại các diễn viên cũng rối rít nói. Viện trưởng yên tâm. Đường Tư Kỳ cũng cười nói thực ra phần lớn diễn viên đối với chính mình bề ngoài vẫn đủ chú ý nhưng Hứa Diệp cũng là sợ vạn nhất dù sau năm đó võ Lâm ngoại truyện quay chụp thời điểm liền xuất hiện qua vấn đề như vậy bởi vì biên kịch không nghĩ ra kịch tình đoàn kịch liền cho các diễn viên nghỉ một tháng kết quả đóng vai Bạch triển đường xa giật đi bờ biển nghỉ phép một vòng sau khi trở lại liền bị nắng ăn đen vấn lót cũng không đỡ nổi đen cái này ở trong kịch TV có thể rõ ràng nhìn ra đây chính là Xuân Tiết a đám này bây giờ diễn viên ngày nào cũng vậy đóng kịch tâm tình cũng được quá cái xuân Tiếp trở về lại ăn ăn uống uống một chút bàn tam cân không phải đùa hứa diệp nói khi các diễn viên cũng cho ta đến phòng khách đứng ngay ngắn chúng ta đồng thời hát cái bài hát đợi xuân Tiếp thời điểm phát ra ngoài cho chúng ta kịch làm một chút tuyên truyền đường tư kỳ hiếu kỳ nói ca hát hát bài hát nào à ngô thái an có chút hơi khó nói ta ca hát khó nghe à chúng ta cũng là hứa diệp vẻ mặt thành thật nói muốn chính là khó nghe tên tai còn không tìm các ngươi hát đây một đám người hết ý kiến ngươi như vậy đem nói thật đi ra thật tốt sao bài hát này rất đơn giản ta cho các ngươi hát một lần nói xong hứa diệp trực tiếp từ xe lăn đứng lên rồi cũng nghe cho kỹ hứa diệp trực tiếp hát nói chúc mừng năm mới a à, chúc mừng năm mới a à, chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới chúng ta ca hát chúng ta khiêu vũ chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới sau đó hứa diệp liền dừng lại người sở hữu trong đầu cũng toát ra một cái dấu hỏi này sẽ không có đây cũng quá ngắn nhỏ đi đường tư kỳ nghi ngờ nói viện trưởng phía dưới đây hứa diệp nói phía dưới không có đây là nhạc thiếu nhi chứ đường tư kỳ hỏi coi là vậy đi hứa diệp cười một tiếng bài hát này hắn đều không cần từ hệ thống hối đoái chính mình là có thể viết ra đây cũng là một bài đại đa số người địa cầu cũng nghe nhiều nên quen ca khúc tên bài hát liền kêu chúc mừng năm mới đường tư kỳ hì hì cười một tiếng ngắn nhỏ được a ngắn tiểu học cũng mau cũng tới hát một hát hứa dịp nói. Chương 422, chúc mừng năm mới a à, chúc mừng năm mới a à, chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới. Sau đó đám này các diễn viên liền bắt đầu từng cái mở ra giọng hát. Đồng Phúc KTV không phải đùa, tất cả mọi người có thể hát mấy câu. Rất nhanh, bài hát này mọi người liền học được rồi. Dù sao ngắn như vậy tiểu, rất nhanh thì có thể thích ứng. Hứa dịp cũng kêu mọi người ở Đồng Phúc khách sạn trong đại sảnh đứng ngay ngắn. Tiểu Lục, ngươi tới cho mọi người nhạc đệm, những người còn lại vừa hát vừa nhảy vũ đạo tùy ý. Ở đóng kịch thời điểm, mọi người sẽ không bớt ở đồng phúc khách sạn cái này trong đại sảnh khiêu vũ ca hát, này thời điểm là quen việc dễ làm. Lâm Thải Hà nói, mọi người đi theo ngạch đi, liền chúng ta trước thường thường nhảy dọc một đoạn kia. Được rồi. Đường Tư Kỳ cũng hào hứng chạy vào trong đội ngũ. Đóng vai tiểu lục diễn viên gọi là Trần Kiến, cũng là một tên nhỏ thó, cùng trên địa cầu đóng vai yến tiểu lục diễn viên tiếu kiếm rất giống. Trần Kiến vẽ mặt mộng bức đạo, hứa đạo, ta ngoại trừ sẽ thổi kèn Sona. Còn lại cũng sẽ không a à, người này nhạc đệm. Ngươi sẽ dùng kèn Sona nhạc đệm. À. Trần Kiến càng bối rối. Ngươi cho mọi người chúc chúc mừng năm mới là dùng kèn Sona nhạc đệm. Ngươi thật không sợ đem người xem cho đưa đi à. Nhưng đạo diễn đã lên tiếng, Trần Kiến cũng chỉ có thể làm theo. Chụp hình đem ống kính chuẩn bị xong, Trần Kiến đứng ở một bên thổi kèn Sona tiểu khúc, một đám người cứ như vậy vừa hát vừa nhảy đứng lên. Google tag posh phun tiôn Google tắc, Display DV gập gờ ác 16928546795040 chính là chỗ này bầu không khí cảm giác có điểm không đúng này kèn Sona thổi tiểu khúc luôn mang theo điểm tan vị chờ video thu âm tốt sau hứa diệp cười nói mọi người nhớ 30 buổi tối nhìn xuân vãn sẽ không quên đường tư kỳ lớn tiếng nói hứa diệp bên trên xuân vãn đối mọi người mà nói cũng là chuyện tốt mọi người cũng có chút mong đợi nổi lên năm nay xuân vãn sắp xếp xong xuôi đoàn kịch này vừa làm việc sau hứa diệp liền về nhà thu thập một chút ngày thứ hai liền ngồi máy bay đi trước kinh thành chờ rơi xuống đất kinh thành sau hứa diệp cho tiểu từ phát cái tin ta đến kinh thành rất nhanh tiểu từ liền hồi phục à sao ngươi lại tới đây à không thể nào ngươi muốn lên xuân vãn rồi hả đúng vậy không thể nào các ngươi nguyên khí thiếu nữ còn chưa lên quá xuân vãn đây thấy hứa diệp câu này có chút cần ăn đòn lời nói Tiểu Từ hận không được tại chỗ cho Hứa Diệp tới một quyền. Cút đi, nữ đoàn muốn lên xuân vãn rất khó được rồi. Không việc gì, sang năm xuân vãn, ta cho ngươi bên trên hứa diệp dứt khoát trả lời. Năm nay nguyên khí thiếu nữ có, thiếu nữ tỏa sáng, cái này game show, Hứa Diệp tự nhiên có lòng tin đem nguyên khí thiếu nữ đẩy lên xuân vãn sân khấu. Tiểu Từ vui vẻ nói, ngươi thật có thể để cho ta bên trên. Hứa Diệp trả lời, đúng vậy, ngươi nghĩ thế nào bên trên liền thế nào bên trên. Thấy những lời này, tiểu Từ mặt nhất thời cũng có chút đỏ nàng đã nhìn ra hứa diệp ý những lời này rồi. Ngươi đi ra, bất quá ta bây giờ không có ở đây kinh thành, không có biện pháp đón ngươi rồi, hắc hắc, ngươi không thấy được ta. Tiểu từ lập tức dời đi đề tài. Đừng suy nghĩ nhiều, ta tìm ngươi chỉ là muốn đi nhờ xe mà thôi, ta đây liền đón xe tới rồi. Tiểu từ phát cái sinh ký men tới. Nhưng nàng rất nhanh nói, chúng ta ở ngoại địa lục tiếp mục, muốn 30 Tết mới có thể trở về, nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể tới nhà ta ăn cơm a, à, mẹ ta trả nhắc tới ngươi thì sao? được, ngươi nhớ cho ngươi mụ nói, đừng làm mạng hứa dịp nói. Cùng tiểu từ trò chuyện một lát sau, hứa dịp trực tiếp ở sân bay tìm một xe taxi liền lên rồi. Chờ hắn đến trên xe sau, lấy xuống khẩu trang, ra taxi tài xế nhất thời kinh ngạc nói, tiểu tử, nhìn ngươi quen mặt, ngươi với một minh tinh dung mạo rất giống như A. Hứa dịp cười nói, đúng vậy, ta rất nhiều bằng hữu đều nói ta theo một minh tinh dung mạo rất giống như đây. Bác tài gãi đầu một cái nói, nhất thời bán hội không nhớ nổi người kia kêu cái gì tên người kia kêu hứa diệp hứa diệp nói đúng 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 chính là để cho hứa diệp bác tài vội vàng nói đến lúc khách sạn sau bác tài nói cửa mở ra xuống xe đi đi lý thần mặt chính mình lấy sau đó hắn đã nhìn thấy hứa diệp đem xe cửa sổ mở ra từ cửa sổ xe lật tiếp nhìn bác tài là trợn mắt hốc mồm Họa tào này mẹ hắn không phải là hứa diệp mà cửa tiệm rượu đồng tử thấy một màn như vậy liền ý thức được là hứa diệp tới hứa dịp mỗi lần tới cũng ở tại bọn hắn cái quán rượu này ở bọn họ đều đã nhớ thời gian này tới kinh thành đây là muốn tham gia kinh thành đài truyền hình vệ tinh xuân vãn thu âm hay lại là cctv xuân vãn diễn tập à trong lúc nhất thời những rượu này tiệm nhân viên làm việc cũng mong đợi muốn không phải khách sạn có quy củ bây giờ bọn họ cũng muốn phát vòng tròn bằng hữu nói cho các bạn thân tin tức này hứa dịp đi kinh thành tiến hành xuân vãn diễn tập dĩ nhiên là không gạt được làm thiên buổi chiều Hứa Diệp đi tới Xuân Vãn diễn tập hiện trường thời điểm, cũng đã bị ngồi sổng thủ tại chỗ này bọn chó săn cho nhanh chóng chụp tới rồi. Trên Internet, rất nhiều giải trí tin tức hào liền tuyên bố xong cái tin tức này. Hứa Diệp hiện thân Xuân Vãn diễn tập hiện trường. Bên trong trả mang theo chụp tới hình ảnh. Cái tin tức này vừa ra tới, hỏa hoa viện bệnh nhân môn cho nhìn sửng sốt. Viện trưởng lại bên trên Xuân Vãn rồi hả? Này bức tiền đồ A. Này có phải hay không là trong vòng giải trí cái đầu xuất đạo không tới một năm liền lên Xuân Vãn ca sĩ? không sai, chính là làng giải trí thứ nhất, lấy trước kia nhiều chút mới nhân thân phận leo lên Xuân Vãng sân khấu đều có nguyên nhân đặc biệt, hứa Diệp coi như là bằng thực lực. Ta còn nói năm nay Xuân Vãng liền không nhìn đâu rồi, lại có viện trưởng a, này được nhìn một chút. Lần này, không riêng gì Hỏa Hoa viện bệnh nhân môn ở thảo luận, còn lại dân mạng cũng tham dự đi vào. Đây coi như là ý vị bạo nổ đại tin tức. Gần đây khoảng thời gian này, mọi người thực ra thì làm hai chuyện. Một chuyện là đợi nghỉ, một chuyện chính là muốn nghỉ làm như thế nào chơi đùa giống như CCTV Xuân Vãn, vẫn là mọi người tương đối chú ý nội dung, đây là một cái toàn dân cùng hoang dạ hội. Không riêng gì các gia những người ái mộ chú ý, những người bình thường cũng chú ý, còn có kinh doanh hào môn cũng chú ý. Xuân Vãn tiết mục, cũng là mọi người thảo luận một cái cứ điểm. Cho nên hứa dịp bên trên Xuân Vãn hát cái gì bài hát à? Viện trưởng lần này Xuân Vãn ca hát nhất định là chính kinh bài hát, cùng cô Dũng Giả, thiếu niên Trung Quốc nói, một cái loại hình, nếu như vô lý, ta đêm 30 buổi tối ở ta trong đũng quần nã pháo nhất định là quan điểm chính ca khúc a dương đạo chắc cũng là coi trọng một điểm này ta ngược lại không tin hứa diệp có thể ở xuân vãn trên võ đài nổi điên nếu là hắn ở xuân vãn trên võ đài nổi điên ta hết năm xuyên tơ đen trang phục nữ bột thăm người thân cười quan điểm chính ca khúc coi như là bị hứa diệp chơi đùa biết ta cũng tới với một cái hứa diệp hát muốn không phải quan điểm chính ca khúc lời nói ta liền đem em gái ta nghĩ đông bài tập xé đám bạn trên mạng thảo luận thảo luận biến thành đứng thẳng flag rồi thực ra hứa diệp hát quan điểm chính ca khúc mọi người cũng không ghét, xuân vãn trên võ đài quan điểm chính ca khúc cũng có. Nhưng phần lớn dân mạng trả là hy vọng có thể náo nhiệt một chút, tốt nhất có thể ở ngày này quên cả năm phiền não, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bên kia, thanh điểu giải trí. Nữ bí thư cho Tống Chính Kỳ nói chuyện này, cái này thì để cho Tống Chính Kỳ rất khó chịu rồi. Đều đã thời gian này điểm, hứa dịp mới đến diễn tập, nói rõ hắn rất sớm trước nhận được xuân vãn đạo diễn tổ mời, hơn nữa tiết mục cơ hồ là một đường thông suốt, trực tiếp thông qua này có thể không phải bình thường ngôi sao có thể có đãi ngộ. Có thể trở thành loại này cấp bậc nghệ sĩ, đều là Xuân Vãn thường thanh thụ, là mọi người thường thường ở Xuân Vãn bên trên thấy gương mặt quen. Loại này nghệ sĩ nếu như không nghĩ đến lời nói, đạo diễn tổ sẽ còn đặc biệt đi mời. Chương 423, chúc mừng năm mới A à, chúc mừng năm mới A à, chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới hai. Năm nay Xuân Vãn, thanh điểu giải trí một cái ca sướng loại tiết mục cũng không có, hứa dịp lại đi. Bất quá cũng không cần gấp, đợi dịp triển bằng kịch ngắn đi, kịch ngắn thời gian tương đối so với ca khúc còn dài hơn một chút, hơn nữa nếu như là quan điểm chính ca khúc lời nói, ở xuân tiết trong lúc truyền bá cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tống Chính Kỳ ở tâm lý phân tích một chút. Quan điểm chính ca khúc, ở lúc lễ quốc khánh sau khi truyền bá tốc độ thật nhanh. Nhưng ở xuân tiết cũng không giống nhau. Xuân tiết, hay lại là ác chủ bài một cái ảnh gia đình. Hắn thấy, cơ hờ, kết no rồi hứa dịp cùng dịp triển bằng năm, năm mở mà thôi, nói không chừng hay lại là kịch ngắn được hoan nghênh hơn đây. Còn lại các minh tinh khi nhìn đến những tin tức này sau, tự nhiên cũng là đủ loại ý tưởng đều có. Có chút nhớ nhung bên trên lại không bên trên thành, tâm lý dĩ nhiên là chỉ mong hứa dịp tiết mục bị chặt xuống. Những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến hứa dịp tập luyện. Xuân Vãn, chuyên môn dùng để khảo hạch tiết mục một cái khác trường quay bên trong, hứa dịp đã cho Xuân Vãn đạo diễn tổ nhân biểu diễn qua một lần ca khúc. Lệnh mọi người không nghĩ tới là, âm tầng hiệu quả đã đủ, không nghĩ tới hiện trường bản lại còn muốn tốt hơn. Google tác Function Google Tag Display DV GP Act Dưới đại một đám khảo hạch các ủy viên từng cái trên mặt đều mang vui vẻ nụ cười. Ta xem cái này sân khấu còn có thể tái hảo hảo thiết kế một chút, tất cả mọi người nhất đưa ý kiến, nhìn một chút có cái ý tưởng gì tốt không? Đúng, cũng không thể khiến hứa dịp một người ở phía trên hát, như vậy quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Đem bạn múa cũng cho ta thêm bên trên, nhân muốn nhiều một chút ở nơi này bày khảo hạch các ủy viên thảo luận thời điểm hứa dịp đi tới trước mặt mọi người các vị lão sư ta có một đề nghị các ngươi có thể hay không tìm tới múa sư tử ta muốn đem múa sư tử thả ở trên vũ đài đám người này mới vừa nghe được trả sửng sốt một chút rất nhanh bọn họ con mắt liền sáng cái này quả thật có thể thiếu chút nữa đã quên rồi như vậy đi ta tìm một chút hẳn là có một cái đạo diễn tổ nhân đạo tham dự xuân vãn bình chọn tiết mục có thể quá nhiều bên trong nhất định là có múa sư tử trực tiếp tìm đến là có thể dùng rất nhanh mọi người liền từ một cái tua thứ tư bị quét xuống tiếp một bên trong tìm được múa sư tử đoàn đội. Một cú điện thoại trực tiếp giải quyết, đám này các diễn viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà khi bọn hắn biết được là cho bài hát của hứa diệp bạn múa sau đó, liền càng kích động rồi. Đỉnh lưu, đơn ca, bạn múa. Chuyện này với bọn họ mà nói, ra ánh sáng lượng có thể so với phổ thông tiết mục phải nhiều quá nhiều. Hứa diệp cũng ném vào tiết mục tập luyện bên trong, cũng may hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt đã đến 30 Tết. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Hứa Diệp nhận được tiểu từ phát tới tin tức. Ta đã trở về. Ngươi có rảnh không, có thể đem ta xe đạp đưa tới sao? Hứa Diệp trả lời một câu. Lúc này tiểu từ đã trở lại trong nhà, chính nằm trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Nàng năm nay công việc đã giúp xong, tiến vào nghỉ phép trạng thái, dĩ nhiên là trở lại ba mẹ trong nhà làm một cái tiểu bảo bảo. Thấy Hứa Diệp những lời này, tiểu từ có chút mộng. Ngươi trả thế nào nhớ ngươi xe đạp đâu? ngươi muốn xe đạp làm gì tiểu từ hỏi ta không xe a à, không được có cái công cụ thay đi bộ tiểu từ sửng sốt một chút ngươi nói rất có đạo lý a à, có thể luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm lại không thể đón xe sao cho ngươi đưa đến thì sao tiểu từ hỏi cctv hầm đậu xe khóe miệng của tiểu từ khẽ nhăn một cái nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho hứa diệp đem xe đạp đưa qua đại mùa đông cởi xe đạp không lạnh cờ hờ kết ngươi chờ buổi trưa ăn cơm, tiểu từ liền gọi lên từ Vân Kỳ, nói, theo ta đi. Từ Vân Kỳ nghi ngờ nói, làm gì à? Đi cho ta cái kia nhà ở gián đôi liễn, ngươi đem lái xe bên trên từ Nam Gia nói. Từ Vân Kỳ hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, hắn cười hắc hắc, ngươi chờ đó. Hắn lập tức chạy tới cửa thư phòng hô, ba, ta đem ngươi xe lái đi. Từ Vân Kỳ trực tiếp cầm đi chìa khóa xe chạy. Từ Bạch Phong năm nay mới đổi một chiếc xe sang trọng, bình thường đều là tài xế ở mở, hết năm tài xế cũng nghĩ về nhà, từ Vân Kỳ cuối cùng là tìm được cơ hội có thể sờ một cái xe. Hai người lập tức ra khỏi nhà. Chờ từ Vân Kỳ ôm hứa dịp xe đạp, đem nhét vào xe sang trọng cốc sau sau, nụ cười trên mặt đã biến mất rồi. Một bên từ Nam Gia vẽ mặt hài lòng nói, làm rất tốt. Từ Vân Kỳ cũng sắp khóc. Chiếc xe này hơn 3 triệu, chiếc xe đạp này phỏng chừng liền 300 khối đi, này hợp lý sao? Từ Vân Kỳ hỏi. Hắn còn tưởng rằng là đi ra tú xe sang trọng tới, kết quả là làm cho người ta phóng hàng tới. Tiểu từ hừ một tiếng nói, có gì không hợp lý. Chiếc xe đạp này là hứa dịp. Nghe vậy từ vân kỳ sửng sốt một chút, sau đó thật sâu chấp nhận nói, vậy thì hợp lý rồi. Sau đó từ vân kỳ liền mở ra chiếc này giá trị hơn 3 triệu xe, kéo giá trị 300 khối xe đạp, chạy ở kinh thành trên đường chính. Dọc theo con đường này, không ít người cũng lấy điện thoại di động ra chụp hình. Chủ nếu là bởi vì chiếc xe đạp này nhét vào sau, cốc sau cũng quan không hơn, xe đạp cứ như vậy lộ ở bên ngoài, muốn không bị chú ý đều khó khăn. Đến lúc CCTV sau, tiểu từ cho hứa diệp gọi điện thoại. Bất quá hứa diệp bên này quá bận rộn không có thời gian tới, chỉ là để cho một nhân viên làm việc đi xuống một chuyến. Vậy cũng tốt, buổi tối sẽ liên lạc lại tiểu từ giọng hơi có chút thất lạc. Sau khi cúp điện thoại, tiểu từ để cho từ Vân Kỳ đem xe đạp đẩy xuống đến, ở bãi đậu xe tìm một chỗ trống buông xuống. Tiểu từ là ngồi sổng người xuống, kiểm TRA một chút xe đạp bên trên bình nhựa xe khóa, cẩn thận đem nắp bình nhéo một cái, bảo đảm nắp bình vặn chặt rồi. Cái thanh này từ Vân Kỳ nhìn sửng sốt một chút. Ngươi dùng xe này khóa, tiểu trộm được cũng ngượng ngùng trộm ngươi. Chờ kiểm TR, A xong xe khóa sau, không bao lâu, liền có một cái CCTV nữ nhân viên xuống, này công nhân là đặc biệt phụ trách cùng hứa dịp đối tiếp. Nàng vốn là nghe được hứa dịp nói một chút cầm món đồ cũng không suy nghĩ nhiều, có thể khi nàng nhìn thấy đứng ở chỗ này từ nam gia sau, tâm lý bác quái chi hỏa nhất thời cháy hừng hực. Hai người bọn họ tuyệt đối có quan hệ vị nữ công nhân viên này tâm lý phát ra chuột chuỗi đất tiếng kêu ta ăn đến thật dưa đến lúc tiểu từ bên cạnh sau tiểu từ là giao cho nàng một cái có dễ thương gấu con tiểu bao đây là nàng cho hứa diệp mang đồ vật tiểu từ chỉ chỉ một bên đường xe đây là hứa diệp xe đạp ngươi nói cho hắn biết ở này cái vị trí tên này nhân viên nói ngươi yên tâm ta sẽ nói cho hắn cám ơn miễn cười tiểu từ nói tên này nhân viên cũng không lại dừng lại vội vã rời khỏi nơi này xuân vãn trường quay hậu trường hứa diệp lấy được rồi tiểu từ đưa cho hắn cái này bao hắn mở ra xem bên trong có một đôi hồng nhạc bao tay còn có một cái hồng nhạc khẩu trang cùng một cái cái mũ đây là lo lắng ta cởi xe đạp cảm lạnh a hứa diệp ở tâm lý cười nói hắn cầm điện thoại di động lên cho tiểu từ phát cái tin. đồ vật nhận được màu sắc ta rất thích rất nhanh thì tiểu từ hồi phục đúng không xem ra ta còn là rất hiểu ngươi tiểu từ trả ở phía sau với một cái bán manh mem được rồi ngươi đi giúp đi buổi tối sẽ liên lạc lại tiểu từ nói. Nàng không quấy rầy nữa hứa dịp. Hứa dịp cùng tiểu từ kết thúc trò chuyện thiên hậu, là tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đã tới 8 giờ tối. Lúc này bất kể là trong hiện thực hay lại là trên Internet, đều có vô số người đang chú ý tối nay xuân vãn. Nói một câu hơn trăm triệu người cũng không quá phận. Đang lúc mọi người trong chờ mong, xuân vãn chính thức bắt đầu. Hôm nay gõ chữ thời điểm nghĩ đến một chuyện, ta trong đầu trước hết nghĩ đến viết cái gì, sau đó sẽ lấy tay đánh ra, sau đó các ngươi lại nhìn thấy, nếu như có thể đem ta suy nghĩ cùng các ngươi suy nghĩ liền cùng một chỗ lời nói, ta có phải hay không là cũng không cần gõ chữ. Chương 424, chúc mừng phát tài. Hàng năm xuân vãn, bất kể chất lượng như thế nào, đều là đám bạn trên mạng cùng hoang thời gian. Dù là không nhìn xuân vãn, cũng sẽ nhìn tiết mục ngắn thủ môn phê bình. Tiết mục ngắn thủ môn có thể sẽ không bỏ qua xuân vãn cái này thi triển tài hoa cơ hội. Dễu cực xuân vãn lưu lượng có thể quá cao. Tối hôm đó, các đại bình đài họp xuất bản, cũng trên căn bản cũng sẽ bị Xuân Vãn chiếm cứ. Năm nay Xuân Vãn, trừ ở trên TV tiến hành livestream ngoại, vẫn ở chỗ cũ trên Internet cũng tiến hành livestream. Rất nhiều dân mạng liền là ưa thích một bên nhìn đạn mạc một bên nhìn video, như vậy cũng càng có thú. Xuân Vãn mở một cái tràng, người thứ nhất lên tới chính là đại hình ca múa biểu diễn, đem trọn cái hết năm bầu không khí cũng giật mà bắt đầu. Hôm nay livestream thời gian cũng ít nhiều chút lệ khí, mọi người cũng đều ở lẫn nhau vừa nói chúc mừng năm mới. Cùng dĩ vãng phong cách là như thế, Mấy cái khuôn mặt cũ cộng thêm mấy cái khuôn mặt mới. CCTV cho tới nay cũng đều dùng là lão mang kiểu mới. Hậu trường, Dương Lâm bận rộn bể đầu sức tráng, xử lý đủ loại tình huống. Mặc dù Xuân Vãn trước đó đã chuẩn bị rất nhiều lần, còn có rất nhiều bộ ứng cho dự án, nhưng vật này cũng chỉ là kế hoạch, hiện trường chuyện gì cũng có thể phát sinh. Để cho hắn áp lực lớn nhất, chính là cái này Xuân Vãn có thể hay không để cho người xem hài lòng. Google tag com Google tắc, Display DV GP 16928546795040. Sàng lọc tiết mục là sàng lọc, nhưng một cái tiết mục cuối cùng phát hình hiệu quả, ai cũng không có biện pháp bảo đảm. Hơn nữa hàng năm xuân vãn tiết mục cũng đều sẽ tiến hành bình chọn, đám bạn trên mạng sẽ chọn bỏ phiếu chọn lựa bọn họ thích nhất tiết mục. Người xem khen ngợi cũng là đạo diễn thành tích một bộ phận. Bây giờ Dương Lâm không hy vọng nào sở hữu tiết mục tất cả mọi người có thể thích, dù sao trong này xác thực có mấy cái tiết mục là thế lực khắp nơi thỏa hiệp sau sản vật hắn chỉ hy vọng hắn coi trọng mấy cái tiết mục có thể thu hoạch rất tốt hiệu quả hứa dịp tiết mục chính là một cái trong số đó thời gian từng giây từng phút trôi qua theo thứ nhất phát biểu loại tiết mục đăng tràn sau quay bộ thượng đoạn tử thủ liền bắt đầu động phát biểu loại tiết mục là có khả năng nhất nhìn ra thật xấu một mình ngươi kịch ngắn đều không thể để cho người xem cười đó chính là thất bại may ở nơi này tiết mục là mấy cái xuân vãn thường thanh thụ lão các diễn viên diễn dịch diễn kỹ bên trên tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì mấy cái mấu chốt bọc quần áo cũng đều vang lên chờ cái tiết mục này sau khi kết thúc nên đón mọi người nhất trí khen ngợi cái này kịch ngắn không tệ a à, đề nghị ngô lão sư hàng cờ hờ tết ở xuân vãn bên trên chúng ta người cả nhà ăn chung cơm tất niên vừa nhìn vừa cười thú vị các huynh đệ các ngươi có hay không một loại cảm giác mặc dù rất buồn cười nhưng là không hứa dịp buồn cười a à. trước mặt hứa dịp đó là có bệnh nhân gia đây là diễn xuất đến có thể như thế sao? Hắc hắc, nói như vậy lời nói, ta có chút mong đợi hứa dịp nữa nha. Trong màn đạn nói cái gì cũng có, đề tài cũng là đủ loại lệch. Mọi người cuối cùng trả hàng huyên tới trên người hứa dịp. Không có cách nào năm nay mang cho mọi người nhiều nhất hài hước chính là hứa dịp rồi. Nói như vậy, ta cảm thấy được có thể để cho hứa dịp đi diễn kịch ngắn A. Hy vọng sang năm có thể ở xuân vãn nhìn lên đến hứa dịp kịch ngắn. Ý tưởng của các ngươi quá non nớt, lại không thể lại ca hát lại diễn kịch ngắn sao. Liền đúng A năm ngoái cái kia lưu lượng ngôi sao cũng không phải là lại ca hát lại diễn kịch ngắn sao. Mọi người cũng không có điểm ra cái này lưu lượng ngôi sao tên. Bởi vì năm ngoái cái này ngôi sao diễn xuất tiếp mục thật cố gắng một dạng nhắc tới cũng không ý gì. Nhưng nếu như hứa dịp lời nói liền không nhất định. Người này là thực sự buồn cười a. À. Ở đám bạn trên mạng ói trong máng, thời gian cũng đến 10 điểm hồi cuối. Sau đó muốn lên sàn chính là dịp triển bằng cùng mấy cái khác diễn viên mang đến kịch ngắn rồi. Hậu trường, cctv các nhân viên làm việc trơ mắt nhìn các đại thị tần bình đài livestream gian người xem càng ngày càng nhiều mặc dù trên tv tỷ lệ người xem không có cách nào thực thì thấy nhưng phỏng chừng cũng không kém không thể nào cái này kịch ngắn có thể mang đến như vậy nhiều người xem nhân viên làm việc hơi nghi hoặc một chút có thể khi nàng nhìn thấy livestream gian đạn mạc sau nhất thời biết tới tới kịch ngắn nhìn xong nhìn hứa diệp hỏa hoa viện tập hợp bấm điểm đợi viện trưởng tới này kịch ngắn cũng sẽ không quá vụn chứ trong màn đạn, rất nhiều người đều nói là tới nhìn hứa dịp. Mọi người tất cả đều là trước thời hạn tới. Công việc này nhân viên lập tức đem cái tình huống này hồi báo cho Dương Lâm. Dương Lâm hài lòng nói, xem ra kêu hứa dịp tới là tới đúng rồi. Hắn thật đúng là có chút bận tâm kêu hứa dịp đến, có người xem cảm thấy không hài lòng đây. Nhìn trước mắt đến, dù là có bất mãn ý, tất cả đều là rất ít người. Hậu trường, đang chủ trì mọi người nói chuỗi tràng từ thời điểm, kịch ngắn các diễn viên đã vào vị trí. Cái này kịch ngắn tên là Tại sao lại thúc giục cưới a, à? nhìn tên liền biết rõ, cái này kịch ngắn chú ý là trước mắt một cái xã hội vấn đề. Loại này cùng xã hội vấn đề có liên quan tác phẩm, từ trước đến giờ là mọi người thảo luận tiêu điểm. Diệp Triển Bằng ở nơi này kịch ngắn bên trong, đóng vai là một cái ở đại thành thị công việc, đến 30 tuổi còn chưa kết hôn dân đi làm, bởi vì hàng năm về nhà đều bị thúc giục cưới, hắn liền mướn một cái giả bạn gái về nhà. Nội tâm của Diệp Triển Bằng trên thực tế có chút vô cùng sốt ruột cảm giác này tại hắn biết rõ hứa diệp tiết mục ở phía sau hắn sau liền sinh ra không có cách nào hứa diệp ca hát gây áp lực cho hắn có chút lớn hắn vẫn còn ở diễn kịch ngắn đâu rồi hứa diệp bắt được là đơn ca sân khấu huống chi hắn đã nhìn rồi hứa diệp diễn tập hiện trường thả lỏng thả lỏng ta là kịch ngắn hắn là ca hát đám bạn trên mạng cũng sẽ không đem ra đối nghịch so với chứ diệp triển bằng ở tâm lý cho mình bơm hơi kịch ngắn chính thức bắt đầu diệp triển bằng là người thứ nhất ra sân diễn viên chờ hắn ra sân sau, rất rõ ràng có chút không thích ứng xuân vãn sân khấu, động tác thần thái đều có chút cứng nhắc. sân khấu kịch cùng điện ảnh kịch biểu diễn là không giống nhau, cũng là rất khảo nghiệm diễn kỹ địa phương. bất quá đối với này, đám bạn trên mạng cũng không nói gì. diệp triển bằng như vậy diễn viên diễn thành như vậy, nói thật mọi người cũng có thể hiểu được. lưu lượng không đều như vậy. kết quả đợi kịch ngắn diễn đến phía sau, bên trong đóng vai diệp triển bằng mẫu thân cái kia nhân vật tới một câu độc thân là cậu. diệp triển bằng trả giải thích, mẹ ta không phải độc thân cậu, ta có đối tượng. Lúc này, Diệp Triển bằng thẳng thắng rồi, hắn trên thực tế khi làm việc địa phương nói rồi một người bạn gái. Hai người bọn họ trả kế hoạch được rồi sau này sinh hoạt, muốn ở lại trong thành phố lớn, cái gì mua nhà mua xe sinh con A, đồng thời cố gắng. Đây là một cái đoàn viên kết cục. Chương 425, chúc mừng phát tài. Nhưng là, lai xin gian đạn mạc đã nổ. Cơ hờ tết cười, thì ra như vậy độc thân cậu là mắng chửi người từ thôi gấp gáp như vậy nói chính mình không phải độc thân cậu a ta một mực nhịn đến bây giờ cũng không lên tiếng ta là thật nhịn không được có ý tứ sao lão tử liền thì không muốn kết hôn không muốn mua phòng thế nào diễn một dạng bọc quần áo không vang mấy cái cuối cùng trả mắng ta đây là livestream gian đạn mạc Weibo bên trên tiếp một ngắn thủ môn càng là đồng loạt điều động cái này kịch ngắn rất nhanh thì lên hot search. chỉ là phần lớn trẻ tuổi người xem cũng không đồng ý cái này kịch ngắn truyền đạt giá trị quan mọi người còn tưởng rằng có thể có cái gì chuyển biến đâu rồi, kết quả đến cuối cùng còn bị đẹp để tình yêu tú một cái mặt, thúc giục cưới thúc giục cái tịch mịch, lấy cuối cùng là cho người xem thúc giục cưới tới. Nhất là câu kia độc thân cẩu, để cho rất nhiều người xem tâm lý đều có chút khó chịu. Loại này minh lộ ra trêu chọc ý vị từ ngữ, chính mình nói mình có thể, nhưng nếu như là ngoại nhân nói, liền mang theo dẻo cực ý vị. hậu trường, CCTV các nhân viên làm việc cũng chú ý trên mạng dư luận. Dương Lâm biết được tình huống sau chỉ là ở tâm lý thở dài. Cái tiết mục này bản thân liền là sau khi thỏa hiệp một cái tác phẩm, hắn lúc ấy còn phải cầu đem cái tiết mục này chém đứt, nhưng là không thành công. Cũng còn khá đem hứa dịp đặt ở phía sau A. GoogleTag.com.ph, Funtion. GoogleTag Display, DV, gập tờ, ad Vừa nghĩ tới hứa dịp tiết mục, Dương Lâm tâm lý lại sinh ra hy vọng. Trên võ đài, kịch ngắn biểu diễn chính thức kết thúc kết quả lúc này đạo diễn cắt đến một cái hướng về phía khán đài trong màn ảnh trong thính phòng mặt có một cái đại ca đã ngủ rồi đám bạn trên mạng nhất thời cười hiện trường náo nhiệt như vậy cũng có thể ngủ a à, này kịch ngắn là thật nhàm chán chính là a à, quá nhàm chán muốn không phải còn có hứa diệp ta đã rút lui đại ca mau tỉnh lại hứa diệp tới trong màn đạn sa điêu đám bạn trên mạng mình mở mới tiền vui lúc này ống kính cắt cho nhân vật nam chính cầm tay hắn cầm microphone chậm rãi nói pháo cối một tiếng trừ cũ bồ đào vạn hộ đổi mới, ở nơi này tốt đẹp đêm giao thừa, để cho chúng ta thả bay sở hữu mơ mộng, liên hoan trong dạ tiệc, sung sướng tùy ngươi chọn. Liền đang chủ trì người ta nói thời điểm, hứa dịp cùng bạn múa ngôn đã leo lên sân khấu. Hôm nay, hứa dịp người mặc tinh xảo trường sam, bộ này trường sam toàn thể màu sắc là màu vàng lợt, phía trên có đông mai hoa văn, nhìn một cái cũng rất vui mừng. Mà bạn múa bên trong có đại nhân có tiểu hài, cũng đều ăn mặc thập phần vui mừng. Bảy cái vũ sư cũng leo lên sân khấu hiện trường người xem thấy một màn như vậy, một cái cũng đều kích động. Hứa Diệp tới. Rất nhiều người cũng đã nhận biết Hứa Diệp rồi. Lúc này, tiểu từ trong nhà. Người một nhà cũng ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Từ Bạch Phong vẫn là một bộ nói năng thận trọng biểu tình. Trầm Hinh Ninh trên mặt là mang theo vẻ chờ mong, cười nói, ai yêu, Hứa Diệp cuối cùng là muốn tới rồi, mới vừa rồi kịch ngắn xem người khó chịu, lần này được rồi, cuối cùng có thể náo nhiệt một chút rồi. Từ Nam Gia ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Lúc này, tiếng nhạc vang lên. Là cây sáo này một ít dân tộc nhạc khí trình diễn lên tiếng. Nghe một chút cái này âm nhạc, Trầm Hinh Ninh liền nói, này nghe thật vui mừng. Ống kính lúc này cũng cắt tới trên võ đài trên người hứa diệp. Làm hứa diệp chính thức làm nổi bật hình ảnh sau, Trầm Hinh Ninh vẻ mặt hài lòng nói, tiểu tử này mặc cái gì đều dễ nhìn. Từ Bạch Phong hừ một tiếng, theo ta lúc còn trẻ không kém bao nhiêu đâu. Lão từ mạnh miệng lắm. Trầm Hinh Ninh tức giận nói, không sai biệt lắm được ngươi lại nói ta liền lật ngươi lúc trước hình từ bạch phong nhất thời liền không nói trên màn ảnh truyền hình cũng nổi lên hứa diệp biểu diễn tên bài hát chúc mừng phát tài viết lời hứa diệp soạn nhạc hứa diệp biên khúc hứa diệp sau đó còn có tham dự biểu diễn còn lại ca vũ đoàn môn tên xuân vãn hiện trường trên võ đài ở trong tiếng nhạc hứa diệp hướng về phía mọi người vẫy tay hô mọi người khỏe năm mới vui vẻ nhất là hứa diệp trả nện bước đắc ý bước chân hướng trước võ đài đi tới động tác nhìn qua thư giãn thích ý phối hợp âm nhạc trong lúc nhất thời toàn trường bầu không khí cũng bị đốt đứng lên trước kịch ngắn sụp xuống bầu không khí trở lại trên võ đài vũ đạo các diễn viên sức sống bắn ra bốn phía hoặc bác phi thường náo nhiệt hứa diệp chỉnh cá nhân tinh thần cũng thập phần phấn khởi khẩn trương hoàn toàn không tồn tại càng nhiều người hắn thả càng mở nhất là hắn muốn biểu diễn bài hát này hay lại là hoa tử một bài ca khúc kinh điển Bài hát này trên địa cầu cũng là một bài truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ca khúc. Tiếng hát vừa vang lên, phản phất người đã ở siêu thị rồi. Đến một cái hết năm, rất nhiều cửa hàng cũng sẽ thả bài hát này. Chọn bài hát này ở xuân vãn trên võ đài biểu diễn, thật sự là lại không quá thích hợp rồi. Đi theo festival âm nhạc tấu, hứa dịp tay phải cầm microphone, tay phải không ngừng chụp tay trái, làm ra vỗ tay động tác. Trong miệng hắn hát chính là này y ư -y -y, y y y cáp trống. Hát câu này, dưới đài các khán giả từng cái trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười, trước đã ngủ rồi người xem cũng rốt cuộc trợn mở con mắt, nhìn về phía sân khấu. Ở chúc mừng phát tài, vui mừng nhạc đệm trung, hứa diệp trả ở trên vũ đài vặn vẹo một cái, một bộ vui vẻ dáng vẻ. Livestream thời gian, hỏa hoa viện bệnh nhân môn đã bắt đầu cười. Viện trưởng rõ ràng ở khắc chế, nếu như không phải xuân vãn lời nói bây giờ hắn hẳn đã nhảy cẩn lên. Ha ha ha. Ta vừa mới bắt đầu nhìn tên bài hát còn tưởng rằng là chậm bài hát, không nghĩ tới lại là nhanh bài hát hàng này chỉ cần không đứng đắn thời điểm ta nhìn thấy liền muốn cười. Trước mặt, hắn khi nào chính kinh quá. Hứa Diệp, cuối cùng là bị ta chờ đến cơ hội rồi. Trên võ đài, Hứa Diệp động tác cùng bạn múa môn còn phối hợp rất tốt. Đoạn này khúc nhạc dạo rất nhanh kết thúc. Trước mặt tấu kết thúc thời điểm, Hứa Diệp dơ lên microphone, bắt đầu hát lên. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Tốt nhất mời đi theo, không tốt mời đi ra. Ô hát, nhiều quà thì không bị trách khi này mấy câu hát sau khi ra ngoài dưới đài người xem từng cái toàn bộ đều lộ ra nụ cười bài hát này từ mọi người có thể rất ưa thích nghe liền hỏi ai không thích nghe chúc mừng phát tài đây đầu năm nay nhân duyên điện đều không người đi rồi mọi người tất cả đều chạy đến tài thần điện kiếm tiền mới là cuộc sống đại sự trên võ đài hứa diệp nụ cười trên mặt sẽ không biến mất quá mấu chốt hắn lúc ca hát sau khi tay còn không thành thật còn phối hợp đến ca từ làm một ít thú vị động tác nhỏ để cho các khán giả nhìn cảm thấy thật có ý tứ ta chúc khắp thiên hạ nữ hài, gả một cái hảo nam hài, hai cái miệng nhỏ vĩnh viễn tại một cái. Ta chúc khắp thiên hạ tiểu hài, thông minh thắng được tú tài, chỉ số ai quy tràn đầy đầu ngươi. Hứa Diệp hát đến câu này thời điểm, võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch một ban các diễn viên nhìn vui vẻ. Vậy làm sao trả đem tú tài mang theo? Ngươi cũng quá tổn hại rồi đi. Đang xem Xuân Vãn Ngô Thái An là vẻ mặt mộng bức A, thế nào ta người đang an thành cũng có thể trúng thương A. Hát xong câu này sau, hứa Diệp đưa tay ra kéo trường sam vạt áo, lui về sau một bước. Động tác này đem bệnh nhân môn cho nhìn cười. Hứa Diệp động tác rất ưu nhã, nhưng không nhiều. Biểu diễn hai câu này chúc phúc thời điểm, Hứa Diệp đều là hướng phương hướng khác nhau. Cho những đứa trẻ chúc phúc sau khi kết thúc, hắn lại đối diện khán đài, mở miệng hát nói. Chương 426, chúc mừng phát tài, 2. Ta chúc công kính cô nải nải, 36 vòng trận đấu, hơi thở không gấp mặt mũi không thay đổi. Ta chúc tam thúc công mua bán, làm ăn dương danh tứ hải, tài vận suôn sẻ ở nhà sang trọng. Hai câu này sau khi ra ngoài, livestream gian đạn mạc liền tăng nhiều hơn. Cái quỷ gì a? À? Ngươi cho ngươi gia cô nãy nãy đi chạy 36 vòng trận đấu a. À? Không được, ta căn bản không nhịn được, từ Hứa Diệp mở miệng đến bây giờ, ta liền cười không ngừng quá. Ai không phải thì sao, bài hát này cũng quá sung sướng rồi. Tất cả mọi người đoán sai rồi. Vốn tưởng rằng Hứa Diệp muốn ở Xuân Vãn bên trên hát một bài quan điểm chính ca khúc, kết quả hắn không có. Mà là cho mọi người hát một bài chúc mừng phát tài. Ai đây không thích nghe a? À? Ngươi hát liền hát đi, bài hát này từ cùng nhịp điệu trả rất êm tai, không phải cái loại này hợp với tình thế nhưng khó nghe bài hát của Xuân Tiết. Tiểu từ trong nhà. Tiểu từ vẻ mặt vui vẻ xem tivi bên trong hứa dịp, thấy hứa dịp ở Xuân Vãn trên võ đài trả làm quái, nàng liền cười càng vui vẻ hơn rồi. Sau đó tiểu từ liền len lén liếc mắt một cái từ Bạch Phong. Nàng nhớ từ Bạch Phong vẫn còn sụ mặt đây. Kết quả nàng đã nhìn thấy từ Bạch Phong xem tivi vẻ mặt vui vẻ, thậm chí hai chân trả theo tiết tấu hơi rung nhẹ. Người làm ăn mà, vậy cũng quá yêu nghe chúc mừng phát tài tiểu từ đột nhiên nói ba ngươi có phải hay không là cười google com hos hush google tag, display dv ggac 1692854679504 không nghe vậy từ bạch phong lập tức khôi phục nghiêm trang trạng thái ta không cười là mệt nhọc ngươi chính là cười ngươi nói thật hứa dịp bài hát không tệ chứ tiểu từ đuổi theo hỏi tạm được đi từ bạch phong nói Trầm Hinh Ninh vỗ một cái từ Bạch Phong, nói, làm bộ làm tịch, cười thì cứ cười, cũng người một nhà trả chém gió. Từ Bạch Phong ho khan mấy tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ con mắt thì trả đang ngó chừng tivi, không nỡ bỏ rời đi. Trên võ đài, Hứa Diệp đem trường sam vạt áo nhấc lên, thân thể nhúc nhích, làm ra rung tư thế đứng chụp, trong miệng hắn tiếp tục hát lên. Đại trung xếp đặt, nhạc thiên thay ngươi tiêu tai. Chúc mừng phát tài, muốn hô đủ phóng khoáng. Làm hai câu này sau khi hát xong, Hứa Diệp trực tiếp hô lớn, chúc mừng phát tài hô xong bốn chữ này sau hứa diệp nhìn chằm chầm ống kính vẽ mặt được nước các khán giả giờ khắc này vừa cười nhờ có là xuân vãn sân khấu a ta cảm giác đây nếu là game show bên trong viện trưởng sợ là động tác càng cuồng giả này tiểu biểu tình yêu yêu hôm nay vô sự xuân vãn nổi điên hứa diệp là đại động tác không có động tác nhỏ không ngừng không ngừng đang khiêu chiến xuân vãn đạo diễn tổ khảo hạch cực hạn ngược lại có thể diễn xuất đến nhất định là đạo diễn tổ nhìn rồi cảm thấy không thành vấn đề vả lại nói cũng lúc này Hứa Diệp chỉ muốn không phải quá mức, đạo diễn tổ cũng sẽ không như thế nào. Liền do hắn đi đi. Ta chúc mừng ngươi phát tài. Điệp khúc bộ phận lại lần nữa vang lên, Hứa Diệp thân thể trả đang vặn vẹo đến. Khi hắn hát đến nhiều quà thì không bị trách thời điểm, bạn múa bên trong đám con nít đi tới bên cạnh hắn. 2017 năm xuân tiết là kê năm xuân tiết, cho nên những thứ này đám con nít đều mặc quần áo của gà con, nhìn qua thập phần dễ thương. Hứa Diệp cũng ngồi sổng người xuống, cùng bọn nhỏ giữ ở một cái độ cao dãy dụa thân thể bối cảnh trong âm nhạc truyền đến hài đồng thanh âm thùng thùng thương thùng thùng thương đông 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 thương đông, đông 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 thương những thanh âm này bên trong còn có tiếng chiên trống âm xuân tiết thời điểm rất nhiều nơi cũng sẽ khô chiên gõ trống chiên trống tiếng động vang trời thì có năm vị hứa dịp bài hát này bên trong dùng đều là xuân tiết một ít truyền thống nguyên tố cùng với truyền thống nhạc khí hứa dịp trung đùi đắc ý lay động sau một lúc lại lần nữa đứng dậy hát lên ta chúc mọi người miệng cười thường mở dụng tâm đem yêu đi tưới ngày mai chúng ta lợi hại hơn. Ta chúc tại thế giới sân khấu, chạy so với hát nhân kia nhanh hơn, hàng tháng hàng năm ra nhân tài. Làm ca khúc hát tới đây thời điểm, bất kể là ở địa phương nào dùng thiết bị gì, chỉ cần là nghe bài hát này, cũng chưa có không vui. Mỗi nhà người trong nhà, có tiểu hài tử vừa nhìn trong tivi hứa dịp, trả vừa đi theo hát, ta chúc mừng ngươi phát tài. Chúc mừng phát tài, bài hát này, nhịp điệu đơn giản, hát lên cũng đơn giản. Về phần hát bài hát này cần gì nghệ thuật ca hát. Cái này không trọng yếu. Vui vẻ liền xong chuyện. Làng nhạc rất nhiều ca sĩ, tối nay đều có chút không ngờ, nhưng lại có chút hợp tình hợp lý. Hứa Diệp này thủ ca khúc tử không tính là biết bao đẹp đẽ, nhưng chính là rất chịu nghe, hơn nữa còn rất êm tai. Mọi người vốn tưởng rằng Hứa Diệp sẽ hát một bài quan điểm chính ca khúc, kết quả Hứa Diệp hát một bài xuân tiết dành riêng ca khúc. Bài hát này hay lại là Hứa Diệp phần lớn ca khúc phong cách, dịp điệu đơn giản, ca từ thẳng thừng, đơn giản dễ hiểu. Thế nào ta có loại sau này xuân tiết đều bị sẽ bài hát này tẩy não cảm giác a. À? hâm mộ a, à, bài hát này ta cũng muốn hát. Không trách nhân gia có thể bên trên xuân vãn đây. Làng nhạc nhân cũng không có gì không phục. Bài hát này vừa ra, khẳng định cũng không có người nói cái gì hứa dịp không tư cách bên trên xuân vãn, là dựa vào đến quan điểm chính bài hát mới lên đi. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như có thể nắm giữ một bài cùng xuân tiết trói chặt ca khúc, đó đúng là một cái ca sĩ vận may lớn nhất. Suốt đời bảo hiểm dưỡng lão hiểu một chút. Trên võ đài, lúc này ca khúc đã tới kết thúc rồi hứa diệp cả người đã là vừa nhảy một bên hát mấu chốt khí thức của hắn trả thập phần ổn định thậm chí ngay cả lấy hơi âm thanh cũng không nghe được muốn biết rõ bây giờ xuân vãn rất nhiều ca sĩ đều là hát nhép rồi đây cũng là đạo diễn tổ yêu cầu dù sao hát nhép sẽ không ra ngoài ý muốn nhưng là hứa diệp nói hắn muốn thật hát vốn là đạo diễn tổ trả không đồng ý nhưng kiến thức rồi hứa diệp thực lực sau mọi người thì cũng đồng ý hứa diệp nghệ thuật ca hát tuyệt đối là cùng tuổi đệ nhất tiếng hát vang vọng ở toàn bộ hiện trường vang vọng ở thiên gia vạn hộ bên trong. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Tốt nhất mời đi theo, không tốt mời đi ra. Ô hát, nhiều quà thì không bị trách. Hát xong câu này sau, một đám bạn muốn môn tất cả đều tiến tới hứa dịp bên người. Bọn nhỏ đóng vai con gà con cũng đi tới hứa dịp hai bên. Mà kia bảy con sư tử cũng đứng ở mọi người sau lưng. Sư tử trong miệng cũng phun ra một liên hồng sắc lời chúc phúc. Mà hứa dịp là nửa ngồi chồng hổng dưới đất, hắn đem microphone trực tiếp đặt ở trên sàn nhà, bên người con gà con môn đồng thời hô, chúc mừng phát tài. Hứa Diệp tay trả theo mọi người thanh âm đung đưa. Khi cuối cùng bốn chữ sau khi kết thúc, Hứa Diệp là vẻ mặt được nước đem dơ lên hai cánh tay mở ra, bày ra một cái kết thúc tư thế. Ống kính đem Hứa Diệp biểu hiện trên mặt là chiếu rõ rõ ràng ràng. Livestream thời gian, đạn mạc hoàn toàn nổ. Nếu như không trước đó che giấu đạn mạc lời nói, đạn mạc đã ảnh hưởng đến bình thường quan sát. Nhìn đem ngươi cho ý, ta xem viện trưởng chính là dùng hai thủ quan điểm chính bài hát lừa gạt CCTV, sau đó xuân vãn thả cái đại chiêu ha 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 hứa diệp cũng buồn cười quá đi người này không một chút nào khẩn trương a à. trước nói nếu như viện trưởng hát không phải quan điểm chính ca khúc liền như thế nào những người đó có thể đi ra thực hiện các ngươi hứa hẹn kịch ngắn không để cho ta cười bài hát để cho ta cười cũng là tuyệt bài hát này thích hợp xuân tiếp trong lúc tuần hoàng phát ra thấy rằng bài hát này an ủi ta tâm linh ta sẽ không mắng dương đạo rồi các khán giả mỗi một người đều thật kích động đang nhìn hết thúc dục cưới kịch ngắn sau, đi lên một ca khúc như vậy, xác thực đem mọi người bị thương tâm linh cho chữa khỏi. Xuân vãn trên võ đài, hứa diệp bị một đám con gà con cùng bạn múa còn có sư tử vây quanh thời điểm bày ra tư thế, cũng trở thành một cái danh tình cảnh. Rất nhanh bức tranh này liền bị kinh doanh hào môn tiệt đồ cho phát đến quầy bộ bên trên. Tiếp một ngắn thủ môn tốc độ thật nhanh. Rất nhanh thì có một cái tiếp một ngắn tay phát một cái quầy bộ. Hứa Diệp mới vừa lúc ca hát sau khi ta ở phòng bếp chỉ có thể nghe được âm thanh, ta nói Hứa Diệp sau một mực ở hát chúc mừng ngươi họ Thái, họ Thái có đáng giá gì chúc mừng, trở lại nhìn phụ đề mới biết là chúc mừng ngươi xuất sắc. Cái này Weibo bộ nhanh chóng liền đưa tới mọi người bình luận. Trừ lần đó ra, còn có cái gì hôm nay Hứa Diệp rốt cuộc đoán bình thường hay lại là không bình thường. Quay bộ bên trên, mọi người cũng cùng hoang đứng lên, cũng ở thảo luận bài hát này. Xuân Vãn Official Micro rất nhanh cũng sắp Hứa Diệp múa đài thị tần gửi đến ủy bộ bên trên. Qua sau một lúc, một đề tài bị đưa tới họp sức, Hứa dịp bài hát so với kịch ngắn buồn cười. Chương 427, tan việc về nhà cởi xe đạp không phải là rất bình thường sao? Tại sao lại thúc giục cưới a, à? cái này kịch ngắn, chất lượng quả thật kém một chút. Đây cũng tính là mấy năm này xuân vãn chất lượng tụt xuống sau, đám bạn trên mạng thường ngày dễu cợt rồi. Hơn nữa mấy năm gần đây có một cái hiện tượng, chỉ cần có lưu lượng ngôi sao diễn xuất kịch ngắn, trên căn bản rất khó coi. Diễn thiếu chút nữa thực ra mọi người cũng có thể tiếp nhận, lưu lượng ngôi sao mà cũng không hy vọng nào ngươi có cái gì diễn kỹ, mấu chốt trả không buồn cười. Nếu là lúc trước lời nói, tại sao lại thúc giục cưới A, à, cái này kịch ngắn, cũng liền bị mọi người dễu cực dễu cực, sau đó liền đi qua. Có thể cái tiết mục này phía sau đi theo chính là hứa dịp, chúc mừng phát tài. Đây đối với so với coi như quá rõ ràng rồi. Nhìn hứa dịp lúc ca hát sau khi, gia gia của ta cùng ta nãy nãy trả hỏi cái này ca sĩ hát quá cái gì bài hát đâu rồi, ta nói một câu tên bài hát, gia gia của ta nãy nãy cũng nghĩ tới, còn nói tiểu tử này nhân quái được rồi. Chúc mừng phát tài có thể so với thúc giục cưới thật sự rất nhiều nghe liền vui vẻ. Hứa Diệp ở trên đài cũng quá buồn cười đi, sang năm Xuân Vãn đề nghị tiếp tục tìm Hứa Diệp. Tiếc núi A, viện trưởng không có ở Xuân Vãn đi học lừa hí. Hỏa hoa viện bệnh nhân môn trả cảm thấy Hứa Diệp có chút thu liễm, không đủ trào ra. Chúc mừng phát tài đã chia sẻ đến gia tộc bầy. Các trưởng bối đều nói được. Ta quyết định, năm nay Xuân Tiết liền tuần hoàng bài hát này rồi. GoogleTag.com.ph, Funtion Googletac Display, DV, gập tờ, tag, Ta có dự cảm, bài hát này sau này xuân tiết ta đều có thể nghe được. Liên quan tới, chúc mừng phát tài, bài hát này thảo luận trả đang không ngừng tăng nhiều. Xuân vãn hiện trường, người kế tiếp tiếp mục đã bắt đầu rồi. Đạo diễn Dương Lâm đã lấy được rồi hứa dịp cái tiếp mục này phát hình thời điểm số liệu. Tăng tăng, quả nhiên tăng nhìn thống kê đi lên tỷ lệ người xem số liệu dương lâm trên mặt tràn đầy vui sướng trừ tỷ lệ người xem bên ngoài các đại thị tần bình đài livestream xem số người cũng vượt qua dĩ vãng giá lên tối cao nhất là trên mạng thảo luận hứa diệp tiết mục trước mắt là trên internet thảo luận độ cao nhất tiết mục những thứ này thảo luận cũng là phán xét xuân vãng có được hay không một bộ phận đi mời hứa diệp tới dương lâm phân phó nói không lâu lắm nhân viên làm việc đem hứa diệp mang đến dương lăng cảm tạ một phen sau hỏi ngươi tiếp tục lưu lại xem biểu diễn đâu rồi, hay là trở về nghỉ ngơi? Không để lại rồi, ta còn có việc hứa dịp nói. Có muốn hay không kêu cái xe đưa ngươi?" Dương Lâm hỏi. "Ta có xe." Dương Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, cười nói, "Được, vậy ngươi đi làm việc trước, ta bên này cũng không thể phân thân, đợi phía sau có cơ hội, ta tên là bên trên Chu lão sư, đã có mấy cái giới điện ảnh bằng hữu, chúng ta ăn chung cái cơm." Đa tại Dương đạo hứa dịp nói. Hứa dịp giúp Chu Quốc Hải cùng Dương Lâm bận rộn hai người này dĩ nhiên là muốn giúp giúp hứa diệp chu quốc hải cùng dương lâm ở trong giới điện ảnh đều có tài nguyên trong vòng giải trí giới điện ảnh bức cách là cao nhất thứ yếu mới là phim truyền hình hứa diệp đến bây giờ còn không có cùng cái gì đại bài điện ảnh đạo diễn hợp tác qua nếu như có thể hợp tác một lần đối hứa diệp cá nhân phát triển cũng rất có ích lợi chủ yếu vẫn là hứa diệp không phải là cái gì thuần lưu lượng ngôi sao nếu như hứa diệp diễn kỹ quá gãy cánh đỡ không lên đây dương lâm cũng sẽ không phí công phu này dìu dắt cáo biệt dương lâm sau hứa dịp sau đó hậu trường đổi lại đồ thường. Chờ hắn mở điện thoại di động lên thời điểm, trên điện thoại di động đã có một đống lớn tin tức. Cũng là bạn tốt môn cho hắn chúc Tết, cùng với chúc mừng hắn xuân vãn tiết mục kết thúc mỹ mãn. Hứa dịp cho mọi người từng cái trả lời sau, là nhìn về phía đưa lên cao nhất nói chuyện phím khung. Tiểu từ, diễn xong chứ. Tốc độ tới nhà của ta. Hứa dịp cầm điện thoại di động lên, giọng nói trả lời, nhận được nhận được. Tiểu từ trong nhà. Thấy hứa dịp trả lời sau, tiểu từ nói, mẹ, hứa dịp nói hắn tới. Trầm Hinh Ninh khẽ miễn cười nói, được, ta đi cấp hắn đem thức ăn hâm lại. Bởi vì là hết năm duyên cớ, Trầm Hinh Ninh cho nhà bảo mẫu cùng tài xế cũng nghỉ ngơi, trong nhà sự tình hiện tại cũng là nàng phụ trách. Một mực sụ mặt từ Bạch Phong nói, ta nhớ được hứa dịp cha mẹ đã cứ thế đi, hắn về nhà cũng là một người, ngươi hỏi một chút hứa dịp, nếu là hắn nguyện ý lời nói, có thể ở nhà chúng ta hết năm. Hứa dịp cha mẹ đã cứ thế không phải là cái gì bí mật, trên mạng cũng đều có thể nhìn đến tiểu từ nghe được cha lời nói sau, thì hì cười một tiếng nói, được, chờ hắn tới ta hỏi hắn một chút. Tiểu từ cho hứa dịp phát cái tin tức, trên đường cẩn thận. Phát xong sau nàng đột nhiên nghĩ đến, hứa dịp sẽ không thật muốn cởi xe đạp đến đây đi. Không thể nào. Ban đêm, kinh thành trên đường phố. Một người mặc áo lông, mang hồng nhạc cái mũ cùng hồng nhạc bao tay dế nhũi, đang ở cưỡi xe đạp một đường chạy như điên. Người này chính là hứa dịp. Làm hứa dịp quẹo một cái cua ngoặt sau, đi tới một cái tương đối phồng hoa đường phố ven đường cũng không thiếu người trẻ tuổi tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ chơi đùa làm mọi người thấy cái này cưỡi xe đạp nhân sau trả cười nói này đại trời lạnh cởi xe đạp cũng thật không sợ lạnh a à. lúc này hứa dịp đối của bọn hắn hô năm mới vui vẻ những người này nhất thời cũng bật cười cũng hô năm mới vui vẻ trong lúc nhất thời mọi người cảm giác không khí bên ngoài tự hồ cũng không phải lạnh như vậy rồi người này có chút quen mặt a à, có phải hay không là ở đâu bái kiến một cái nam sinh nói hình như là có chút quen mặt dáng dấp thật đẹp trai không phải là ngôi sao chứ đột nhiên một cái nam sinh chỉ hứa diệp kinh ngạc nói ngoạ tàu hứa diệp này cởi xe đạp người là hứa diệp trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng hướng hứa diệp nhìn lại hứa diệp cũng không có gì cái giá đối mọi người hô năm mới vui vẻ đám người này từng cái là trận mắt hốc mồm ngươi đây là cái gì hình dáng à ngươi một cái đại minh tinh 30 tết buổi tối cởi xe đạp ở lối đi bộ bảo tắc a à? có khuyết điểm à nhưng là mọi người hay là đối hứa dịp hô năm mới vui vẻ hứa dịp là một bên cưỡi một bên kêu mọi người thấy hứa dịp cái bộ dáng này từng cái đều nở nụ cười cũng không thiếu nhân lấy ra điện thoại di động hướng về phía hứa dịp quay video rất nhanh đã có người hô lớn hứa dịp ngươi đi làm gì vậy à đi chùa cơm a à? hứa dịp trả lời ngươi sao không lái xe a à? lại có người hỏi xe đụng trên cây rồi hứa dịp nói đặt câu hỏi người kia là vẻ mặt mộng bức này cái gì không giải thích được trả lời A. Không hổ là ngươi. Làm hứa dịp từ trên con đường này sau khi rời đi, con đường này thượng nhân môn từng cái trên mặt đều mang nụ cười. Cái gì đồ chơi A, ta mới vừa mới sẽ không nằm mộng chứ. Ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có một ngày 30 Tết buổi tối, hứa dịp cưỡi xe đạp nói cho ta năm mới vui vẻ A. Mẹ hắn, chuyện này cũng liền hứa dịp có thể làm được tới. Hắn là một chút cái giá cũng không có A. Các bạn thân lẫn nhau trò chuyện, từng cái trả có chút không dám tin tưởng nhưng làm mọi người mở điện thoại di động lên nhìn mới vừa rồi ghi xuống video sau, liền biết rõ vừa mới nhìn thấy không phải nằm mơ. Này ngư bức ta có thể thổi một ngày. Lập tức phát vòng tròn bằng hữu, phát Weibo, lão tử muốn xuất sắc tới. Một cái nam sinh lập tức mở điện thoại di động lên, đem chia sẻ tin tức ở vòng tròn bằng hữu bên trong, sau đó hợp với một đoạn văn. Các huynh đệ, hứa diệt mới vừa cho ta chúc Tết. Điều này vòng tròn bằng hữu mới vừa phát ra ngoài, rất nhanh thì có bạn bình luận rồi. Chương 428, tang việc về nhà cởi xe đạp không phải là rất bình thường sao 30 tết buổi tối chơi đùa điện thoại di động rất nhiều người không ít người đều là một bên chơi đùa điện thoại di động một bên xem tivi. nhìn một cái điều này vòng tròn bằng hữu các bằng hữu tất cả đều mở tổn hại đứng lên thôi đi hứa dịp mới vừa rồi còn ở xuân vãn livestream đâu rồi hắn sao cho ngươi chúc tết ngươi nghỉ thí ăn cũng không lâu lắm người này liền lại bình luận một cái câu hòa tàu thật là hứa dịp sau đó phía dưới chính là liên tiếp kiếp sợ biểu tình nhìn các bằng hữu bình luận nam sinh này đắc ý ở bình luận khu nói nhìn video liền xong chuyện lừa các ngươi làm gì trừ mọi người chia sẻ ở vòng tròn bằng hữu bên ngoài còn có một vài người đem video phát đến quầy bộ bên trên Quầy bộ văn án bên trong cũng mang theo hứa diệp tên rất nhanh những thứ này quầy bộ cũng bị đám bạn trên mạng thấy được hứa diệp mẹ hắn có khuyết điểm a hơn nửa đêm cởi xe đạp cho người đi đường chúc tết ngươi là đại minh tinh a có muốn hay không như vậy bình dị bây giờ ta đi kinh thành còn kịp không Đám bạn trên mạng thấy những video này cũng đều cảm thấy rất có ý tứ. Dĩ vãng mọi người thấy ngôi sao chúc Tết, nào có như vậy a. À? Này đại buổi tối cởi xe đạp cũng là không người nào. Không lâu lắm, Hứa Diệp cởi xe đạp cho người đi đường chúc Tết cái đề tài này lên hot sớm. Làng giải trí rất nhiều ngôi sao thấy cái video này sau, đều là sửng sốt một chút. Có một số việc, bọn họ thật không làm được. Này hơn nửa đêm cởi xe đạp không lạnh sao? Nhưng nhìn đám bạn trên mạng đều tại cho Hứa Diệp khen ngợi, mọi người trả thật hâm mộ. GoogleTag.com.ph, fontion GoogleTag Display, DV, gợp Hứa dịp người đi đường duyên thật là quá tốt Này có thể không phải bình thường ngôi sao có thể có Xuân Vãn Hậu Trường Một nhân viên làm việc cho Dương Lâm nói ra tình huống trên mạng Dương Lâm là vẻ mặt mộng Đây chính là ngươi nói cho ta ngươi có xe Ngươi cởi xe đạp à Dương Lâm muốn thật biết rõ hứa dịp cởi xe đạp đi nói thế nào cũng phải cho hứa dịp phái cái xe. Này hơn nửa đêm, là thật không sợ lạnh. Người trẻ tuổi thân thể chính là tốt. Tiểu từ trong nhà. Đang ở chơi đồ điện thoại di động từ Vân Kỳ cũng nhìn thấy quầy bộ bên trên hóc Từ Vân Kỳ vội vàng nói, hứa dịp cởi xe đạp bên trên hóc xớt rồi, hắn thật cởi xe đạp tới chúng ta rồi. À, lần này từ Bạch Phong đều ngẩn ra. Lão từ biểu thị không quá hiểu. Từ Bạch Phong nói, còn không mau cho hứa dịp gọi điện thoại, Vân Kỳ ngươi lái xe đi tiếp một chút đang nói, điện thoại của tiểu từ vang lên. Tiểu từ nói, hứa dịp điện thoại tới. Nàng lập tức nhận. Tới cửa rồi hứa dịp nói. Ta mang ngươi đi vào tiểu từ lập tức nói. Nàng lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, phủ thêm áo lông mang giày ống liền ra cửa. Cửa tiểu khu. Hứa dịp cùng bảo vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bảo vệ đại ca biểu thị, hắn ở nơi này tiểu khu lên 3 năm lớp, lần đầu thấy cái tiểu khu này có người 30 Tết buổi tối cởi xe đạp muốn vào tới. Không lâu lắm, Hứa Diệp liền gặp được rồi mặt màu trắng áo lông tiểu từ đi tới. Tiểu Từ đối Hứa Diệp vẫy vẫy tay hô, Hứa Diệp bảo vệ đại ca nghe một chút cái thanh âm này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Diệp. Hắn trên dưới quan sát một chút Hứa Diệp, thật giống như thật là cái kia bệnh thần kinh ngôi sao a. À? Chờ thấy Tiểu Từ sau, Hứa Diệp cũng thuận lợi vào trong tiểu khu. Hứa Diệp cười nói, ngươi ra tới làm chi? Bên ngoài quái lạnh, ngươi cho bảo vệ nói một tiếng không được sao? Tiểu Từ chu mỏ nói, ta thích. Ồ. Hứa Diệp đẩy xe đạp, tiểu từ là đứng ở bên cạnh hắn, hai người đi đi, trên trời bắt đầu bay xuống rồi bông tuyết. Giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời có một chút tiểu mập mờ. Hứa Diệp bỗng nhiên dừng bước, tiểu từ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Diệp. Hứa Diệp trực câu câu nhìn chầm chầm con mắt của tiểu từ. Ngươi xem ta xong rồi à? Ánh mắt của tiểu từ đã bắt đầu tránh né. Hứa Diệp chậm rãi nói, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt. Tiểu từ cảm giác nhịp tim của nàng đã tăng nhanh. A, à, Lúc này hắn nói này cái có ý gì a? À? Không phải là phải cho ta biểu lộ đi. Tiểu Từ trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng theo bản năng nói, ta cũng cảm thấy ngươi rất tốt. Lúc này tiểu Từ quyết tâm, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó Hứa Diệp liền không nói. Ngược lại thì tiểu Từ bối rối. Nàng dò xét hỏi chúng ta đây. Hứa Diệp trầm giọng nói, chúng ta đều là tốt lắm. Nói xong, Hứa Diệp đẩy xe đạp liền đi. Tiểu Từ nhất thời cắn răng nghiến lợi. Ngươi cút cho ta nàng xông về hứa diệp, ở trên người hứa diệp đánh. Chờ hai người về đến nhà thời điểm là từ Vân Kỳ mở cửa. Mở cửa một cái từ Nam Gia liền vĩnh miệng tự mình tiến vào, cũng không để ý hứa dịp. Từ Vân Kỳ nhìn thấy từ Nam Gia bộ dáng này, nghi ngờ nói, nàng trách. Hứa dịp nói, có thể là trời rất là lạnh rồi, đông. Ô hát. Từ Vân Kỳ lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lần này sau khi đi vào, từ Bạch Phong chủ động cùng hứa dịp giữ vững khoảng cách. Lần trước tình cảnh lúng túng hắn cũng không muốn lại trải qua rồi như có gai ở sau lưng, như đứng đóng lửa, như đi trên miếng băng mỏng cảm giác thật là không dễ chịu a. À. Trầm Hinh Ninh ngược lại là phi thường nhiệt tình, chuẩn bị cho Hứa Diệp rồi nóng hổi cơn tất niên. Hứa Diệp cũng là một phen cảm tạ. Sau đó Tiểu Từ liền thần ẩn, còn đang tức giận hả? Sau khi ăn cơm xong Hứa Diệp ở nhà ngồi một hồi liền rời đi. Tuy nói Tiểu Từ cho hắn phát tin tức nói có thể ở lại chỗ này qua đêm, nhưng này cuối năm ở lại đừng nhân gia khẳng định đối nhân gia cũng có ảnh hưởng. Nhất là Từ Bạch Phong thân phận như vậy hết năm trong lúc khẳng định có không ít người muốn tới thăm hứa dịp ngược lại là không có vấn đề nhưng hắn sợ người khác lúng túng chờ hứa dịp đi sau từ vân kỳ đi tới từ nam gia cửa phòng gõ một cái hứa dịp đi từ vân kỳ nói nằm ở trên giường chơi đồ điện thoại di động tiểu từ đằng một chút đã thức dậy nàng chạy tới cửa mở cửa nói hắn cứ như vậy đi từ vân kỳ nói nếu không đây tiểu từ tức khủng bố nói cũng không cho ta nói một tiếng được rồi ta ngủ hoành một tiếng tiểu từ đóng cửa lại từ Vân Kỳ lắc đầu một cái, trong miệng treo nói, quý vòng thật loạn. Chờ hứa dịp trở lại khách sạn thời điểm, Xuân Vãn đã kết thúc. Tràng này mỗi năm một lần liên hoan hội cũng hạ màn. Nhưng mà, giỏi thức đêm đám bạn trên mạng trả sống động ở trên Internet. Tiếp mục ngắn thủ môn là căn cứ Xuân Vãn tiếp mục viết tiếp một ngắn, chế tạo một ít khôi hài ngạnh đi ra. Hứa diệp chúc mừng phát tài đã leo lên hot xuất thứ hai, sở dĩ không phải thứ nhất, là bởi vì đệ nhất cái đề tài này kêu Xuân Vãn. Theo sát ở hứa diệp phía sau chính là hứa diệp cởi xe đạp chúc tết đề tài. Mọi người thảo luận đều là hứa diệp buồn cười quá, hứa diệp quá bình dị rồi loại. Đám bạn trên mạng quét đến quét đến, ở đề tài bên trong một cái hấp dẫn Weibo bình luận trong khu quét đến một cái bình luận. Điều này hấp dẫn Weibo là một cái kinh doanh hào phát, mang theo một cái hứa diệp cởi xe đạp ở trên đường video, đưa tới mọi người rộng rãi thảo luận. Chương 429, tan việc về nhà cởi xe đạp không phải là rất bình thường sao? Mọi người sở dĩ chú ý tới điều này bình luận là bởi vì điều này bình luận là hứa Diệp chính mình phát. Không muốn như vậy ngạc nhiên, ngôi sao chỉ là một công việc, tan việc cởi xe đạp về nhà không phải là rất bình thường sao? Thấy hứa Diệp điều này bình luận sau, rất nhiều đám bạn trên mạng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Bởi vì hứa Diệp nói là một kiện rất đối với chuyện. Chỉ là chuyện này ở rất nhiều lúc cũng bị mọi người quên mất. Bây giờ trên mạng có một ít Minh Tinh Tân nghe thấy bản tin, đừng nói đại bài Minh Tinh rồi, ngay cả một ít 18 tuyến tiểu Minh Tinh, lúc ra cửa sau khi cũng bài tràn 10 phần trả ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người sinh hoạt. Có chút ngôi sao quan là bởi vì ra ngoài mang mười mấy bảo vệ xô đẩy người đi đường sự tình, đều bị mắng lên quá học sớt. Còn có ngôi sao mỗi lần đi công tác thời điểm, còn muốn cho người đại diện đặc biệt liên lạc một số người tới đón máy, cho hắn đem bài tràng kéo căng. Mọi người biến đổi ngầm liền bắt đầu cảm thấy, ngôi sao tự hồ cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng kỳ thật, rất nhiều thế hệ trước diễn viên, cùng với một ít thực lực phái diễn viên cũng không có gì bài tràng, nếu như không phải tham dự một ít hoạt động phải nhất định an ninh duy trì trật tự lời nói, mọi người thực ra cũng không muốn an ninh. Tỷ như trên địa cầu một cái nhiệt tâm thị dân lưu tiên sinh đi chợ rau mua thức ăn, liền bị phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn thời điểm phỏng vấn đến. googletac.com.posh, Funtion googletac, display, dv, gp, ac, 169285467950400 Phóng viên căn bản không nhận ra được nàng phỏng vấn cái này thị dân trên thực tế là ảnh đế lưu thanh vân. Video đã áp vào clip chỉ là ở bây giờ cái này lưu lượng thời đại thế hệ trước ngôi sao có rất ít người chú ý hứa dịp tự thân mang theo trào lưu lượng nói ra những lời này tự nhiên đưa tới mọi người chú ý hắn điều này bình luận hạ rất nhanh thì có đám bạn trên mạng bình luận viện trưởng ngươi có thể cùng ta đổi một làm việc sao ta là bê gạch ta đều là lái xe về nhà ngươi trả cởi xe đạp nói ngươi bình dị ngươi còn đắc ý lên khi nào có thể làm điểm bài tràng a ngươi cái bộ dáng này chúng ta phan rất khó làm sa điêu đám bạn trên mạng rối rít treo đùa đứng lên tất cả mọi người ở trên người hứa diệp cảm thấy một cổ cảm giác thân thiết để cho mọi người không nghĩ tới là hứa diệp lại cho những thứ này bình luận hồi phục rồi hứa diệp cùng đám bạn trên mạng ngay tại bình luận khu như vậy trò chuyện rồi hứa diệp có phải hay không là một người ở khách sạn quá nhàm chán a à? người chung phòng bệnh môn mở trò chuyện hôm nay phải từ hứa diệp trong miệng bộ điểm lời thốt ra tới hứa diệp điều này bình luận ấn lai like lượng là càng ngày càng nhiều lâu trung lâu cũng càng ngày càng nhiều một lát sau sau, Hứa Diệp trực tiếp phát nhánh Weibo. Đừng tại nhân gia bình luận trò chuyện, tới ta đây đi, ta cho mọi người kể câu chuyện đi, là trong vòng giải trí một cái đỉnh lưu tiểu hoa sự tình, cái kia tiểu hoa người xuất hiện ở hẳn ở nước ngoài, bởi vì nàng mang thai, bạn trai nàng hình như là. Điều này Weibo phát xong sau, bình luận trong khu một đám dân mạng ngây ngẩn. Thảo. Phía dưới đây. Phía dưới đây. Ta đi ngươi. Hóa ra ngươi trò chuyện hồi lâu chờ ở đây đây viện trưởng ta khuyên ngươi hôm nay đem câu chuyện này kể xong nếu không bây giờ ta phải đi khách sạn ngăn ngươi mẹ lại bị hứa diệp lừa viện trưởng ngươi nói mau a à, ngươi là ta làng giải trí duy nhất mạng giao thiệp rồi bất quá lần này bất kể đám bạn trên mạng dù nói thế nào hứa diệp đều không hồi phục hắn biến mất để lại một cái chỉ nói một cái nữa cố sự cái này làm cho trong vòng một ít đỉnh lưu tiểu hoa môn thở vào nhẹ nhõm các nàng thật có chút bận tâm hứa diệp biết rõ cái gì nội bộ tin tức vạn nhất suy nghĩ vừa kéo cho bạo nổ đi ra ngoài này cũng không phải là không thể. Bên kia, hứa dịp thật có một chút như vậy buồn chán. Lúc này, hắn điện thoại di động chấn động một cái, nhắc nhở tiểu từ phát tới một cái tin. Chờ hắn vào nói chuyện phím khung nhìn lên sau khi, biểu hiện tiểu từ cái tin tức này đã rút về rồi. Sau đó tiểu từ phát một cái, mới vừa kia cái tin ta phát lầm người. Hứa dịp là trực tiếp ném một cái đầu chó mem đi qua. Tiểu từ lại phát tới một cái tin. Ngươi đi tại sao không nói cho ta? Hứa dịp, ta nói a, à, ngươi không nghe được hứa diệp đem tiểu từ tâm tư sờ được xuyên thấu qua xuyên thấu qua đứa nhỏ này muốn tìm hắn nói chuyện phím lại không tốt trực tiếp tới tìm trả quanh con một cái hạ tha thứ ngươi tiểu từ phát một cái chính nàng mem tới tha thứ ta ta sai ở đâu hứa diệp hỏi ngược lại tiểu từ nhất thời lại trở nên tức giận rồi nàng đã có thể tưởng tượng đến hứa diệp nếu như ở trước mặt nàng lúc nói những lời này sau khi trên mặt bộ kia có lý chẳng sợ biểu tình thật sự muốn đánh hắn a à. tiểu từ chỉ có thể vô năng cuồng nộ nhưng nàng hay lại là muốn cùng hứa diệp trò chuyện một hồi. Tối nay, hứa diệp cùng tiểu từ thì tùy trò chuyện, trò chuyện rất lâu. Hứa diệp cuối cùng là nhìn điện thoại di động ngủ. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Xuân Vãn số liệu, chính thức công bố. Rất nhiều phương tiện sẽ đặc biệt nhìn chầm chầm Xuân Vãn các hạng số liệu đi xem, mà những số liệu này, trên mạng cũng đều có thể TRA được. Những số liệu này ra lò sau, chúc mừng phát tài, không nghi ngờ chút nào, trở thành năm nay bài hát của Xuân Vãn loại tiết mục bên trong nhất lóe sáng một viên tinh bất kể là ở các bình đài rating trên số liệu hay lại là các bình đài dân mạng bỏ phiếu bên trên chúc mừng phát tài bài hát này toàn bộ đứng hàng đệ nhất cái gì gọi là vô địch cái này kêu là vô địch mà ở các đại âm nhạc bình đài bài hát mới bản nhiệt ca bản cùng tăng vọt trên bản chúc mừng phát tài cũng trực tiếp tam bản đệ nhất trong một đêm tam bản đệ nhất cái tốc độ này thậm chí so với hứa diệp phát chuyên tập thời điểm còn nhanh hơn đây chính là xuân vãn chỗ lợi hại một cái có hơn trăm triệu nhân xem tiết mục muốn ở trên mặt này đánh bài hát, hiệu quả là tốt vô cùng. Sáng sớm hôm nay, hỏa hoa viện đội cảnh sát đội trưởng hàng nhiên liền mang theo trong nhà bọn tiểu bối đi đi dạo siêu thị rồi. Các nàng lão gia hết năm thời điểm, là một đại gia tộc nhân cũng tụ với nhau, bọn tiểu bối đặc biệt nhiều. Hàng nhiên làm là số không nhiều đại tỷ tỷ, gánh vác chiếu cố những thứ này tiểu bằng hữu nhiệm vụ. Nàng liền dứt khoát mang theo mọi người đi đi dạo siêu thị rồi. Kết quả vừa vào siêu thị đại môn, hàng nhiên liền nghe được quen thuộc âm nhạc. Ta chúc mừng ngươi phát tài ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Hàng nhiên trợn mắt hốc mồm. Này cũng quá nhanh chứ. Tối hôm qua mới ra bài hát, siêu thị bây giờ liền để lên. Chờ hàng nhiên ở siêu thị đi dạo một vòng sau, cũng không nhớ rõ đem chúc mừng phát tài nghe bao nhiêu lần. Sau đó nàng lại mang bọn tiểu bối đi dạo phố, kết quả dọc theo con đường này, đều tại nghe chúc mừng phát tài rồi. Những thứ này cửa hàng ông chủ tự hồ cũng rất thích thả bài hát này. Chờ sau khi vòng vo một vòng, bên cạnh nàng những thứ này những người bạn nhỏ mỗi một người đều sẽ hát. Quay bộ bên trên đám bạn trên mạng cũng rối rít dẻo cợt đứng lên xong đời ta hôm nay đi trên đường bị chúc mừng phát tài bao vây ta đi dạo một vòng sau khi trở lại đầy đầu đều là ta chúc mừng ngươi phát tài a à, hứa dịp ta thật là chúc mừng ngươi a à, ngươi thành công đánh vào hoa điều từng cái giác xó xỉnh lạc cả nước các nơi trên đường phố đều không hẹn mà cùng phát ra nổi lên bài hát này rất hiển nhiên hứa dịp bài hát này đã không hồi hộp chút nào rồi chờ xuân vãn tiếp một bình chọn kết thúc thời điểm chính là chúc mừng phát tài, cầm bài hát khác loại tiết mục một đợi thưởng thời điểm. Đám bạn trên mạng nghị luận thời điểm, hứa dịp lại phát một cái Weibo. Năm đầu đến, ở chỗ này chúc mọi người năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, chúc mừng phát tài. Văn án rất chính kinh, nhưng làm mọi người thấy điều này Weibo hạ trả mang theo một cái video sau, liền cảm thấy không lành rồi. Dù sao điều này Weibo là hứa dịp chính mình phát, không phải đây là một phòng làm việc lớn phát. Chương 430, cho hứa dịp tìm một ít chuyện làm đi hứa dịp video mà, cũng chưa có bình thường. Đây là một phòng làm việc lớn trả khá một chút, có lúc sẽ còn phát một ít bình thường đồ vật, phù hợp thân phận của phòng làm việc. Về phần hứa dịp, vậy hắn quay bộ bên trong thật rất ít có cùng công việc sát thực tế sự tình. Nói cho đúng là rất ít có cùng người bình thường sát thực tế sự tình. Rất nhiều đám bạn trên mạng thấy như thế chính kinh văn hồ sơ sau, cũng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi đứng lên. Chính là một cái chút tết quay bộ, hắn còn có thể làm ra cái trò gì? Phía dưới cái video này, đơn giản chính là hứa diệp chính mình thâu một đoạn video chúc tết có thể sẽ có khuyết điểm nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý chúc tết video hẳn ở ta tiếp nhận trong phạm vi những thứ này đám bạn trên mạng ở tâm lý tiến hành một phen tâm lý xây dựng này dầu gì là đầu năm mùng 1 a hứa diệp dù sao cũng phải cho mình tích điểm nước đi diệp triển bằng đêm qua tham gia xong xuân vãn sau liền trực tiếp ngồi máy bay về nhà lúc này tâm tình của hắn thập phần không tốt tối hôm qua hắn xuất diễn kịch ngắn không chỉ không có mang đến cái gì chính diện hiệu quả ngược lại mà đưa đến rồi tác dụng ngược lại. Hắn hiện tại ôi bộ phía dưới thì có một đám lệ khí tương đối nặng đám bạn trên mạng đang mắng hắn. Cái này làm cho thanh điểu giải trí bên kia cũng có chút xấu hổ. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, diễn xuất xuân vãn, tối thiểu có thể nhất cao dịp triển bằng nổi tiếng, có thể mọi người không nghĩ tới lại sẽ có như vậy mặt trái hiệu quả. Googletac.com.vh, Funtion Googletac, Display, DV, trước đó nhìn kịch ngắn kịch bản thời điểm cũng căn bản không có ai cảm thấy trong kịch bản nội dung có vấn đề gì a à. chuyện bây giờ đã phát sinh công ty quyết định chính là bất hồi phục đem chuyện này chiến tranh lạnh đi qua đám bạn trên mạng mắng cũng liền mắng một trận này đợi thời gian dài cũng liền quên mất chuyện này sau khi đi qua đối diệp triển bằng ảnh hưởng cũng có thể rơi xuống thấp nhất lúc này diệp triển bằng đã trở lại hắn ma đô chỗ ở đang chuẩn bị ước mấy người bằng hữu đi ra ngoài chơi một chơi đùa dựa theo người đại diện phân phó Diệp Triển bằng tuyên bố xong đã sớm chuẩn bị xong năm mới Uy Bộ. Phát hành xong, hắn liền cắt đổi được hắn Tiểu Hào bên trên. Rất nhiều chuyện Đại Hào làm cũng không có phương tiện, đại đa số thời điểm, hắn đều là dùng Tiểu Hào. Đang chuẩn bị thối lui ra Uy Bộ thời điểm, hắn thấy được đến từ phần mềm nhắc nhở. Hứa Diệp tuyên bố xong Tân Uy Bộ. Diệp Triển bằng tâm lý đối hứa Diệp hận muốn cơ hợt tết, nhưng khi nhìn đến hứa Diệp tuyên bố xong Uy Bộ sau, vẫn là quyết định đi xem một chút. Hẳn là năm mới chút phút loại Uy đi. Diệp triển bằng mở ra xem, quả là như thế, hơn nữa hứa Diệp dùng từ cũng rất đơn giản, đoán chừng là tự viết. Còn có một video a. À. Diệp triển bằng ngược lại không suy nghĩ nhiều, tiện tay liền mở ra cái video này. Bởi vì hắn phát hành năm mới bộ bên trong, cũng có hắn một cái video, lấy video phương thức cho những người ái mộ chúc Tết, cái này rất bình thường. Diệp triển bằng hoàn toàn quên mất trước nhìn hứa Diệp video thời điểm dáng vẻ. Chờ hắn mở ra video sau, bên trong là hứa Diệp cùng mấy cái tiểu hài tử ở một cái trên đất trống những thứ này tiểu hài tử trong tay trả nắm pháo cối. Cái thế giới này cũng không có ở đại thành thị hoàn toàn cấm chỉ đốt pháo hoa pháo cối, dây pháo cùng pháo hoa cái gì ở địa điểm chỉ định đốt là được, giống như tiểu hài tử chơi đùa cái loại này pháo cối, hoặc là cái gì pháo kép loại, càng là không có gì cấm chỉ. Diệp triển bằng dễu cực nói, buồn chán, lớn như vậy trả với đám con nít học nã pháo. Trong video, hứa Diệp mang theo một cái y nốt chậu, hào hứng chạy tới trên đất trống. Một bên đám con nít chính là vẻ mặt hâm mộ nhìn hứa Diệp bọn họ cũng không dám cầm trong nhà y nốt chậu tới nã pháo. Hứa Diệp cho những thứ này tiểu hài tự nói, nhìn ca. Sau khi nói xong, Hứa Diệp đem một cây pháo trúc thả ở trên mặt đất, sau đó đem y nốt chậu trùng lên pháo trúc bên trên. Hắn nhanh chóng đem pháo trúc đốt sau, nhẹ buông tay, y nốt chậu hoàn toàn đem pháo trúc đắp lại. Hứa Diệp vội vàng cách xa y nốt chậu. Thấy một màn như vậy, Diệp Triển bằng nhất thời cảm thấy buồn chán. Không phải là pháo trúc nổ mạnh sau sẽ y nốt chậu nổ bay đi ra ngoài mà. Cái này có gì thú vị? Ai khi còn bé không chơi qua a? À? Video này không ý gì. Nhưng Diệp Triển Bằng vẫn là quyết định, đợi thấy pháo trúc đem Inốt chậu nổ bên trên thiên hậu, hắn lui nữa ra. Không quá mấy giây, phanh một tiếng vang thật lớn. Inốt chậu bị tạt bay. Ở Inốt chậu bị tạt bay trong nháy mắt, pháo trúc nổ mạnh sinh ra khói mù cũng bay lên. Chỉ bất quá, nổ mạnh sau hình ảnh, cùng Diệp Triển Bằng dự đoán có chút không giống. Bởi vì Inốt chậu bị tạt bay sau đó, từ trong chậu nổ đi ra một cái hứa Diệp. Không sai, là một cái dùng ngũ mau tiền đặc hiệu chế tạo ra được hứa dịp. Cái này hứa dịp người mặc trang phục màu đỏ, thân thể trả đang không ngừng vũ động. Bối cảnh âm nhạc chính là thổ bỏ đi tân xuân chúc phúc cái loại này thuần âm nhạc. Hứa dịp nhảy một lát sau, hướng về phía mọi người bái một cái nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Video đến đây kết thúc. Lúc này, dịp triển bằng mang trên mặt sinh không thể yêu biểu tình. Bây giờ hắn tâm lý liền một cái ý nghĩ. Hối hận, phi thường hối hận. Hắn sẽ không nên điểm đi vào nhìn cái video này làm cái kia inox chậu nổ tung, hứa diệp từ bên trong đi ra thời điểm, Diệp Triển Bằng thật vào thời khắc ấy cảm giác hắn đại não hít thở không thông một chút. Có một loại thiếu dưỡng cảm giác. Này mẹ hắn cái gì vượt quá bình thường chút tết video a, à, ngươi không phụ lòng ngươi gương mặt này mà. Diệp Triển Bằng không khỏi ở tâm lý rống giận. Hắn nhớ tới rồi hắn chụp chút tết video thời điểm, lại vừa là trang điểm lại vừa là thợ trang điểm cho thiết kế hình dáng, sau đó quay chụp thời điểm còn dùng dụng cụ chuyên nghiệp, ghi âm được tốt sau trả hậu kỳ nơi sửa lại một chút hứa diệp ngược lại tốt video này không ra ngoài dự liệu lời nói đoán chừng là hắn tìm trong tiểu khu một cái tiểu hài tử chụp về phần hậu kỳ cái này ngủ cộng lông đặc hiệu cho dù là tự học bên trên mấy giờ phỏng chừng cũng có thể làm ra tới chính là từ một cái khác khiêu vũ trong video đem hứa diệp điêu đi ra sau đó dán đến cái video này bên trên không có chút nào kỹ thuật hàm lượng diệp triển bằng nhéo một cái mi tâm người khác có chút đã tê rần hắn trực tiếp quay trở về hứa diệp trang chính đem hứa diệp lấy đóng mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả lúc này, hắn ở ngoài phòng cũng có tiểu hài tử ở nã pháo chơi đùa. Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn một cái, vừa vặn có tiểu hài tử đem một cái inox chậu cái ở trên mặt đất dùng pháo trúc đi nổ. Ở chậu phóng lên cao trong nháy mắt đó, Diệp Triển bằng trong đầu liền xuất hiện hứa Diệp ma tính khiêu vũ dáng vẻ. Không trở về được. Giống như Diệp Triển bằng như vậy cũng không phải ngoại lệ. Rất nhiều hỏa hoa viện bệnh nhân đang nhìn hết hứa Diệp video sau cũng đều rơi vào trong trầm mặc sau đó mọi người liền không hẹn mà cùng làm một chuyện, đem cái video này phát cho các bằng hữu. Tuyệt đối không thể để cho ta một người khó chịu. Điều này chúc Tết quay bộ bình luận trong khu, rất nhanh thì có đi một tí ra điêu đám bạn trên mạng bình luận. Đây là đặc hiệu, nhưng là không có khả năng bay cao như vậy. Bằng hữu, ta cuối cùng nhanh ngươi một bước. Có lúc thật cố gắng muốn cho cảnh sát quảng rộng một chút. Hứa dịp cái video này là thực sự đem rất nhiều người cũng cho chỉnh trầm mặt. Đầu năm mùng một ngươi liền tới một cái này, hoàn toàn không chịu nổi a. À. Cũng may trừ cái này cái video bên ngoài, Hứa Diệp không có cạn nữa còn lại chuyện ngoại hạng. Mãi cho đến 8 giờ tối thời điểm, Hứa Diệp quay bộ lại đổi mới. Điều này quầy bộ văn án chỉ có câu muốn nói cùng một tấm đồ. Thật nhàm chán a. À. Văn án phía dưới hình ảnh là một cái cái mâm. Chương 431, cho Hứa Diệp tìm một ít chuyện làm đi. Trong khay là một cái khoai tây. Chỉ bất quá cái này khoai tây tương đối đặc thù. Cái này khoai tây là dùng xào chín sợi khoai tây chất đóng. Rất rõ ràng muốn đi đến hình ảnh bên trên hiệu quả thì phải trước cắt sợi khoai tây sau đó xào một mâm sợi khoai tây cuối cùng lại đem những này sợi khoai tây từng cây một chất ở một chỗ lũy thành ban đầu dáng vẻ viện trưởng ngươi là thật nhàm chán a à. ông một cái viện trưởng ta hiểu ngươi một người hết năm thật rất khó chịu thấy bức tranh này sao không biết rõ tại sao có một chút lòng chua xót chúng ta đều có người nhà đi cùng nhưng là viện trưởng không có viện trưởng ta ngay tại an thành ngươi tới nhà của ta hết năm đi ta bảo đảm ngươi nhất định không tẻ nhạt. Trong bình luận, có đám bạn trên mạng trêu chọc, nhưng càng nhiều là mọi người quan tâm. Một người đến phát chán tới trình độ nào mới sẽ đi đem sợi khoai tây lũy thành khoai tây a. Cái này không chính nói rõ hứa Diệp rất cô độc mà. Viện trưởng, có chúng ta ở đây, không tẻ nhạt. Rất nhanh, điều này bình luận bị điểm đáng khen đến đệ nhất. Cái này bình luận phía dưới, không lâu lắm liền nhiều hơn hứa Diệp một cái trả lời. Đây chính là ngươi nói. Thấy điều này trả lời sau đám bạn trên mạng nhất thời cảm thấy một tia không ổn. Người tốt. Ngươi dự định làm gì? Không muốn A viện trưởng. Năm mới cấp 2, 12 giờ trưa thời điểm, hứa dịp ở quay bộ cùng đậu thủ cũng tuyên bố xong hắn tác phẩm mới. Googlettac.com.posh, Funtion. Googlettac, Display, DV, GP, AC, Hôm nay là năm mới cấp 2, cho mọi người xem nhìn ta hôm nay ăn đồ ăn, coca trộn cơm, chúng ta an thành nhân đều là như vậy ăn. Trong video, hứa diệp trên bàn bày một chén cơm, hắn trực tiếp cầm lên một bình coca rót vào múc thước trong bát cơm. Cuối cùng là dùng đũa trộn một cái hạ, bắt đầu ăn. Thế này cái video sau, vốn là tâm tình cực tốt an thành đám bạn trên mạng mỗi một người đều hết ý kiến. Mọi người khỏe, ta là an thành nhân, hứa diệp không phải chúng ta an thành, hắn không đại biểu được an thành. Hứa diệp, ta ngay tại an thành, ta cũng muốn ăn coca trộn cơm, bây giờ ngươi ở đâu, ta sách đao đi tìm ngươi một cho cơm nói xin lỗi hai cho coca nói xin lỗi ba cho an thành nói xin lỗi nghiêm túc mặt ngoài tỉnh đám bạn trên mạng là bắt đầu xem náo nhiệt hứa diệp cũng quá sẽ làm chuyện rất nhanh ngoài tỉnh một cái dân mạng cho cái kia nói hứa diệp không phải an thành nhân bình luận trả lời có thể hứa diệp là an thành du lịch hình tượng đại sứ a lần này an thành đám bạn trên mạng càng hết ý kiến ngươi nói ngươi buồn chán kết quả ngươi liền cho mọi người chỉnh cái này là chứ các huynh đệ ta xem hứa diệp này không phải buồn chán đây chính là cần ăn đòn đánh một trận thì tốt rồi ta ngày hôm qua sẽ không nên đồng tình hắn hắn cái miệng này bên trong liền không mọc ra ngà voi chính trước khi đến hứa diệp tiểu khu trên đường hôm nay phải vây lại hắn đến lúc buổi chiều thời điểm hứa diệp lại ban bố một cái video trà sữa trộn cơm chúng ta an thành nhân đều là như vậy ăn chờ nhìn xong cái video này sau đám bạn trên mạng đều nhanh cười phun hứa diệp cái này cũng đại năng gây sự rồi ta một cái ngoài tỉnh cũng không nhìn nổi có hay không an thành đại đánh tiếp đơn. Này cuối năm, cho hứa dịp lưu chút mặt mũi, chém đứt hắn hai cái tay là được, không thể ăn liền chớ ăn. Ngươi cái này trà sữa không được, không có trân châu. An thành người đâu, các ngươi thế nào không cười. An thành đám bạn trên mạng là ngay ngắn một cái cái hết ý kiến. Hứa diệp hai cái này video, rất nhanh thì phát hỏa, trả lại đẩu thủ nhiệt bản cùng ủy bộ hot Cuối cùng, một tên an thành dân mạng ủy bộ, gắn gượng bị mọi người trên đỉnh hot bên trên. An thành cục du lịch, mời coi trọng các ngươi du lịch hình tượng đại sứ, cầu cầu các ngươi rồi, cho hắn tìm một ít chuyện làm đi. Mọi người ngay từ đầu thật trả thật lo lắng hứa diệp một người hết năm tâm tình không tốt, bây giờ nhìn lại lo lắng đúng là dư thừa. Liền hứa diệp như vậy bệnh thần kinh, căn bản không cần lo lắng tâm tình của hắn, chỉ cần lo lắng hắn bệnh tình. Cuối cùng, điều này ủi bộ phía dưới, an thành cục du lịch trả hồi phục. Chúng ta lập tức đi liên lạc hứa diệp, mọi người chờ một chút. Đám bạn trên mạng nhất thời vui vẻ. Mọi người rối rít kêu ở dành thời gian. An Thành cục du lịch bên này, thực ra cũng thật mộng bức. Làm Lữ Dương Thành thành phố, Xuân Tiết kỳ nghỉ khoảng thời gian này, tới An Thành du lịch nhân cũng nhiều vô cùng, cục du lịch các nhân viên làm việc trên căn bản đều không nghỉ. Kết quả mọi người làm đến làm đến, phát hiện rất nhiều người nó, sau khi đi vào mới làm rõ ràng tình huống gì. Hứa dịp cái này du lịch hình tượng đại sứ, biến thành du lịch hình tượng đại phân. Cái này làm cho cục du lịch các nhân viên làm việc cũng là dở khóc dở cười. Hứa dịp, đối an thành tiến hành tuyên truyền rồi, nhưng là phương hướng có điểm không đúng trên thực tế xuân tiếp trong lúc an thành cục du lịch xác thực tổ chức một ít hoạt động cũng mời một ít diễn xuất một dạng tới diễn xuất nhưng bọn hắn cũng không mời hứa diệp một loại giống như hứa diệp loại này cấp minh tinh khác nhân gia hết năm cũng cần nghỉ ngơi mọi người cũng không có quấy rầy nhưng nhìn trên mạng cái tình huống này bọn họ suy nghĩ nhiều a à. hứa diệp hàng này hết năm thời điểm là thật nhàm chán a à. sau đó an thành cục du lịch nhân viên làm việc liền cho hứa diệp gọi điện thoại lúc này hứa diệp chính buồn chán ở nhà tập thể hình đây nhân cũng nghĩ hắn thật là không có chuyện gì chờ điện thoại sau khi tiếp thông cục du lịch nhân lập tức nói hứa diệp không quấy rầy đến ngươi đi không có ta nghĩ cũng không có chuyện gì các ngươi còn lên lớp lắm không nghĩ hứa diệp ngược lại hỏi đối diện cái kia cục du lịch nhân viên làm việc thiếu chút nữa một hơi thở không có lên tới tiểu tử ngươi là thực sự cần ăn đòn a ta không đi làm ta cho ngươi đánh cái gì điện thoại a Ngươi mấy ngày nay có thời gian hay không nơi này chúng ta có mấy cái hoạt động cục du lịch nhân không có nhận lời nói trực tiếp nói sang chuyện khác có a à, cái gì hoạt động a à, nhân có nhiều hay không hứa diệp hỏi ở đại đường bất dạ thành bên kia diễn xuất nhân viên làm việc nói nghe một chút chỗ này hứa diệp liền biết rõ người này khẳng định nhiều bình thường đại đường bất dạ thành bên kia chính là biển người huống chi xuân tiếp trong lúc đây hứa diệp hỏi ta đi ngược lại là có thể nhưng vấn đề là các ngươi an ninh có được hay không Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta tự tin này vẫn có cục du lịch nhân đạo. Hứa Diệp cũng không muốn bởi vì hắn diễn xuất đưa đến cái gì phát sinh ngoài ý muốn. An Thành mấy năm nay hoạt động, xác thực không có chuyện gì xảy ra tình. Được, vậy thì định đi Hứa Diệp nói. An Thành cục du lịch nhân cũng không nghĩ tới cái này thuận lợi. Xem ra ngươi là thật nhàm chán a. À. Không bao lâu, An Thành cục du lịch bên này liền thiết lập sẵn rồi một cái kế hoạch. Năm mới mùng 4 bắt đầu, đại đường bất dạ thành, 2 giờ chiều, liên tục 3 ngày. Nơi này vốn là có một trận ca múa biểu diễn, tạm thời đem Hứa dịp thêm vào rồi. Chờ quyết định sau, An Thành cục du lịch bên này liền đem tin tức này phát hành ở Weibo cùng công chúng hào bên trên. Đám bạn trên mạng thấy cái này bình thường không có gì lạ tuyên truyền sau, mỗi một người đều cười. Thật cho Hứa dịp tìm việc làm a. À? Có việc làm rồi, hắn Chung Quy sẽ không ở trên mạng nổi điên đi. Ở hiện trường biểu diễn ngược lại không ảnh hưởng tới ta, ta dù sao cũng sẽ không đi An Thành nhìn. Mọi người vẫn còn ở bình luận khu phát ra phát ra. Không lâu lắm thì có dân mạng phát khách sạn đặt trước tiệc đồ. Các ngươi từng chuyện mà nói không đi an thành nhìn Hứa Diệp, quán rượu này thế nào cũng bị mất. Ta hiện xem sớm còn có a. Một đám tên lường gạt, ngoài miệng nói không muốn, trên thực tế trong lòng nghĩ muốn muốn tử. Vé phi cơ đã mua được, đáng tiếc không khách sạn, ca sĩ Hứa Diệp có thể ở nhà ngươi sao? An Thành cục du lịch này một cái tiểu tiểu Weibo, hay lại là đưa tới mọi người chú ý. Xuân vãn mới vừa kết thúc, bây giờ Hứa Diệp nhiệt độ có thể tưởng tượng được rất nhanh, An Thành mỗi cái nói chuyện phím trong bầy, đều tại nói hứa dịp sắp ở đại đường bất dạ thành biểu diễn sự tình. Đi một chút đi, đi xem một chút. Chúng ta cách gần đó, đi bộ liền đi qua. Phải đi nhìn một chút. Mang theo đao đi xem. Chờ hắn hát xong ta chém hắn. Chương 432, cho hứa dịp tìm một ít chuyện làm đi. Bản xứ rất nhiều người cũng đều động tâm. Đây chính là hứa dịp hiện trường A, khó gặp. Hứa dịp đại đường bất dạ thành diễn xuất cái đề tài này, ở mọi người trong thảo luận cũng leo lên hót sắt. Cái này làm cho rất nhiều không có ý định tới An Thành du lịch nhân cũng thay đổi chủ ý, nếu không lại tới An Thành nhìn một chút, còn có thể gặp được Hứa Diệp đây. Liên tục 3 ngày, một ngày nào đó có thể thấy Hứa Diệp chứ. Hứa Diệp trong nhà. Đang cùng An Thành cục du lịch quyết định chuyện cụ thể sau, Hứa Diệp là cho Trần Vũ Hân gọi điện thoại. "Trần tỷ, chúc mừng năm mới." Trần Vũ Hân cười nói, "Ngươi cũng vậy, chúc mừng năm mới." Trần Vũ Hân năm nay khí sắc thập phần không tệ hết năm thời điểm nàng đem cha mẹ cũng trực tiếp nhận được an thành đã tới năm ở tối nguyễn dân tộc phong bài hát này sau khi xuất hiện trần vũ hân cha mẹ ở thân thích bạn tốt bên cạnh sống lưng vậy kêu là một cái cứng rắn bài hát này hỏa chứ con gái của ta hát cái gì bài hát này bên trong có cái giọng đàn ông cái này không trọng yếu hắn bao nhiêu từ a bất quá trần vũ hân biết rõ hết thảy các thứ này đều là hứa diệp mang cho nàng an thành cục du lịch diễn xuất tiền không có bao nhiêu chủ yếu là đuổi một chút buồn chán, ngươi có đi hay không, đi lời nói ta cho hai ta chuẩn bị bài hát hứa dịp nói thẳng. Trần Vũ Hân ngây ngẩn. Cái này cũng quá đột nhiên chứ. Nhưng này sao động tâm là chuyện gì xảy ra? Googlettac.comg.push, Funtion. Googlettac, Display, DV, GP, AC, 169285467950, không. Cái này mời, Trần Vũ Hân căn bản cự tuyệt không được. Ta đi. Trần Vũ Hân lập tức nói được ta đây đem bài hát cho ngươi phát tới ngươi hảo hảo luyện một chút hứa diệp nói chúng ta không cần xong ca luyện tập một chút không trần vũ hân có chút bận tâm ở đại đường bất dạ thành biểu diễn là hiện trường nàng và hứa diệp luôn luôn là hát thật đây nếu là xuất hiện diễn xuất tai nạn sẽ không tốt hứa diệp cười nói đến lúc bên kia hai ta trước thời hạn tập luyện một chút là được hơn nữa ta mới mấy câu từ a trần vũ hân bất đắc dĩ ngươi nói thật là có đạo lý a chờ sau khi cúp điện thoại trần vũ hân nhận được hứa diệp phát tới văn kiện tam bài hát tam thủ cũng đều là cùng năm mới có liên quan ca khúc ta cũng phải có cùng xuân tiết trói chặt ca trần vũ hân trong lòng cũng có chút vui vẻ sau này tiền dưỡng lão này không liền có chỗ dựa rồi nàng sau đó nhìn về phía trong nhà ba mẹ nói cha mẹ ta ngày hôm sau cùng hứa diệp cùng đi diễn xuất hai người các ngươi cũng cùng đi gặp đi trần vũ hân ba mẹ cười ha hả nói hảo 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 vừa vặn đi xem một chút cái này hứa diệp thời gian quá rất nhanh ở tuyên bố hứa dịp từ năm mới mùng 4 bắt đầu liền muốn buôn bán sau, lớp 9 thời điểm hứa dịp sẽ không thể hiện rồi. Chỉ bất quá lớp 9 thời điểm, An Thành Nhân cũng nhiều hơn không ít, rất nhiều đều là vùng khác tới. Năm mới mùng 4 Đại đường bất dạ thành đường dành cho người đi bộ bên trên, biển người, người và người cơ hồ là đẩy. Diễn xuất sân khấu, chính là ở trên một mảnh đất trống xây dựng. Không có gì vé vào cửa, tốt vị trí đều xem ngươi đứng có đủ hay không gần trước. Còn chưa tới diễn xuất lúc bắt đầu sau khi, cũng đã có rất nhiều người chờ ở nơi này. Một đám nhân viên an ninh ở chỗ này duy trì trật tự, bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong đám người, trả có mấy cái streamer dơ điện thoại di động hô, ta đã đến hàng trước rồi, đợi một hồi cho mọi người livestream a. Không phải mỗi người cũng có cơ hội đi tới hiện trường nhìn hứa dịp biểu diễn, những thứ này streamer môn kiếm cũng là cái này lưu lượng. Theo thời gian đưa đẩy, người ở đây cũng càng ngày càng nhiều. Quay bộ bên trên, đậu thủ bên trên cũng đã bắt đầu có liên quan thảo luận. Rốt cuộc thời gian đến buổi trưa hai điểm. Người mặc hồng sắc hán phục người nữ chủ trì leo lên sân khấu. Bộ trang phục này sẽ để cho mọi người rất tươi đẹp, rất có an thành phong cách. Dưới đài, lập tức vang lên mọi người tiếng kêu. Hứa dịp. Dưới đài, hơn nửa tuổi còn trẻ trực tiếp hô lớn, có bệnh. Cái này làm cho một ít không thế nào lên mạng người lớn tuổi môn nghe là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Em đẹp những người tuổi trẻ này thế nào mắng chửi người đây? Hiện trường rất nhiều người cũng hô lớn, viện trưởng. Viện trưởng, hứa dịp người mặc tây trang màu đen đi lên sân khấu nhìn hiện trường này dày đặc nhân hứa dịp liền không tẻ nhạt rồi hứa dịp cười nói một là chúc mọi người năm mới vui vẻ cũng chúc mọi người ở an thành chơi được vui vẻ nhớ ăn coca trộn cơm cùng trà sữa trộn cơm cái thứ hai chính là nghe ta cùng trần vũ hân cho mọi người mang đến bài hát mới đi hiện trường rất nhiều người nghe một chút cái này mỗi một người đều kích động lại còn có bài hát mới đây chính là vui mừng ngoài ý muốn a à. về phần cái kia coca trộn cơm cùng trà sữa trộn cơm đi ngươi đi. Người nào thích ăn ai ăn. Người mặc hồng sắc Âu Phục Trần Vũ Hân cũng đi lên sân khấu. Mùa đông quá lạnh, Trần Vũ Hân cũng không mặc váy, nàng này thân trong tay trang mặt trả mặt giữ ấm đồ lót đây. Lúc này, tiếng nhạc vang lên. Vẫn là có tiếng chiên trống nhịp điệu. Hứa Diệp nắm microphone, dùng một loại kỳ lạ giọng điệu hát nói, chúc mừng, chúc mừng ngươi, chúc mừng, chúc mừng. Không lâu lắm, Trần Vũ Hân hát nói, chiên trống gõ đứng lên, trương đèn lại kết hoa, dáng vẻ vui mừng dương dương, đập vào mặt. Trần Vũ Hân vừa mở miệng, mọi người cũng cảm giác được một cổ năm tương lai. Bài hát này, hay lại là một bài bài hát của Xuân Tiết. Kết quả lúc này, Hứa Diệp dơ lên microphone hát nói, bốn bề đang đung đưa, tám phương nhạc cởi mở, long phượng trình tường, trò hay liền đài. Hát đoạn này thời điểm, Hứa Diệp rất nhiều nơi đều cảm giác thật giống như hát phá âm rồi, thanh âm rất kỳ lạ. Trên thực tế, đây chính là nguyên bản trong ca khúc cố ý thiết kế. Bài hát này, là bài hát của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, đừng cảm thấy ca từ xa lạ, phần lớn người ở hết năm thời điểm khẳng định đều nghe qua. Viện trưởng lần này từ không ít A à dưới đài có người treo nói. Mọi người một cái nhìn thật vui vẻ. Xuân tiết mà, phải nghe theo một ít nhiệt nhiệt nháo nháo ca khúc. Trần Vũ Hân tiếp tục hát lên. Ngươi tới, ta tới, nhiệt nhiệt nháo nháo xuất sắc, hớn hở vui mừng may mắn đến, Sơn Hà thống khoái. Ngươi yêu, ta yêu, yêu đến mừng rỡ không kể xiết, hoa nhi thường đầu mùa xuân thường tại, hoa điều dân trào. Làm câu này sau khi hát xong, hứa dịp lại lần nữa dơ lên microphone hắn vẫn cho trần vũ hân hòa thanh tiếng hát vang lên ha chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái chúc mừng chúc mừng ngươi ha chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi xuân phong đắc ý mã bay nhanh chúc mừng chúc mừng ngươi không khí hiện trường thoáng cái liền hỏa nóng lên dưới đài một đám người xem vui vẻ còn tưởng rằng hứa dịp lần này từ sẽ thêm đâu rồi kết quả hay lại là liền một đôi lời a cho nên viện trưởng nói hắn quá nhàm chán Kết quả đem Trần Vũ Hân gọi tới hát, nếu như ngươi lười hát cứ việc nói thẳng a. Chương 433, võ lâm ngoại truyện, đã lâu không gặp. Bài hát này một hát đi ra, mọi người nhất thời cũng cảm giác nhiều năm mùi. Xuân Tiết mà, liền muốn hát một ít cùng Xuân Tiết có liên quan ca khúc rồi. Hứa Diệp cho đại đường bất giả dạ thành chuẩn bị ca khúc, tất cả đều là cùng Xuân Tiết có liên quan. Trần Vũ Hân cũng hát thật phần vui vẻ. Nhìn dưới đài này náo nhiệt tình cảnh, để cho nàng cảm thấy cái này so với ở cái gì đại vũ đài diễn ra hát còn nhanh nhạc. Nàng xem mắt hứa dịp. Mặc dù hứa dịp có khuyết điểm đi, nhưng hắn người này là thật không có gì cái giá, cũng không có ngôi sao cái gì tính xấu. Rất nhiều ngôi sao là không muốn tới tham gia loại này biểu diễn, cảm thấy không có gì bức cắt. Hứa dịp liền thích chơi những thứ này. Càng nhiều người, hắn càng mạnh hơn. Một đoạn điệp khúc sau khi kết thúc, đến tiếp theo đoạn chủ bài hát. Trần Vũ Hân tiếp tục hát lên. Giỏi một cái tư thái, đông phương khí phái, dân giàu nước mạnh tốt thời đại mới lần này lại đến phiên hứa diệp rồi nắm chặt tốt bây giờ ngày mai càng phóng khoáng xem chúng ta lóng lánh thế giới sân khấu hai người ở trên vũ đài biểu diễn đến dưới đài các khán giả cũng dần dần hay mà bắt đầu rất nhiều người cũng không để ý cầm trong tay là vật gì cũng vung múa có mức quả kim thành sâu có ruột nướng còn có nắm trà sữa cũng ở đây quơ múa đợi đến cuối cùng hứa diệp càng đã tới một đoạn rap. ta chúc phúc ngươi a thân thể khỏe mạnh Vạn sự như ý, vui từ trên trời hạ xuống, mừng rỡ như điên. Này một trưởng đoạn lời chúc phúc, để cho các khán giả mỗi một người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. gogletac.com.jp.posh, Funtion. Gogletac display DV, bốn không Ai không muốn nghe các cường lời nói đây? Chờ này hát xong một ca khúc sau, bốn phía âm nhạc cũng cũng ngừng lại. Hứa Diệp cười nói, Trần tỷ hát có được hay không? các khán giả hô lớn, hứa diệp lại hỏi ta đây hát có được hay không? đài hạ một cái nam sinh hô lớn, ngươi lại không hát, hứa diệp mặt nhất thời tối, cái gì gọi là ta không hát à? hòa thanh không phải hát sao? dầu gì ta cũng có mấy câu từ được rồi, hứa diệp nói thẳng, ta đi đây. nói xong hắn liền xoay người, làm bộ muốn xuống đài. chớ đi chớ đi, các khán giả nóng nảy, sân khấu bốn phía, vây quanh người xem cũng càng ngày càng nhiều xa xa người xem cũng hô lớn ta vừa qua tới trở lại một bài a à. trả không nghe đủ đây chờ cái này người xem sau khi hô lên mọi người tất cả đều quát to lên trở lại một bài trở lại một bài hứa diệp lúc này mới trở lại trên võ đài đây chính là các ngươi muốn ta trở lại một bài a à, đợi hát xong rồi không cho nói ta không hát hứa diệp nói đài hạ một cái nam sinh hô ngươi đứng bên cạnh chơi đùa điện thoại di động đi làm vật biểu tượng là được bài hát này có ngươi không có ngươi đều được nhất thời trên trận vang lên một trận cười ầm lên trần vũ hân cười nói hứa diệp nếu không ta để cho người ta cho ngươi tìm cái băng ngươi cũng tới đúng không hứa diệp lộ ra không nói gì biểu tình đang lúc mọi người vui mừng trong lúc cười hứa diệp nói ta cùng trần tỉ cho thêm mọi người hát một bài bài hát này gọi là năm mới vui vẻ lời nói cũng không cần phải nói nhiều cũng ở trong ca rồi nói xong hứa diệp trực tiếp lui về phía sau mấy bước đem sân khấu nhường cho trần vũ hân trần vũ hân bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này tiếng nhạc vang lên tiếng hát ngay từ đầu trần vũ hân liền hát lên để cho ta gồ lên sở hữu dũng khí nói với ngươi âm thanh năm mới vui vẻ hứa diệp nói với ngươi âm thanh năm mới vui vẻ trần vũ hân bất kể trên trời vân thế nào cười người đi đường nhìn ta như thế nào chúc chúng ta vui vẻ tiếng hát một vang lên năm vị nhất thời đã tới rồi các khán giả nhất thời cũng cảm giác thư thái thoải mái a à. bài hát này nghe cũng thoải mái ha 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 Hứa Diệp đây là nhàn ở nhà không có chuyện làm, viết chừng mấy thủ xuân tiết bài hát A. À. Người nọ là thật nhàm chán A, à, hy vọng hắn sau này càng nhàm chán, buồn chán liền viết nhiều viết ca khúc. Chuyến này thật không uổng công. Không muốn vé vào cửa nhìn Hứa Diệp ca nhạc hội. Không khí hiện trường thật là tốt đến nổ mạnh. Này dáng múa nói như thế nào đây, cũng rất tốt cười. Nhưng bên dưới hậu trường hơn nửa tuổi còn trẻ cũng không để ý nhiều như vậy, cũng đều nhảy dựng lên, trang nghiêm đem nơi này làm festival âm nhạc hiện trường. Trần Vũ Hân nhìn mọi người dưới đài, tiếp tục hát lên. Vô cùng yêu thích nhìn ngươi thẳng thắn đôi mắt, một mảnh xanh thẳm quang đảng. Bốn mùa còn có hạ cùng đông, ai nói chỉ có thể làm bạn. Kết quả mới vừa hát xong, hứa dịp cùng một câu, ha, ô ô. Ô ô ca lại xuất hiện giang hồ. Bài này, năm mới vui vẻ, vẫn là Phượng Hoàng truyền kỳ một bài năm mới ca khúc. Lúc trước xuân tiết thời điểm, hứa dịp thường thường sẽ ở bên ngoài trong thương điếm nghe được thả cái này bài hát. Hàng năm xuân tiết thời điểm, bài hát này cũng trên căn bản cũng sẽ bị lần nữa kéo ra ngoài đoạn này bên trong còn có một đoạn tăng nghị ra đến lúc bộ phận này thời điểm hứa dịp cũng thật hay đứng ở chỉ có chúng ta tinh cầu ngươi vui vẻ ta vui vẻ giống như một trận nụ cười được mùa xuân muốn tới mưa gió đi để cho người sở hữu đồng thời tay trong tay ư dưới đài một ít những tình lữ cũng dắt tay mọi người nhìn lẫn nhau đối phương trong mắt tất cả đều là hạnh phúc ca khúc rất nhanh tới hồi cuối hứa diệp cùng trần vũ hân đồng thời song ca nói há chúc chúng ta vui vẻ một khúc kết thúc dưới đài vang lên nóng nảy trào dân tiếng vỗ tay được mọi người rối rít hô lớn tụ tập ở chỗ này nhân càng ngày càng nhiều cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây tầm vài vòng cũng may an thành cục du lịch nhân cũng sớm có chuẩn bị điều đi không ít nhân viên an ninh ở chỗ này duy trì trật tự hiện trường cũng không có hỗn loạn hứa diệp cao giọng nói nói lớn tiếng ta hát hay chưa dưới đài người xem hô lớn không hát Trở lại một bài a. Hứa Diệp vẻ mặt tức giận nói, không hát, ta đều toát mồ hôi còn nói ta không hát, về nhà quay video đi. Nghe một chút Hứa Diệp phải đi quay video, các khán giả vội vàng nói, ngươi hát ngươi hát, đừng quay video cái gì đều dễ nói. Hứa Diệp video, hết năm nhìn gặp không dừng được a. Trần Vũ Hân cười nói, ta nói vài lời a, Hứa Diệp thật hát, không tin ta sẽ chờ cho mọi người thử một chút. Còn có một thủ a. Hôm nay tính ra đáng giá, lại còn có. Chuyến này an thành không uổng công mọi người kinh hỉ vạn phần. Trần Vũ Hân tiếp tục nói, tiếp theo bài hát này, vẫn là hứa dịp sáng tác, tên bài hát Bái Năm Mới. Dưới đài, các khán giả rối rít vỗ tay. Ở trong tiếng vỗ tay, khúc nhạc dạo tiếng vang lên. Bài hát này, vẫn là Phượng Hoàng truyền kỳ một bài bài hát của Xuân Tiết. Khúc nhạc dạo âm thanh nghe một chút chính là Xuân Tiết cảm giác. Nhất là làm tiếng kèn gia nhập vào sau, năm vị liền càng nhiều. Trần Vũ Hân cũng cảm giác hát cả người lửa nóng. Lại trời lạnh, cũng lạnh không được các khán giả nhiệt tình đi qua một mùa đông, cực khổ một năm này. Chương 434, Võ Lâm Ngoại Truyện, đã lâu không gặp. Sao lưu tâm ý gõ cửa một cái, đưa đến bên cạnh ngươi. May mắn tới gật đầu một cái, phúc tinh tới nháy mắt mấy cái. Trần Vũ Hân chậm rãi hát lên. Đến lúc điệp khúc bộ phận sau, Trần Vũ Hân nhìn về phía hứa dịp. Bái năm mới nha, bái cái cát tường năm. Hồng hồng hỏa hỏa hôn nhẹ thiết thiết cảm động mùa xuân. Hát xong câu này sau, Trần Vũ Hân bỗng nhiên buông xuống microphone. Nhất thời, chỉ còn lại có hứa Diệp hòa thanh vang vọng ở hiện trường. Bái năm mới nha, bái cái hạnh phúc năm. Một năm bốn mùa hàng tháng bình an gia gia cũng đoàn viên. Hứa dịp hát xong hai câu này sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ hơn. Hứa dịp thật đang hát A, à, ta còn tưởng rằng hắn dơ microphone làm dáng vẻ đây. Khoan hãy nói, có hứa dịp hòa thanh cùng không có cùng âm thanh thời điểm, cảm giác trả có chút không giống. Cờ hờ kết cười, đây coi là bắt cá sao. Các khán giả thấy hứa dịp biểu tình sau, cũng thấy rất buồn cười được. Trần Vũ Hân cũng thật sẽ gây sự a. À. Nhạc dạo sau khi kết thúc, Trần Vũ Hân tiếp tục hát lên. Vui tươi hớn hở một năm, ngọt ngào một năm. Rót đầy tưởng niệm dơ ly lên, rất nhiều người kế tiếp tâm nguyện. Bài hát này bên trong, như cũ không thiếu được ra. Hứa dịp ở trên đài một bên làm quái một bên hát. Năm mới đến, cười một cái, nhấc lên hoa đang đi xem pháo hoa. Tới đoạn ương ca, xoay lên hoa yêu. Chờ hát đến thời điểm cuối cùng, hứa dịp làm ra vẫy tay động tác kêu lên hết gia nam nữ già trẻ. Nở rộ, mỉm cười. Hứa Diệp đưa tay ra ở khóe miệng quẹt một cái, hắn nhếch miệng lên rồi một vệt mỉm cười. mỉm cười, vĩnh viễn đừng dừng. Tiếng hát vang vọng. Hứa Diệp cùng Trần Vũ Hân đồng thời hát nói, bái năm mới nha, bái cái cắt tường năm. tắt com push Phung Google tắt Display, DV, GP, AC, 16928546795040. Không khí hiện trường cũng càng ngày càng náo nhiệt rồi. Chờ đến bài hát này sau khi hát xong, hứa dịp cao giọng nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Trần Vũ Hân cũng hô, năm mới vui vẻ. Lần này, hứa dịp không lại diễn tiếp rồi. Hắn tam bài hát đã hát xong rồi. Vui vẻ. Mọi người đồng nói. Sân khấu cũng không phải chỉ có hứa dịp, còn có những người khác biểu diễn. Hứa dịp cũng không khả năng một mực hát đi xuống. Đợi đến buổi tối, hôm nay diễn xuất sau khi kết thúc, bất kể là ủy bộ hay lại là đấu thủ bên trên, khắp nơi đều là hiện trường video tam thủ bài hát mới, tam thủ liên sướng, lần này tới An Thành thật đáng giá. Quá chơi thật khá, nghe hứa dịp hiện trường thật biết điều. Vui vẻ vui vẻ, năm nay là ta vui vẻ nhất một cái mùa xuân. Phát hành những video này đám bạn trên mạng mỗi một người đều thập phần được nước. Này để cho còn lại đám bạn trên mạng lộ ra vẻ hâm mộ. Lại là bài hát mới, còn có Trần Tỷ ở đây. Ta cũng phải đi, bây giờ ta liền mua vé. Đừng mua vé rồi, khách sạn cũng bị mất. Ta đi ở bằng hữu của ta trong nhà đi bài hát này ta không phải là nghe không thể. Hứa dịp mà thời điểm có thể mở ca nhạc hội đây. Rất nhiều người vẫn là không có thời gian tới An Thành, nhưng nhìn trên mạng những video này vẫn đủ động tâm. Quay bộ bên trên, hứa dịp cùng Trần Vũ Hân biểu diễn cũng leo lên hot search. Đây đối với hứa dịp nhiệt độ mà nói, hoàn toàn là đổ dầu vào lửa. Vốn là xuân vãn sau khi kết thúc, hứa dịp cũng rất phát hỏa. Chúc mừng phát tài vẫn còn ở cả nước các nơi trong siêu thị để đây. Lần này, hứa dịp lại cho siêu thị cống hiến tam thủ năm mới bài hát. Tràng này xuân tiết kỳ nghỉ, mọi người tất cả đều muốn ở hứa dịp trong tiếng ca vượt qua. Đến lúc ngày thứ hai ngày thứ ba, như cũ có hứa dịp cùng Trần Vũ Hân biểu diễn, hơn nữa hai nhân tiết mục đích thời gian trả tăng nhiều. Sau đó không chỉ có hứa dịp cùng Trần Vũ Hân song ca, còn có hai người đơn ca. Hiện trường nhân cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người địa phương cũng đặc biệt chạy tới nghe hiện trường. Dù sao không cần tiền nghe loại này cấp bậc ca sĩ ca hát, tay không bắt sói còn không hương mà. Cái hiện tượng này đưa đến trực tiếp ảnh hưởng chính là an thành du lịch phát hỏa. Cơ hồ là mỗi ngày hot search bên trên, cũng có thể tìm được cùng an thành du lịch liên quan đề tài. Đi du lịch nhiều người, thảo luận nhân tự nhiên cũng là thêm. Trừ lần đó ra, đẩu thủ ở lần này an thành tuyên truyền trung cũng kiếm vào tay không ít lưu lượng. Rất nhiều đẩu thủ streamer cũng chạy đến an thành, đi quay chụp hứa dịp hiện trường kênh video ngắn, hoặc là livestream hứa dịp hiện trường. Hiện trường kênh video ngắn truyền bá cũng phi thường hỏa bạo, đẩu thủ bên trên liên quan tới hứa dịp cùng Trần Vũ Hân song ca video, phát nhiều nhất một cái đã vượt qua rồi một triệu phát. Ở nơi này đặc thù trong ngày lễ, Hứa Diệp cùng Trần Vũ Hân thành công bắt lại làng giải trí lưu lượng nhiều nhất thành tựu. Dù là còn lại ngôi sao như thế nào đi nữa chỉnh trò yêu, cũng không có biện pháp cùng Hứa Diệp đi so với. Dù sao còn lại ngôi sao cũng chính là chia sẻ một ít thường ngày, hoặc là trong tiết mục sự tình. Hứa Diệp đó là đại trời lạnh ở hiện trường cho mọi người ca hát, cũng đều là bài hát mới. Thậm chí rất nhiều dân mạng trả trêu chọc Hứa Diệp là cùng dân cùng nhạc. Cái này làm cho rất nhiều ngôi sao đều có chút khó chịu trong vòng giải trí loại người gì cũng có, rất nhiều người còn chuẩn bị một ít nhiều người nhãn cầu tin tức lớn, chuẩn bị ở xuân tiết cướp tiêu đề đây. Kết quả bị hứa dịp làm thành như vậy, căn bản không có ai quan tâm những thứ này nhiều người nhãn cầu tin tức. Nghe hứa dịp ca hát mới đại sự hàng đầu. Cuối năm ai quan tâm các ngươi về điểm kia chuyện nhà chuyện cửa sự tình A. Những minh tinh này kế hoạch cũng đều bị làm rối loạn, tâm lý tự nhiên cũng ghi hận hứa dịp. Trên mạng cũng có một chút tin đồn phong ngữ xuất hiện. Tung tin việc loại sự tình này, ở trong vòng giải trí nhiều vô số kể. Rất nhanh thì có kinh doanh hào phát rồi một tin tức, nói là tin đồn, hứa dịp xuân tiết trong lúc lệ phí ra sân cao đến 5 triệu, Trần Vũ Hân lệ phí ra sân cũng có 4 triệu. Mọi người thật không nhất định muốn nói gì hứa dịp đại trời lạnh cho mọi người ca hát cao cỡ nào còn rồi, nhân gia ba ngày liền kiếm 5 triệu, ngươi thì sao? Nhiều năm như vậy ngươi tiền lương phòng hay chưa? Mọi việc như thế nói năng, ở trên Internet bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Kết quả hỏa hoa viện bệnh nhân môn khi nhìn đến tin tức này sau, mỗi một người đều phản ứng đều có chút không bình thường. Viện trưởng 3 ngày kiếm 5 triệu, 10 ngày chính là 15 triệu, 1 tháng chính là 150 triệu, 1 năm chính là 1.5 tỷ A. Viện trưởng tam thiên tài 5 triệu. Liên quan đến hắn cái gì không thể kiếm 5 triệu, thế nào cũng phải ở dưới trời lạnh ca hát. Gia cười, 5 triệu là có thể để cho viện trưởng cho ta hát 3 ngày. Khi gia trước bao một tháng. Hỏa hoa viện nhân căn bản không cảm thấy cái giá tiền này có vấn đề gì chủ yếu cũng là mấy năm nay ngôi sao thiên giới tiền đóng phim làm mọi người đã cơ hờ, hết lặng. 5 triệu cùng 50 triệu, cũng không qua là một con số. Ngược lại với mọi người. Nhưng cũng có người bị những tin tức này ảnh hưởng đến, tiết tấu bị mang theo tới đối những thứ kia ở sau lưng thúc đẩy nhân cũng đã đủ rồi. Chương 435, Võ Lâm Ngoại Truyện, đã lâu không gặp. Hứa dịp khi nhìn đến trên mạng những tin tức này sau đều cảm thấy có chút buồn cười. Ba ngày 5 triệu, thật nghĩ ra được. Nhưng đừng nói, thật là có dùng thực sự có người chạy đến hắn quay bộ phía dưới mắng. Năm mới mùng 6, hứa dịp cuối cùng một trận diễn xuất kết thúc. Sở dĩ hôm nay liền kết thúc, là bởi vì mùng 7 rất nhiều người sẽ đi làm rồi. Hứa dịp bên này, võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch cũng phải bắt đầu làm việc. Chờ đến mùng 7 thời điểm, đây là một phòng làm việc lớn quay bộ là tuyên bố xong hai cái quay bộ. Điều thứ nhất quay bộ, là đối trên mạng những thứ này tin nhảm đáp lại. Tin nhảm vật này sau khi ra ngoài, cải chính tin đồn thì phải chạy gãy chân rồi đây là một phòng làm việc lớn cũng là mời luật sư, nhưng trừ lần đó ra, phòng làm việc trực tiếp dán ra rồi công ty đóng thuế tình huống một ít tờ đơn. Tóm lại chính là từ chứng thuần khiết. Sau đó mọi người liền phát hiện, hứa dịp hết năm mấy ngày nay, kiếm là thật không nhiều. Với hắn mà nói, thậm chí có thể nói là miễn phí tự cấp mọi người diễn xuất rồi. Mà điều thứ hai uy bộ, liền tương đối gây sự rồi. Ông chủ nói, nếu mọi người quan tâm như vậy thu nhập, vậy không bằng làm một cái game show, cái này game show mỗi một kỳ mời mấy cái ngôi sao, sau đó mọi người cùng nhau mời thuế vụ cục tới TR, A thuế, bị TR, A được trốn thuế ngôi sao liền bị loại bỏ, có thể chỉ định hạ một minh tinh tới bổ vị, cái tiếp mục này liền kêu đến phi ngươi, ông chủ biểu thị, nếu quả thật có cái tiếp mục này, hắn thứ nhất tham gia. Googletac.com.vh, Funtion Googletac, Display, DV, GP, AC, Thấy đây là một phòng làm việc lớn điều thứ hai ủy bộ sau, đám bạn trên mạng là vẻ mặt khiếp sợ A cái này game show tự hồ rất kích thích a à. mãnh liệt đề nghị ra cái này game show chúng ta có thể trúng trù ta muốn nhìn viện trưởng ngươi là ngoan nhân a à, ta bổ sung lại một cái tiết mục tổ đem mời khách quý quá trình toàn bộ công khai ta muốn biết rõ cái nào ngôi sao không dám nhận được mời nếu như phối hợp trên lầu một chiêu này kia cái tiết mục này chính là một dương mưu nếu như ngươi không chấp nhận tiết mục tổ mời đã nói lên ngươi tâm lý có quỷ, nhưng nếu như ngươi đón nhận mời thì phải tiếp nhận tr a thuế cái này game show thật rất có ý tứ Ta cảm thấy được có thể ra, không bằng sẽ để cho hứa dịp làm đi. Hứa dịp, ta ngược lại không có trốn thuế, các ngươi tùy ý. Ở đám bạn trên mạng trong thảo luận, đến phiên ngươi lúc nào mở màn chiếu cái đề tài này trả lại hot set. Mọi người còn tưởng rằng là cái gì tân game show đâu rồi, kết quả điểm đi vào phát hiện là hứa dịp tưởng tượng chung một cái game show. Cái này game show, thật có điểm gây sự rồi. Sau đó, hứa dịp cũng ở cái đề tài này phía dưới phát một cái weibo. Ta cảm thấy được cái tiết mục này rất có ý tứ để cho ta suy nghĩ một chút ta ai tới tham gia đây. Mọi người có thể cho ta mấy cái nhân tuyển. Hắn điều này ủi bộ phía dưới, trực tiếp biến thành một cái cứ điểm danh hiện trường. Đám bạn trên mạng ở phía dưới không ít ngôi sao. Cái thanh này những minh tinh ca cũng làm cho sợ hết hồn. Đám bạn trên mạng trả không sao, bọn họ lo lắng hứa diệp bọn họ a. À. Loại sự tình này, hứa dịp lại không phải không làm được. Hứa dịp một chiêu này, trực tiếp đem làng giải trí cho làm trầm mặt trước những thứ kia tung tin vịt tin tức trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, mang tiết tấu nhân toàn bộ cũng bị mất. Thậm chí rất nhiều ngôi sao cũng khiêm tốn không nói. Không có rơi xuống đầu đạn hạt nhân, so với đã nổ mạnh đầu đạn hạt nhân lực uy hiếp bờ lớn hơn. Bây giờ hứa diệp trong tay tựa như nắm lấy một thanh uy hiếp bờ kiếm, nếu như thấy ai không thoải mái lời nói, hỏi luôn người này có tới hay không tham gia cái này game show. Phía sau cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hỏi ra cái vấn đề này là đủ rồi. Sau đó quyền lựa chọn liền rơi vào cái này bị hỏi rõ trên người tin hỏa hoa viện bệnh nhân môn chính là rối rít khen ngợi. Bựa cũng là ngươi bựa a. À. Ta ở thuế vụ cục đi làm, ta cảm thấy được hứa dịp đề nghị này rất có ý tứ, ta cho lãnh đạo nói một chút. Viện trưởng này một lớp làm, đám này ngôi sao hôm nay liền uầy bộ cũng không phát. Bệnh nhân môn ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Bên kia, hứa dịp đã đến và võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch rồi. Năm mới mùng 7, hứa dịp cho đoàn kịch nhân phát mở năm bao tiền lì xì sau, đoàn kịch liền chính thức bắt đầu xây dựng. Trước xuân tiết thời điểm, Hứa Diệp là mọi người thu âm đồng phúc khách sạn song ca chúc mừng năm mới video, liền thông qua, võ lâm ngoại truyện, Quang phương ủy bộ tuyên bố ra ngoài rồi. Cái video này cũng đưa tới không ít chú ý. Võ lâm ngoại truyện, định trang chiếu, ở đoàn kịch mở máy thời điểm cũng đã công bố qua. Mọi người đối bên trong những nhân vật này hình dáng ngược lại là cũng biết rõ. Chẳng qua là khi mọi người thấy một đám mặt cổ trang nhân, nhảy hiện đại phong cách vũ đạo hát hiện đại phong cách ca khúc, còn có chút không quá thích ứng. Loại này phong cách rất mâu thuẫn, nhưng lại rất cấp trên này thực ra cũng là võ lâm ngoại truyện bộ này kịch phong cách hứa dịp đây cũng tính là cho mọi người trước thời hạn đánh cái dự phòng châm thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt đã đến tết nguyên tiêu chờ đến tết nguyên tiêu sau khi đi qua năm coi như là quá hết làng nhạc ca sĩ môn cũng thở vào nhẹ nhõm từ 30 tết buổi tối bắt đầu bài hát của hứa dịp liền bắt đầu thống trị bảng xếp hạng chúc mừng phát tài cùng với sau đó cùng trần vũ hân tam bài hát tất cả đều xông lên bảng danh sách lần này xuân tiết đã qua này vài bài cùng Xuân Tiết có liên quan ca khúc nhiệt độ cũng sẽ dần dần đi xuống. Xuân Tiết đi qua, hứa dịp bài hát sẽ không có đặc thù thêm được, cũng giờ đến phiên chúng ta. Một ít ca sĩ môn cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Mà bên kia, võ lâm ngoại truyện, rốt cuộc quay xong. Vốn là phim truyền hình bên trong, võ lâm ngoại truyện chính thức phiên bản tổng cộng có 80 tập, nhưng rất nhiều lúc lục soát ra là 81 tập. Nhiều hơn tới một tập là bởi vì đạo diễn lo lắng có địa phương bất quá thẩm vấn, liền nhiều chục một tập. Cuối cùng 80 tập cũng quá thẩm, này thứ 81 tập cũng không có tiến vào chính thức bản phim truyền hình bên trong. Những tư nguyên này, trên mạng còn có thể lục soát. Hứa Diệp cũng sắp thứ 81 tập cho thuận tay chụp, có cần hay không liền. Làm võ lâm ngoại truyện, quay xong sau, không bao lâu, cuối cùng thành phiến liền đi ra. Võ lâm ngoại truyện, bộ này kịch Hứa Diệp vẫn là một bên chụp một bên biên tập, tốc độ rất nhanh. Chờ đến ở võ lâm ngoại truyện, toàn bộ chế tạo xong sau, bộ này phim truyền hình, trực tiếp tống thẩm. Ở tống thẩm sau đó, Võ Lâm Ngoại truyện Official Micro liền tuyên bố xong một cái Weibo. Ha, huynh đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Trừ ở nơi này điều khoản hồ sơ bên ngoài, phía dưới trả mang theo một tấm đồ. Chính là Võ Lâm Ngoại truyện Logo. Phía trên trả viết tống thẩm dòng chữ. Trong lúc nhất thời, đưa tới mọi người vây xem. Rất nhanh thì có người nhảy ra khỏi ở năm ngoái tháng 12 phần thời điểm, Võ Lâm Ngoại truyện Official Micro phát hành điều thứ nhất Weibo. Lúc đó, điều này Weibo văn án cũng chỉ có bốn chữ đã lâu không gặp. Phân phối bên trong ảnh chính là đoàn kịch nhân viên chụp chung. Bây giờ thời gian qua đi sắp 2 tháng, Official Micro trở lại một câu đã lâu không gặp, để cho mọi người trả hơi xúc động. Chúc mừng viện trưởng đạo diễn đệ nhất bộ kịch tống thẩm. Mong đợi mong đợi. Nhìn thật giống như rất thú vị. Ta à cũng rất tốt kỳ, tình cảnh này hài kịch rốt cuộc có thể đánh thành cái dạng gì. Ngay tại mọi người thảo luận không bao lâu sau, võ lâm ngoại truyện Official Micro cùng đây là một phòng làm việc lớn lại ban bố một cái dự đoán tin tức. Võ Lâm Ngoại truyện đầu phim khúc đã lâu không gặp, ngày mai 12 giờ trưa phát hành, mọi người kính xin đợi. Tác từ tác khúc cùng biên khúc vẫn là lão bản của chúng ta Hứa Diệp. Giờ khắc này mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ rồi đã lâu không gặp bốn chữ ý tứ. Nguyên đến khi đó đầu phim khúc cũng đã viết xong a. Chương 436, sóng gió càng lớn cá càng quý. Võ Lâm Ngoại truyện bộ này phim truyền hình phối nhạc thực ra cũng thật có ý tứ. Kinh điển có đầu phim khúc đã lâu không gặp, còn có bài hát kết phim thiệp khách hành. Này hai bài hát hứa diệp dĩ nhiên là cũng lưu lại. Hắn cũng rất ưa thích này hai bài hát. Làm võ lâm ngoại truyện đem cái tin tức này phát ra ngoài sau, ngay lập tức sẽ đưa tới mọi người nhiệt nghị. Trên người Hứa Diệp kèm theo nhiệt độ thật sự là quá cao, muốn không bị chú ý đều khó khăn. Đối rất nhiều kinh doanh hào mà nói, Hứa Diệp càng là lưu lượng mật mã, mọi người cũng càng thích phát hành Hứa Diệp tin tức tương quan. Bộ này kịch là Hứa Diệp đạo diễn để nhất bộ kịch, độ chú ý tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá trong vòng rất nhiều người thực ra đều đang đợi đến nhìn hứa dịp trò cười. Người mới đi đạo diễn một bộ quá hạn cổ trang tình cảnh hài kịch, coi như là gom đủ thất bại nguyên tố rồi. Coi trọng hứa dịp cũng không có nhiều người. Hỏa hoa viện bệnh nhân môn khi nhìn đến cái tin tức này sau, mỗi một người đều tức miệng mắng to đứng lên. Không hổ là ngươi A viện trưởng, cho phim truyền hình đầu phim khúc trả làm một cái hơ nóng A. Ta cũng là phục cây, ta còn tưởng rằng có thể lập tức nghe được bài hát đây. Vội vàng gấp. Ta lập tức ngủ, đợi ngủ dậy tới liền ngày thứ hai. Mọi người là thật không nghĩ tới, không đợi tới treo lơ, chờ đến nhưng là đầu phim khúc. Cả mẹ hắn là một cái dự đoán. Thật muốn nghe còn phải đợi thêm một ngày. Thanh điểu giải trí bên kia. google com vush Phung Tiôn. Display, DV, Ad, Năm sau, tiên vân truyện cũng sắp online. Tống chính kỳ đối bộ này kịch tương đương coi trọng. Xuân Tiết kỳ nghỉ khoảng thời gian này, tâm tình của hắn rất kém cỏi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn bất kể mở ra cái nào dữ liệu bình đài, đều có thể nhìn đến hứa dịp liên quan tin tức. Cộng thêm bài hát của Xuân Vãn, hứa dịp ước chừng 4 bài hát, vang vọng ở hoa điều cắt ngõ ngách. Căn bản không trốn thoát, đi đâu cũng có thể nghe được hứa dịp thanh âm. Cái này làm cho Tống Chính Kỳ sâu sắc cảm thấy, ở làng nhạc một khối này, thanh điệu có thể buông tha cùng hứa dịp cạnh tranh. Hắn tâm lý không còn thoải mái, cũng phải thừa nhận một chuyện đó chính là trước mắt thanh điểu giải trí âm nhạc thực lực thật không như hứa dịp đỉnh cấp chế tác đoàn đội bị một người đánh gục rồi không phục cũng phải phục đối với lần này tống chính kỳ cũng đã thành thói quen ngược lại thua nhiều cũng không sao kết quả thanh điểu bên này vốn chuẩn bị năm sau phát bài hát cái này lại cho gặp phải hứa dịp rồi mặc dù chỉ là hứa dịp viết một bài phim truyền hình đầu phim khúc tống chính kỳ lập tức cho thuộc hạ phân phó tiên vân truyện ca khúc không nóng nảy phát có thể chờ một chút còn lại tùy ý trong công ty còn lại phổ thông ca sĩ phát bài hát, bại bởi hứa dịp ngược lại cũng không mất mặt. Nhưng nếu như cầm tiên vân truyện đầu phim khúc đi ra lời nói, vậy thì có cùng hứa dịp đánh lôi đài ý. Tống chính kỳ là nghĩ cầm phim truyền hình cùng hứa dịp đánh lôi đài, chưa từng nghĩ muốn bắt bài hát đánh lôi đài. Không cần như thế. Bây giờ danh tiếng sẽ để cho cho ngươi đi. Tống chính kỳ tâm lý nói như thế. Hứa dịp bên này ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là chuẩn bị trước cho mọi người nghe một chút đầu phim khúc. Bây giờ rất nhiều người ở trên Internet xem TV kịch đều là nhảy qua đầu phim cuối phim, dứt khoát trước thời hạn cho mọi người nghe một chút, chờ đến phía sau phim truyền hình phát hình sau đó cũng không cần nghe. Trên Internet, liên quan tới Võ Lâm Ngoại truyện, thảo luận cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Mong đợi bộ này kịch cùng không coi trọng bộ này kịch đám bạn trên mạng vẫn còn ở trên mạng cãi vã. Thời gian rất nhanh thì đến giữa trưa ngày thứ hai 12 giờ. Võ Lâm Ngoại truyện Official Micro tuyên bố xong một cái Weibo điều này Weibo bên trong có, đã lâu không gặp bài hát này ở các đại âm nhạc bình đài bên trên liên tiếp. Người bình phẩm âm nhạc cảnh hy duyệt thật sớm liền canh giữ ở máy tính bên cạnh, chuẩn bị nghe một chút hứa diệp chuẩn bị bài hát này đầu phim khúc. Ca khúc đăng lên sau, cảnh hy duyệt liền tiến vào xí nga âm nhạc bên trong. Sau đó, nàng điểm vào ca khúc trong tin tức, bài hát này biểu diễn người vẫn là hứa dịp. Cũng không biết rõ bài hát này sẽ là cái gì phong cách, nếu như chỉ là nhìn tên lời nói, ta cảm giác là một bài trữ tình tràn đầy bài hát, đồng danh ca khúc cũng không ít cảnh hy duyệt ở trong lòng suy nghĩ clip rồi phát ra nút ấn âm nhạc khúc nhạc dạo âm thanh nhất thời vang lên chỉ bất quá cùng nàng dự đoán phong cách có chút không giống cái này khúc nhạc dạo tràn đầy cảm giác tiết tấu mà ở chính giữa trả kẹp theo đinh đông thanh âm thanh âm này thế nào nghe đều giống như trong máy vi tính thanh âm nhắc nhở a à? vì sao lại có cái thanh âm này nội tâm của cảnh hy duyệt mang theo nghi ngờ lúc này hứa dịp tiếng hát truyền tới ha huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp ngươi đang ở đâu nghe được câu thứ nhất sau cảnh hy duyệt nhất thời có chút kinh ngạc lại là rap một bộ cổ trang kịch đầu phim khúc nói là hát đây là cái gì kỳ lạ phong cách à hứa diệp câu thứ hai cũng vang lên ha bằng hữu nếu quả thật là ngươi mời chào hỏi hai câu này ca từ lập lại hai lần để cho cảnh hy duyệt càng nghi ngờ là trong ca khúc còn có đinh đông thanh âm trong lúc nhất thời nàng không hiểu hứa diệp tại sao phải ở trong ca khúc để lên đinh đông cái thanh âm này cảnh hy duyệt nghe ca nhạc là tương đối mảnh nhỏ nàng tương đối để ý những chi tiết này. Trên thực tế, cái thanh âm này phải phải nguyên thanh bên trong vốn là có. Võ Lâm ngoại truyện, phim truyền hình đầu phim, dùng là Windows hệ thống giao diện. Đầu phim hoạt hình thiết kế xảo diệu một cái clip mặt bàn đồ án giới thiệu đoàn kịch nhân viên làm việc kiểu. Những thứ này tiếng đinh đông âm chính là con chuột clip đồ án phát ra âm thanh. Hứa Diệp thực ra có thể ở trong ca khúc đem những thanh âm này cho loại trừ, nhưng hắn cũng không có. Thật chờ đến ca Võ Lâm ngoại truyện, phát hình sau, hắn tin tưởng mọi người càng thích này bản có đinh đông thanh âm ca khúc dù sao đây mới là nguyên chất mùi vị đầu phim khúc lúc này hứa dịp tiếng hát tiếp tục truyền tới đừng với đến ta cười không người đi quan tâm đừng với đến ta khóc không người sẽ hồ đồ thực ra mọi người đã sớm rõ rõ ràng ràng, ràng dưới chân bước lên không quay đầu lại đường ta nói đã lâu không gặp ngươi đi nơi nào ngươi lại nói với ta ta đi giang hồ toàn bộ một đoạn lớn tất cả đều là ra cảnh hy duyệt càng đi xuống nghe lại càng thấy được bài hát này thật giống như có chút thú vị. Chờ nghe được cuối cùng, vẫn là mở đầu một câu nói kia. Ha, huynh đệ, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi đang ở đâu, hắc, bằng hữu. Làm câu này sau khi hát xong, ca khúc cuối cùng vang lên một giọng nói. Cái thanh âm này cảnh hy duyệt hết sức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là thanh âm gì. Ta tuyệt đối nghe qua. Cảnh hy duyệt ở tâm lý lời thề son sắc nói. Lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào trước mắt trong máy vi tính nàng đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi nàng nghe được ca khúc cuối cùng thanh âm, không phải là máy tính mở máy thanh âm nhắc nhở chứ sao? Hay lại là cái loại này rất sớm trước máy tính hệ thống mở máy thanh âm nhắc nhở? Đầu phim khúc kết thúc, máy tính mở máy, kia trước tiếng đinh đông âm chắc là âm thanh gợi ý của hệ thống rồi. Rất nhanh thì cảnh hy duyệt nghĩ tới những tin tức này. Nàng nhanh chóng có phán đoán. Cái này hẳn cùng đầu phim video có quan hệ, đáng tiếc bây giờ nhìn không tới. Có mấy bản đã lâu co gặp, mạng phép đăng bản của Châu Kiệt Luân, dù sao cũng có thấy xúc co biết có phải hay co nữa ai xem qua phim rồi bình luận e biết nhé, có gì thay đổi luôn a. À. Chương 437, sóng gió càng lớn cá càng quý hai. Cảnh Hy Duyệt ở tâm lý thở dài nói. Võ Lâm ngoại truyện vẫn còn ở khảo hạch chung, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả ra bên trong trong video sắc mặt. Bất quá bài hát này rất có ý tứ. Bài hát này phong cách làm cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác, hình như là hứa Diệp phong cách, lại thích giống như không phải như vậy một bài thuần rap ca khúc tới làm cổ trang tình cảnh mảnh hài kịch đầu khúc, cảnh hy duyệt cảm thấy rất thú vị. Sau đó, nàng liền mở ra nàng Weibo, viết một phần bình phẩm ca khúc. Đối bài hát này chuyên nghiệp tính loại, cảnh hy duyệt không có gì để nói. Nàng chỉ là nhắc tới nàng nghe ca nhạc cảm thụ, cùng với nàng đối trong ca khúc đinh đông thanh âm nhắc nhở suy đoán. Viết xong sau, cũng có mấy trăm chữ. Cảnh hy duyệt đem bản này bình phẩm ca khúc phát ra. Không lâu lắm, nàng những người ái mộ liền bình luận rồi. Bài hát này nghe rất tốt, ta là không nghĩ tới nói là hát ca khúc. Cảm giác nói là máy tính âm thanh gợi ý của hệ thống ngược lại là có thể, quả thật rất giống. Liền khối đầu khúc cũng như vậy vượt quá bình thường, ta rất ngạc nhiên cuối cùng thành phiến rốt cuộc là tình hình gì rồi. Cảnh hy duyệt rất nhiều những người ái mộ ở cảnh hy duyệt dưới ảnh hưởng, đã biến đổi ngầm trở thành hứa diệp phan ca nhạc. Bất quá những người này so với hỏa hoa viện bệnh nhân môn so với muốn bình thường một chút. Bọn họ chỉ nghe bài hát, đại não trả giữ ở tuyến. Theo cảnh hy duyệt bên này bình phẩm ca khúc phát ra sau, trên internet liên quan tới, đã lâu không gặp, thảo luận cũng dần dần tăng nhiều. gogletac com posh phun display dv gbpqrac 16928546795040. Viện trưởng bài hát này không biết rõ làm sao chuyện, nghe xong ta liền có chút mong đợi tân kịch rồi. Cùng ta lúc trước nghe được giang hồ ca khúc đều rất không giống nhau. Có ý tứ, gia tăng cường độ. Bài hát này nhiệt độ rất nhanh thì phồng lên rồi, ở các đại âm nhạc trên bảng xếp hạng bài danh cũng bắt đầu dần dần lên cao. Cộng thêm bài hát này là hứa dịp tới biểu diễn, số liệu đương nhiên sẽ không kém. Ca khúc dẫn đầu hơ nóng, đối với võ lâm ngoại truyện, bộ này kịch nhiệt độ trợ giúp vẫn là rất đại. Khảo hạch bộ bên kia, Tào Na mấy ngày nay một mực ở khảo hạch võ lâm ngoại truyện. Làm chuyên nghiệp nhân viên làm việc, Tào Na ngược lại sẽ không theo liền nghi ngờ hứa dịp năng lực. Hứa Diệp rốt cuộc có thể hay không đảm nhiệm phim truyền hình đạo diễn công việc, vậy phải xem rồi thành phiến mới biết rõ. Đúng dịp, nàng là có thể thứ nhất thấy võ lâm ngoại truyện cuối cùng thành phiến. Cả nước trừ bên sản xuất đoàn đội ngoại đệ nhất nhân. Tào Na ngay từ đầu hay lại là sụ mặt, nghiêm túc ở khảo hạch đây. Kết quả khảo hạch đến khảo hạch đến, nàng liền bắt đầu cười. Căn bản không nhịn được. Khảo hạch bộ bên này, bên ngoài nhân viên thỉnh thoảng có thể nghe được Tào Na trong phòng làm việc truyền tới ngỗng tiếng kêu. Mọi người châu đầu ghé tai, sắc mặt nghi ngờ. Tào tổ trưởng thế nào? Thế nào cười thành như vậy? Ta nhớ được tào tổ trưởng mấy ngày nay thật giống như ở khảo hạch hứa dịp phim truyền hình đâu rồi, không phải là bộ này kịch chứ. Hứa dịp bộ này kịch hình như là tình cảnh hài kịch A, không thể nào, thật có buồn cười như vậy. Nếu là tình cảnh hài kịch, dĩ nhiên là để cho người ta cười mới là trọng yếu nhất. Liên tiếp chừng mấy ngày, tào na thiên thiên ở phòng làm việc cười ra ngỗng kêu. Nàng vốn là muốn đem văn kiện mang về nhà đi khảo hạch, có thể vừa nghĩ tới nàng xem bộ này kịch thời điểm liền không khống chế được cười dáng vẻ, vẫn bỏ qua. Nàng cũng không muốn ở hài tử bên cạnh cười ra ngỗng kêu. Cuối cùng này liền đưa đến võ lâm ngoại truyện, khảo hạch tốc độ trở nên chậm. Thêm lên TV phim truyền hình số vốn là nhiều, đợi đến cuối cùng võ lâm ngoại truyện, khảo hạch kết thúc thời điểm, đã qua đã mấy ngày. Nhìn xong cuối cùng một tập sau, Tào Na tâm lý khá hơi xúc động. Dù là nàng cũng coi là một cái duyệt phiến vô số người rồi, nhưng thời gian dài như vậy, rất khó có một bộ kịch để cho nàng sinh ra đuổi theo kịch cảm giác. Võ lâm ngoại truyện, làm được. Mấy ngày nay, nàng thật có một loại đuổi theo kịch cảm giác, thậm chí ăn cơm buổi trưa thời điểm, đều là đem cơm mang tới trước bàn làm việc, một bên nhìn kịch vừa ăn. Phối hợp bộ này kịch, ăn tự hồ cũng càng thơm. Thấy cuối cùng, nàng còn có một tia không thôi. Nàng không muốn nhìn thấy câu chuyện này kết thúc. Có thể đúng như trong chuyện xưa từng nói, cuối cùng là là muốn nói một tiếng gặp lại sau hứa dịp có ít đồ a à, tào na ở tâm lý than thở một tiếng nàng thừa nhận nàng xem mê mẩn rồi về phần tivi kịch bản thân nội dung bên trên dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì không chỉ không có vấn đề thậm chí tào na cảm thấy trong kịch tivi nói một số người sinh đạo lý châm chọc một ít hiện tượng hay lại là thật có ý tứ tào na lập tức đưa nàng thảo hạch ý kiến nhất nộp ra ba ngày sau hứa dịp bên này nhận được thảo hạch bộ phát tới tin tức võ lâm ngoại truyện quá thẩm vấn cái này làm cho Đỗ sùng lâm là vẻ mặt khiếp sợ. Hứa dịp, cái này còn không đến 10 ngày chứ. Cái này thì quá thẩm. Lão đổ hồi tưởng lại hắn lúc trước chụp phim truyền hình thời điểm, từ nhất giao qua đến khảo hạch xong, ngược lại được dày vò riêng biệt tháng. Trung gian có nhiều chỗ còn phải đánh lại các giảm sửa đổi. Có lúc kịch cũng chụp xong, kết quả vì vậy, Đỗ sùng lâm còn phải đem các diễn viên gọi trở về bổ chụp. Trách nhiệm một chút diễn viên cũng còn khá, bổ chụp liền bổ chụp. Ước chừng phải gặp phải không trách nhiệm, đó chính là suy nghĩ phát không đến bổ chụp bổ chụp lại không nhiều kiếm tiền thời điểm này không bằng đi chụp còn lại kịch có thể ở nơi này hứa diệp thật giống như căn bản cũng không có phương diện này quấy nhiễu một giây đồng hồ cũng không cần sửa đổi trực tiếp thông qua là cái gì thể nghiệm đỗ sùng lâm biểu thị hắn lần này cảm nhận được một chữ thoải mái hứa diệp cười nói khả năng vận khí ta tốt đi có thể qua thẩm vấn ngược lại ở hứa diệp như đã đoán trước chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy 80 tập phim truyền hình A, đám này khảo hạch bộ nhân thật sự điên cùng quét kịch chứ sao? Nhưng mà, nếu võ lâm ngoại truyện đã qua thẩm vấn, khi đến tiếp sau này hơ nóng cũng nên tiếp tục. Hứa Diệp nhìn về phía Đỗ Sùng Lâm, hỏi Đỗ Đạo, ngươi thấy cho chúng ta kịch lúc nào mở màn chiếu tương đối khá? Đỗ Sùng Lâm suy nghĩ một chút nói, năm sau sắp mở màn chiếu những thứ này kịch, phần lớn đều là mỗi cái công ty hạch tâm hạng mục, bất quá yêu cầu để ý cứ như vậy mấy bộ, nếu như ngươi muốn cùng thanh điểu giải trí cứng đối cứng lời nói, Ta đề nghị cùng tiên vân truyện một cái đang trong kỳ hạn nhưng vẫn có chút nguy hiểm mỗi cái công ty xuất phẩm phim truyền hình cũng không phải mỗi một cũng có thể hỏa thất bại là đại đa số đỗ sùng lâm đối với mấy cái này phim truyền hình vòng sự tình hiểu rõ vô cùng hắn nói không cần để ý một loại cũng liền không cần để ý rồi nhưng tiên vân truyện cũng không giống nhau tiên vân truyện làm thanh điểu hạch tâm hạng mục tống chính kỳ tự nhiên đáp lời ký thác kỳ vọng bộ này kịch chế các bên trên tiêu phí tiền sẽ không thiếu đỗ sùng lâm cùng tiên vân truyện đạo diễn phùng nghiễm ba lại vừa là đối thủ cũ rồi càng rõ ràng phùng nghiễm ba thực lực bộ này kịch chất lượng khẳng định không kém hứa diệp cười cười nói nguy hiểm càng nguy hiểm càng đâm kích dù sao sóng gió càng lớn cá càng quý chứ sao câu này của ngươi lời còn rất có đạo lý đỗ sùng lâm cười một tiếng chỉ cần hứa diệp có thể bằng vào võ lâm ngoại truyện đánh bại tiên vân truyện cũng đủ để chứng minh hắn đạo diễn tài nghệ đến thời điểm dĩ nhiên là rất nhiều chỗ tốt hơn nữa sự cạnh tranh này cũng sẽ để cho phim truyền hình các hạng thành tích tốt hơn. Hứa Diệp nói, đổ đạo, thực ra mới vừa rồi những lời này là ta viết một cái khác trong sổ lời nói, ngươi có hứng thú hay không? Chương 438, như vậy thì không khẩn trương. Hắn có chút khó tin. Hứa Diệp hơn nửa năm qua này còn rất bận rộn, một bên viết ca khúc một bên viết kịch bản, này vốn là không phải một món đơn giản sự tình. Trước có thể xuất ra võ lâm ngoại truyện kịch bản, trả sao nói là lấy chuẩn bị trước nhưng bây giờ lấy thêm ra tới một kịch bản là hơi dọa người rồi. Tiểu tử ngươi kia tới nhiều thời gian như vậy à? Hứa Diệp gật đầu cười. Hắn phải cho Đỗ Sùng Lâm nói cái này kịch bản, chính là phim truyền hình tại bảo tác. Bộ này kịch tố tạo ra được Cao Khải Cường cái này góc đa diện sắc, toàn bộ kịch bình giá cả cũng không tệ, mở màn chiếu trong lúc, ở trên mạng đưa tới rất nhiều thảo luận. Bộ này kịch ở cùng thời kỳ, cũng có thể nói sát điên rồi. Liền liền bên trong một ít vai phụ, cũng đều hút phan vô số. Hứa Diệp đối bộ này kịch ấn tượng vẫn tương đối thâm, chủ yếu là vị bên trong kia đại tẩu quả thật khí chất 10 phần. Khoảng thời gian này đến, hắn trừ quay chụp võ lâm ngoại truyện ngoại, lại đem bảo tát kịch bản thật tốt nghiên cứu rồi xuống. Nguyên kịch hậu kỳ thực ra có chút kết quả xấu, rất nhiều nơi đều không xử lý xong, đây cũng là bởi vì cắt giảm quá nhiều. Nhưng mà, bộ này kịch Hứa Diệp không có ý định tự mình đạo diễn rồi, mà là muốn giao cho Đỗ Sùng Lâm đi quay chụp. Lão Đỗ nếu như quay chụp như vậy một bộ kịch lời nói, đối với hắn nghề kiếp sống cũng có ích lợi rất lớn. Googlestack.com.vh, Funtion Googlestack Display, DV, GP, ACK, Mà hứa dịp bên này cũng có thể từ nơi này bộ kịch lấy được không rẻ lợi nhuận. Trải qua võ lâm ngoại truyện, khoảng thời gian này mài, hứa dịp đạo diễn kỹ năng đã tăng lên không ít. Trước nói qua, ở NATR, A truyền kỳ, phát hình sau, hứa dịp thu được một cái điện ảnh kịch bản rương ngẫu nhiên. 30 tết buổi tối đi tiểu từ trong nhà thời điểm hứa diệp đã đem trương ngẫu nhiên cho mở thu được một bộ phim điện ảnh bất quá hắn đạt được bộ phim này được hoa điểm tâm tư chuẩn bị thật tốt xuống lần này hắn không chỉ phải làm đạo diễn còn phải làm diễn viên chính đỗ sùng lâm thấy hứa diệp sau khi gật đầu cười nói ngươi tự mình chơi đi ta không có hứng thú ta là chỗ sung yếu đánh giới điện ảnh nam nhân không có thời gian chụp phim truyền hình thật sao hứa diệp ngược lại hỏi đỗ sùng lâm sang cười mỉ cười sau đó nói nếu không, ngươi quyển sổ viết xong phát cho ta. Được. Hứa Diệp nói. Võ Lâm ngoại truyện, quá thẩm vấn sau đó, Official Micro liền tuyên bố tin tức này. Mà bên kia, quy quy Video cũng bắt đầu phim truyền hình tuyên truyền. Trên Internet, khắp nơi đều có thể thấy Võ Lâm ngoại truyện, tin tức liên quan. Cho đến giờ phút này, Võ Lâm ngoại truyện, biên kịch mới chính thức công bố. Thực ra lúc trước tuyên truyền bên trong, rất nhiều người xem cũng phát hiện, Võ Lâm ngoại truyện, tuyên truyền vật vật liệu bên trên cũng không có viết biên kịch tên tất cả mọi người cho là cái gì không nổi danh biên kịch cũng có thể cái này kịch bản là hứa diệp từ ở trong tay người khác trực tiếp mua gãy xuống cho nên cũng không treo tên đối phương có thể làm cái này tên công bố sau trên internet nhất thời nhất lên sóng to gió lớn biên kịch lại là viện trưởng này giấu cũng quá sâu chứ võ lâm ngoại truyện lại là hứa diệp tự biên tự diễn đáng tiếc diễn viên chính trong danh sách không thấy hứa diệp không lại chính là hứa diệp tự biên tự điển rồi rất nhiều người đi đường cùng hỏa hoa viện bệnh nhân môn đều sôi trào đáp án này mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trong lúc nhất thời mọi người đối bộ này kịch hứng thú nhiều hơn cũng tính toán đợi mở màn chiếu sau đó đi xem một chút bất quá vẫn có một ít không nhìn theo voice vốn là mới vừa nghe xong bài hát ta cảm thấy được bộ này kịch khả năng tạm được nhưng thấy biên kịch là hứa diệp sau đã cảm thấy treo viết kịch bản cùng viết ca khúc là không giống nhau ta thừa nhận hứa diệp viết ca khúc rất lợi hại nhưng là kịch bản tha cho ta nói một câu thật không được kịch ta còn là sẽ đi gặp có được hay không ta liền nói thật ở trên mạng những tin tức này sau khi xuất hiện, thanh điểu giải trí bên kia nhất thời kích động. Tiên vân truyện, tuyên truyền phát hành công việc, cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ bất quá, giai đoạn trước tuyên truyền đều là một ít tuyên truyền khúc, đầu phim khúc bài hát kết phim loại. Ở một khối này, tiên vân truyện cũng không có lựa chọn tìm võ lâm ngoại truyện làm đối thủ. Nếu thật là ở âm nhạc phương diện phóng dẫm đạp ở võ lâm ngoại truyện, lời nói, thật sự là có chút tự rước lấy nhục. Cho nên giai đoạn trước tuyên truyền bên trên, tiên vân truyện một mực rất khiêm tốn dù là là ca khúc mời đều là một đường ca sĩ tới biểu diễn, cũng chỉ là tiến hành thông thường tuyên truyền. Nhưng khi nhìn đến ca võ lâm ngoại truyện, biên kịch là hứa dịp sau, tiên vân truyện, đoàn kịch bên này nhân tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Ở biên kịch tên không có công bố thời điểm, mọi người cũng nghe qua, chỉ bất quá, võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch bên kia, rất nhiều người cũng không biết rõ biên kịch là ai, đoàn kịch bên trong cũng không bái kiến biên kịch. Đoàn kịch lúc làm việc, có chuyện gì tất cả đều là hứa dịp định đoạt. Mọi người cũng hoàn toàn không hướng hứa diệp bên này nghĩ tới ở tống chính kỳ bọn họ xem ra võ lâm ngoại truyện đạo diễn nói là hứa diệp nhưng đã có đỗ sùng lâm ở đó chính là đỗ sùng lâm ở đạo diễn cho nên bọn hắn cũng đều không hoài nghi bộ này vai diễn đạo diễn năng lực khác biệt ngay tại diễn viên cùng trên kịch bản rồi diễn viên võ lâm ngoại truyện tự nhiên không bằng tiên vân truyện mà hạ kịch bản cũng không bằng tống chính kỳ thấy tin tức sau cười nói xem ra lần này đến phiên ta cho hứa diệp đi học rồi phim truyền hình không phải tốt như vậy chụp mà đoàn kịch ốc tuyên truyền trong hoạt động đạo diễn phùng nghiễm ba cùng diễn viên chính diệp triển bằng đám người cũng đều đón nhận phóng viên phỏng vấn phùng nghiễm ba bề ngoài nhìn qua trung thực nhưng trên thực tế cũng là xấu tính xấu tính có một cái phóng viên hỏi ngài là như thế nào nhìn hứa diệp tự biên tự diễn phim truyền hình võ lâm ngoại truyện đây phùng nghiễm ba mặt ngoài cười hì hì ngoài miệng lại nói ta biết rõ một cái ca sĩ nghĩ như thế nào đến tự biên tự diễn phim truyền hình này khó mà nói ta chúc hắn thành công đi lúc nói những lời này sau khi Phùng Nghiễm Ba dùng ngữ khí rất đặc biệt, nghe vào liền tràn đầy dẻo cực mùi vị. Cái này làm cho cái kia ký giả phỏng vấn là vẻ mặt hưng phấn. Hôm nay công việc nhiệm vụ cái này không liền hoàn thành. Bên cạnh, một cái khác phóng viên phỏng vấn là Diệp Triển Bằng. Diệp Triển Bằng nghe được Phùng Nghiễm Ba lời nói sau, liền biết rõ thái độ của Phùng Nghiễm Ba rồi. Người phóng viên này hỏi ngươi cảm thấy hứa Diệp không làm diễn viên, mà là đi tự biên tự diễn phim truyền hình, thấy thế nào? Miễn cười Diệp Triển Bằng nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyên nghiệp sự tình hay lại là giao cho chuyên nghiệp người đi làm so sánh được, trong nghề là có một ít tiền bối có thể tự biên tự điển, nhưng ta nghĩ, người này cũng sẽ không là hứa dịp. Nói xong câu đó sau, dịp triển bằng cảm giác hắn mở mày mở mặt rồi. Lần trước, độc tí đao, tuyên truyền phát hành thời điểm, hắn bị dày vò thập phần khó chịu, cũng không dám đi tiếp thu phỏng vấn. Đến một cái phỏng vấn thời điểm, thì có phóng viên hỏi ngươi sẽ hát dê Phật dầu sao? Đám này phóng viên thuần túy là gây chuyện. Mà từ hứa diệp tự biên tự diễn sau đó, cũng chưa có phóng viên hỏi lại những vấn đề này bây giờ hắn cũng coi như có thể ngẩng đầu ứng ngực tiếp nhận phỏng vấn ngày đó những thứ này phỏng vấn nội dung liền bị phát hành đến trên internet đưa tới mọi người nhiệt nghị dịp triển bằng những người ái mộ từng cái ở Weibo bộ phía dưới spam ví dụ như cái gì dịp triển bằng là một cái nghiêm túc đối đại tác phẩm tốt diễn viên loại lời nói này chủng loại hình spam quá thường gặp đám này những người ái mộ còn kém trực tiếp một chút danh hứa diệp nói hứa diệp không tôn trọng tác phẩm rồi đây là một phòng làm việc lớn này bên nhân viên làm việc rất nhanh chú ý tới trên mạng hot search, vội vàng đem chuyện này hồi báo cho Hứa Diệp. Hứa Diệp nói, không cần phải để ý đến, vấn đề không lớn. Tốt Hứa Tổng. Nhân viên làm việc nói. Chờ đuổi đi nhân viên làm việc sau, Hứa Diệp nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại là này Hoắc Chu đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Hoắc Chu hỏi Hứa Diệp, khi nào đến à? Chương 439, như vậy thì không khẩn trương hai. Này không phải ngày mai mới thu âm tiết mục sao? ta ngày mai sẽ đi qua, mấy ngày nay nhiều chuyện. Hứa Diệp cười nói. Hứa Diệp lời muốn nói tiết mục, là Hoắc Chu chủ trì một cái hưu nhàn loại game show, gọi là mọi người cùng nhau ăn, tiết mục. Cái tiết mục này mỗi một kỳ sẽ mời mấy cái khách quý, đem khách quý tủ lạnh cho dời đến trường quay bên trong, sau đó mở ra khách quý tủ lạnh. Cuối cùng mới là dùng trong tủ lạnh đồ vật làm đồ ăn, sau đó mọi người cùng nhau ăn. Lần này, võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch bên trong, hứa Diệp mang theo đường tư kỳ cùng Ngô Thái An đi tham gia cái tiết mục này, đi cho võ lâm ngoại truyện làm tuyên truyền được tới gọi điện thoại a à, hoắc chu cười nói sáng sớm ngày thứ hai hứa diệp liền mang theo ngô thái an cùng đường tư kỳ lên đường đi trước tiếp mục thu âm thành phố dọc theo đường đi đường tư kỳ dị thường hưng phấn nàng vẫn là lần đầu tiên cùng viện trưởng cùng đi thu âm game show đây chờ đến thu âm thành phố sau hứa diệp lại nhận được hoắc chu điện thoại hứa diệp ngươi cho tiếp mục tổ đưa tới vật này là cái gì a à, đồ chơi này là cầm hoắc chu giọng tràn đầy không tự tin Đúng nhưng không hoàn toàn là." Hứa Diệp nói. "Hắc Chu là vẻ mặt dấu hỏi a." Trước hắn chủ trì lưu lãng âm nhạc, thời điểm liền biết rõ Hứa Diệp người này có khuyết điểm. Có thể bây giờ nhìn lại, Hứa Diệp tật xấu này là càng ngày càng nghiêm trọng a. gogletac comer push Google tag, display dv gopler 16928546795040 Được rồi được rồi, ta trước hết để cho nhân đưa vào trường quay rồi, đến thời điểm chính ngươi tới chuẩn bị. Hoắc Chu nói. Sau khi cúp điện thoại, một bên Đường Tư Kỳ hì hì cười nói, "Viện trưởng, lần này ngươi chuẩn bị gì?" Hứa Diệp nói, "Chuẩn bị?" "Này còn cần chuẩn bị?" Đường Tư Kỳ đầu tiên là toát ra dấu hỏi, sau đó phản ứng lại. "Không sai, viện trưởng không cần chuẩn bị." Một bên Ngô Thái An là có chút khẩn trương. Đã 30 tuổi hắn, vẫn là lần đầu tiên ra ngoài tham gia game show. Hay lại là mọi người cùng nhau ăn, loại này hấp dẫn game show thu âm game show cùng diễn xuất hay lại là không cùng một dạng ngô thái an cũng không biết rõ cụ thể nên làm cái gì hứa diệp thấy được ngô thái an khẩn trương sau nói chớ khẩn trương rồi ta đây có một buôn lỏng biện pháp ngươi có muốn hay không học ngô thái an nhất thời tinh thần tỉnh táo nói hứa đạo ngươi nói lúc này mọi người mới ra sân bay còn đứng ở cửa ra nơi này lui tới không ít người hứa diệp nhìn một chút bốn phía nói nhìn ta ngô thái an nghiêm túc nói từ lúc này hứa diệp đột nhiên nâng hai tay lên lên đỉnh đầu ba 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 chục mà bắt đầu tiếng vỗ tay lập tức vang lên rất nhiều người ánh mắt cũng hướng hứa diệp tụ đến hứa diệp trực tiếp hô lớn toàn thể ánh mắt hướng ta xem đủ nghe tới hứa diệp thanh âm sau ngô thái an nhân đã tê rần này cái gì xã ngưu thao tác a à? quả nhiên nghe được hứa diệp thanh âm sau vốn là một ít không có nhìn về phía hứa diệp nhân cũng đều hướng hứa diệp nhìn lại ngô thái an nhất thời cảm giác những ánh mắt này tựa hồ cũng đang nhìn hắn này để trong lòng hắn phi thường vô cùng sốt ruột, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hứa đạo, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy a? À? Bất quá, một bên đường tư kỳ lại phi thường hưng phấn. Nàng vẽ mặt sùng bái nhìn hứa diệp. Chờ tại chỗ ánh mắt của người sở hữu nhìn tới sau, hứa diệp hô lớn, ta nói một chuyện, mùa xuân đã tới, nhưng là mọi người không nên gấp gáp cởi thu khố, chú ý giữ ấm, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Được rồi, tản đi đi. Nói đoạn này lời nói thời điểm, hứa diệp giọng vô cùng tự nhiên, không có một chút đình trệ, cái này làm cho một bên Ngô Thái An cũng nhìn ngây người. Ngươi là thật một chút xả sợ cũng không có a. À. Trước mặt mọi người cũng có thể như vậy phải không? Trên thực tế, nếu như là diễn xuất lời nói, Ngô Thái An cũng dám như vậy, hắn tin độc cảm vẫn là rất cường. Có thể ngươi thật để cho hắn ở trong hiện thực sinh hoạt như vậy, hắn là không dám. Đây cũng quá xấu hổ đi. Nghe được Hứa Diệp lời nói sau, bốn phía vang lên một tràng cười. Có vài người nhìn về phía ánh mắt của Hứa Diệp hãy cùng nhìn kẻ ngu như thế có vài người chính là cười một tiếng sau đi nha hứa diệp nhìn về phía ngô thái an ngươi cũng tới một lần muốn kêu cái gì liền kêu cái gì ngô thái an có chút lo lắng nói hứa đạo muốn không hay là thôi đi ta không khẩn trương ngươi nói chuyện cũng nói lắp trả không khẩn trương ngượng ngùng đúng không tiểu đường tới cho ngươi ngô ca biểu diễn một lần hứa diệp thuận miệng nói sau đó ngô thái an liền thấy đường tư kỳ thuần thục chạy mấy bước đến bên cạnh sau đó học hứa diệp mới vừa rồi động tác tới qua một lần đợi đến cuối cùng, đường tư kỳ hô lớn, ta có một vấn đề, các ngươi tại sao đều ở chỗ này à? Các ngươi tại sao không đi trạm xe lửa à? Bốn phía một đám hành khách cũng bối rối. Ta mẹ hắn ngồi máy bay tới ta không ở nơi này ta có thể ở đâu? Tiểu tử ngươi so với mới vừa rồi cái kia gọi ta là đừng cởi thu khố còn có khuyết điểm. Đường tư kỳ hô xong sau, liền đi tới hứa dịp bên người, vẻ mặt hưng phấn nhìn chầm chầm ngô Thái An. Cái ánh mắt kia thật giống như đang nói tới phi ngươi. Ngô Thái An nói, như vậy thật có thể không? ta ta cảm giác khẩn trương hơn. Hứa Diệp nói, ngươi không thử một chút ngươi thế nào biết rõ đây. Nhìn Hứa Diệp cùng ánh mắt của đường Tư Kỳ, Ngô Thái An không chống nổi. Hắn cảm giác hắn nếu như hôm nay không gọi ra, này hai người sẽ không để cho hắn đi nha. Ngô Thái An cắn răng một cái, quyết tâm. Kêu liền kêu đi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi mấy bước sau liền bắt đầu vỗ tay. Sau đó một đám người lại nhìn lại. Lần này tất cả mọi người hết ý kiến. Mới vừa rồi liền hai kẻ ngu ở nơi này kêu, cái này còn có cái thứ ba đây nhìn tới sau đó mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tam kẻ ngu tiếp cận một khối ở những người này ánh mắt nhìn tới sau ngô thái an cảm giác trái tim của hắn đều nhanh muốn từ ngực nhảy ra ngoài cũng may hắn mang khẩu trang nếu không những người này đã có thể thấy hắn đỏ lên gò má rồi lúc này ngô thái an hô lớn toàn thể ánh mắt hướng ta xem đủ ta nói một chuyện nói xong câu đó sau ngô thái an ánh mắt xéo qua thấy được sân bay nhân viên làm việc đã hướng hắn đi tới này nếu không nói liền không có cơ hội nói rồi ngô thái an đại não nhanh chóng vận chuyển sau đó nhanh trí hô lớn cho mọi người bái niên đi nói xong ngô thái an trả lại cho đại gia hỏa cuối mình vái chào làm xong hết thảy các thứ này sau hắn chạy mau đến hứa diệp bên người hứa đạo ta được rồi ngô thái an hấp tấp nói hứa diệp nói vậy thì đi không đi nữa bảo vệ tới hứa diệp kéo ngô thái an cánh tay liền chạy ra phía ngoài đường tư kỳ cũng đi theo đám ba người đến bên ngoài sau hứa dịp hỏi trả khẩn trương sao? Ngô Thái An chậm rãi nói, không khẩn trương. Chương 440, ngươi đang ở đây trong tủ lạnh nuôi cá A. Bây giờ Ngô Thái An chỉ cảm thấy thập phần xã hội, đâu còn quan tâm cái gì có khẩn trương hay không A. Mấu chốt nhất là, hắn cảm thấy hắn đại não cũng héo rút. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại có một tia thoải mái cảm. Thì ra đại não héo rút thật sẽ thoải mái A. Không nghĩ tới hứa đạo sinh hoạt vẫn luôn như vậy kích thích. Ngô Thái An sống 30 năm, lần đầu có một loại buông lỏng cảm giác hắn cẩn thận suy nghĩ một chút thực ra rất nhiều lúc cũng không cần thiết sống mệt mỏi như vậy làm người bệnh tâm thần cũng rất tốt lúc này tiếp một tổ nhân viên làm việc chú ý tới hứa diệp bọn họ nhanh chóng chạy tới công việc này nhân viên là một cái tiểu cô nương nhìn qua trả rất trẻ thấy hứa diệp sau nàng trước hỏi xin hỏi là võ lâm ngoại truyện đoàn kịch người sao hứa diệp nói từ tiểu cô nương đưa nàng giấy hành nghề cho hứa diệp phô bày một chút sau nói ta là, mọi người cùng nhau ăn, tiết mục tổ, mời các ngươi đi theo ta. Lúc nói chuyện, tiểu cô nương trả đánh giá ba người này. Tất cả mọi người mang khẩu trang cùng cái mũ, nhưng rất nhanh thì nàng nhận ra hứa dịp. Sau đó nàng lại nhận ra đường tư kỳ, về phần ngô thái an, nàng lúc trước cũng không nhận ra, nhưng cũng có thể căn cứ phương pháp bài trừ chắc chắn người này chính là vị thứ ba khách quý. Đều nói hứa dịp có khuyết điểm, còn lại hai người nhất định là bình thường, tư kỳ muội muội nhìn qua thật rất điềm đạm a à. Tiểu cô nương nội tâm vai diễn nhiều vô cùng, dọc theo đường đi cũng ở suy nghĩ lung tung. Googletac.com.vr.push, Funtion Google Display, DV, GP, Tac, Chờ nàng đem hứa dịp ba người dẫn tới tiết mục tổ xe bên cạnh sau, tiểu cô nương chỉ cửa xe nói, ba vị mời lên xe đi. Đường Tư Kỳ lập tức nhìn về phía hứa dịp. Ngô Thái An lập tức công khai, hắn cũng nhìn về phía hứa dịp. Tiểu cô nương này trong lòng nhất thời thầm nói, quả nhiên, hứa dịp già vị là cao nhất, tư kỳ muội muội cùng ngô thái an cũng muốn để cho hứa diệp lên xe trước nàng vừa nghĩ tới sau đó liền nghe được hứa diệp thanh âm phiền toái đem sở hữu cửa xe cũng mở một chút lại đem cốc sau mở ra tiểu cô nương sửng sốt một chút nghi ngờ nói này nàng vốn là muốn hỏi một chút nguyên nhân nhưng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy mở liền biết nàng cho tài xế nói một tiếng sau đó chiếc này thương vụ xe môn cùng cốc sau liền cũng mở ra sau đó tiểu cô nương này liền thấy hứa diệp đi thẳng tới phía sau xe từ cốc sau khối kia lên xe. Tiểu cô nương nhất thời trợn mắt hốc mồm. "Không phải, ngươi đùa thật à?" Phải nói hứa Diệp từ cốc sau lên xe, tiểu cô nương này lúc trước xem qua lưu lãng âm nhạc, nàng cũng không phải là không biết rõ. Có thể vấn đề đó là game show a. À. "Ngươi trong hiện thực cũng như vậy chơi đùa à?" Nàng vội vàng nhìn về phía Đường Tư Kỳ cùng Ngô Thái An. Hai người này khẳng định không phải như vậy. Sau đó nàng đã nhìn thấy Đường Tư Kỳ theo sát hứa Diệp nhịp bước từ cốc sau lên xe. "À, Giờ khắc này, tiểu cô nương này đầy đầu dấu hỏi. Tư kỳ muội muội, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Ngô Thái An cũng bước ra một bước, bước này là đi về phía cửa xe. Tiểu cô nương thấy một màn như vậy, cuối cùng là cảm giác cái thế giới này bình thường một chút. Đúng không, làm sao có thể cũng với hứa diệp như thế đây? Đang lúc nàng suy nghĩ, Ngô Thái An liền xoay người đổi phương hướng, cũng hướng cốc sau đi tới, sau đó cũng từ cốc sau tiến vào. Tiểu cô nương này hoàn toàn mộng ép. Ngươi vừa nãy là do dự a? nàng vẽ mặt không lời nói, các ngươi tại sao cũng từ cốt sau lên xe à. Hứa Diệp nghiêm túc nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu cô nương trầm mặt. Đường Tư Kỳ cùng Ngô Thái An cũng nhìn chầm chầm công việc này nhân viên, sau đó làm một cái mời thủ thế. Tiểu cô nương trầm mặt một hồi lâu sau nói, ta thử một chút đi. Đợi mọi người tất cả đều sau khi lên xe, hàng trước bác tài đem cửa xe toàn bộ đóng lại, lẩm bẩm trong miệng, xe này môn lại không cần trả thế nào cũng phải mở ra làm gì, có khuyết điểm buồn xe nội khí phân có như vậy một tia quỷ dị. Ngược lại ai cũng đừng nói người nào. Không lâu lắm, đoàn người đã đến trường quay. Hoắc Chu cũng nên đón hứa dịp bọn họ. Mọi người giới thiệu lẫn nhau sau, hơi chút nghỉ dưỡng sức một chút liền bắt đầu thu âm tiết mục. Trường quay bên trong, đã để ba máy tủ lạnh. Dựa theo tiết mục tổ quy cũ, dưới bình thường tình huống, là thực sự sẽ đi ngôi sao trong nhà đem tủ lạnh cho chở tới. Trừ phi thật khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ là ngôi sao tủ lạnh là cố định ở trong tường không có cách nào mang đến, mới có thể ở trường quay bên trong làm một cái cao bắt trước tủ lạnh. Nơi này ba mấy tủ lạnh, cũng xác thực đều là từ hứa dịp bọn họ tam người trong nhà chở tới. Ngược lại tất cả đều là cho võ lâm ngoại truyện, làm tuyên truyền, mọi người hy sinh một chút cũng không có vấn đề. Cái tiết mục này dù sao cũng là một cái cùng ăn có liên quan tiết mục, tự nhiên không thể nào không có đầu bếp trấn giữ. Ngoài ra còn có một chút phụ trợ khách quý, Mấy cái này khách quý tương đương với bên ngoài sân nhân viên, ló mặt cơ hội không nhiều. Này cái vị trí, thực ra cũng là cho một nhiều chút tiểu minh tinh gia tăng ra ánh sáng vị trí. Ngày đó, tiết mục liền thu âm kết thúc. Chỉ bất quá, thu âm hết tiết mục sau, tiết mục tổ kia tam danh đầu bếp tất cả đều bị hứa dịp cho làm trầm mặt. Này đồng thời tiết mục, thật là bọn hắn thu âm quá điều kỳ quái nhất đồng thời rồi. Ngày đó, mọi người cùng nhau ăn, tiết mục liền bắt đầu rồi biên tập. Ngày thứ ba là thứ bảy, tiết mục cũng sắp ở tối hôm đó 8 giờ phát hình. Mọi người cùng nhau ăn cỡ thứ năm tiết mục thu âm xong sau, liền cho hứa dịp bọn họ quay chụp một ít tuyên truyền vật vật liệu. Ở mở màn chiếu trước ngay tại trên mạng tuyên truyền đứng lên. Đám bạn trên mạng khi nhìn đến những thứ này tuyên truyền sau, nhất thời vui vẻ. Viện trưởng lại đi hoắc chu tiết mục, lần này chơi thật khá. Ai có thể không hiếu kỳ viện trưởng tủ lạnh là hình dáng gì đâu rồi, ta có thể quá hiếu kỳ rồi. Ha ha ha. Tối thứ sáu bên trên ta phải nhìn. Cái này Ngô Thái An là ai à? Theo trên mạng thảo luận, Ngô Thái An danh tự này cũng dần dần bị mọi người nhớ. Ngô Thái An, ở Võ Lâm Ngoại truyện, bên trong đóng vai Lữ khinh Hầu. Tiên Vân truyện, bên kia, là không coi này là chuyện. Cho tân kịch làm tuyên truyền bên trên game show có thể quá bình thường, bọn họ gần đây cũng ở đây để cho diễn viên bên trên game show tiến hành tuyên truyền đây. Hơn nữa bọn họ đi những game show đó, hay lại là một ít cấp bậc cao hơn game show. Mọi người cùng nhau ăn cái tiết mục này, phát ra lượng bên trên cùng những game show đó còn có một chút chênh lệch. Đến lúc thứ sáu thời điểm, tiết mục tổ là thả ra một ít biên tập ngoài lề. Bên trong biên tập rồi một đống lớn tăng danh đầu bếp khiếp sợ biểu tình, không nói gì biểu tình vân vân. Cái này làm cho đám bạn trên mạng nhìn phải là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không phát giấy tráng phim cũng đừng thả dự đoán. Tức cơ hờ Tết ta mất, lại còn phải đợi một ngày. Viện trưởng trong tủ lạnh rốt cuộc có cái gì a? À? Sẽ không biên tập cũng đừng cắt, đem bản đầy đủ thả vân bàn tự chúng ta download đi hỏa hoa viện bệnh nhân môn từng cái càng là trong mong ngóng trong. Ở mọi người trong khi chờ đợi, cuối cùng đã tới thứ bảy 8 giờ tối. Mọi người cùng nhau ăn, chính thức phát hình. Lúc này, Ngô Thái An trong nhà, hắn và lão bà ngồi chung ở trên ghế salon, tiểu nữ nhi là ngồi ở tại bọn hắn hai trung gian. Ngô Thái An nữ nhi năm nay mới vừa bên trên tiểu học, trong nhà áp lực có thể tưởng tượng được. Cũng may quay chụp ở võ lâm ngoại truyện kiếm này nhất bút tiền đóng phim, để cho hắn gần đây là không có gì kinh tế áp lực lúc trước hắn chụp xong một bộ kịch liền nhanh đi đuổi cuộc kế tiếp rồi nào còn có thời gian nghỉ ngơi a à, chớ nói chi là còn vì cho kịch làm tuyên truyền khắp nơi đi công tác hôm nay hắn và lão bà đều không sao lão bà liền nói chính ngắm nghía cẩn thận hắn thu âm game show này dù sao cũng là ngô thái an lần đầu tiên đi tham gia game show thu âm đối với lão bà đề nghị ngô thái an vốn muốn cự tuyệt nhưng này là không có khả năng thành công sau đó bây giờ mọi người liền ngồi chung ở trên ghế salon bắt đầu nhìn tiết mục Tiếp mục mở màn chiếu sau, đợi sau khi kết thúc, tiến vào giấy tráng phim thâu. Ngô Thái An lão bà cười nói, ngươi còn rất lên sóng. Ừ, Ngô Thái An ngượng ngùng nói. Chương 441, ngươi đang ở đây trong tủ lạnh nuôi cá A. hai Mà bây giờ, Lưu Đình Khoa chuyên chú với game show, là một cái game show già. Lưu Đình Khoa cũng tự giới thiệu mình, mọi người khỏe, ta là huyễn âm thiếu niên Lưu Đình Khoa. Đầu tiên hoan nghênh theo võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch các nhân viên đi tới chúng ta trường quay nói xong những thứ này sau lưu đình khoa là nhìn về phía hứa diệp hứa diệp cho mọi người làm một tự giới thiệu mình đi hứa diệp chậm rãi nói mọi người khỏe ta là hứa diệp không được cái này không đúng lưu đình khoa nghi ngờ nói kia không đúng hứa diệp nói người trước mặt đi theo cái huyễn âm thiếu niên so với ta có khí thế lúc này quy quy video bên này mọi người cùng nhau ăn video mở màn chiếu sau đã sớm có một nhóm lớn người xem tiến vào mọi người nghe được hứa diệp nói chuyện sau lập tức phát khởi đạn mạc cái quỷ gì a à? Ngươi hảo hảo tự giới thiệu mình có được hay không a à? lưu đình khoa đó là thật có tổ hợp phải đem tổ hợp tên treo trước mặt ngươi đang làm cái gì viện trưởng ngươi trước mặt thêm không được tiền tố trong màn đạn mọi người thảo luận thập phần vui vẻ lúc này con mắt của hứa diệp sáng lên nói ta nghĩ tới rồi hắn cười nói mới vừa rồi khi đoạn bóp xuống ta trở lại một lần lần này hứa diệp lộ ra túng túng biểu tình hướng về phía ống kính nói mọi người khỏe ta là zsj hứa hỏa hoa nha nha, sực rờ. Nói xong lời cuối cùng, hứa Diệp còn làm một lạnh lùng thủ thế. Vị đúng rồi. Chính là cái mùi này. Mặc dù hoàn toàn không biết rõ hứa dịp đang nói gì, nhưng chính là cảm giác rất có khí thế. Ha ha ha. Đoạt măng A, Lưu Đình Khoa mặt đều đen rồi. Đạn mặt lăn lộn không ngừng. Googletac.com.vush, Funtion. Google, Google tắc, Display, DV, GP, 16928546795040 mọi người coi như là phát hiện, hứa dịp thu âm game show có thể rất có ý tứ rồi. Lưu Đình Khoa nghi ngờ nói, có khí thế là có khí thế rồi, nhưng là hứa hỏa hoa ý tứ ta có thể hiểu được, ZSZZ lại vừa là. Hứa dịp nói, đây là một đại thủ mẫu tự. Dứt tiếng nói, Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa đều không còn gì để nói rồi. Ngươi mẹ hắn. Phòng làm việc tên cũng có thể trước mặt suýt đúng không? Trả mẹ hắn thủ mẫu tự. Ta cũng là phục cây. Hoắc Chu nhận lấy lời nói ra, đem lời đề chuyển tới trên người đường tư kỳ nhưng mà đến phiên đường tư kỳ giới thiệu thời điểm đường tư kỳ nói mọi người khỏe ta là sq đường tư kỳ sật rờ. Hoắc chu cùng lưu đình khoa lại ngây ngẩn hảo 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 chơi như vậy đúng không chờ đến phiên ngô thái an thời điểm ngô thái an vốn là dáng dấp liền văn chất nho nhã kết quả hắn vừa mở miệng liền nói mọi người khỏe nha nha ta là FJIL ngô thái an sật rờ. Hoắc chu cùng lưu đình khoa lại vừa là vẻ mặt mộng bức này mẹ hắn lại vừa là ý gì? Ngô Thái An giải thích, thanh quan ngu nhạc ý tứ. Ngô Thái An trong nhà. Tiểu nữ nhi vẻ mặt cổ quái nhìn về phía ba. Ba, mới vừa rồi người kia thật là ngươi sao? Ngô Thái An ngượng ngùng nói, là ta. Lão bà hắn ở một bên đã sớm cười ra tiếng rồi. Mới vừa rồi cái kia Ngô Thái An, cùng lúc bình thường Ngô Thái An khác nhau hoàn toàn, có đi một tí đặc biệt mị lực. Phía sau tiếp một bên trong, mọi người là trò chuyện một hồi liên quan tới võ lâm ngoại truyện, sự tình. Trái tiết mục này phía sau bản thân thì có quy quy video đầu tư, Hoắc Chu cùng hứa dịp quan hệ lại thích, cho võ lâm ngoại truyện, làm tuyên truyền, kia là hết sức chăm chú. Tán gẫu sau khi kết thúc, là đến mở tủ lạnh khâu. Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa đồng thời đứng dậy, đi tới bày ra tủ lạnh vị trí. Bọn họ mở ra trước là Ngô Thái An tủ lạnh. Ngô Thái An trong tủ lạnh cũng rất phổ thông, liền là bình thường người trong nhà đồ vật, có rau cải, thịt, món chính, thức uống vân vân một nhóm lớn đồ vật. Trong màn đạn, mọi người mỗi một người đều đang kêu đến vội vàng mở hứa diệp tủ lạnh cái tiết mục này thực ra hoàn toàn có thể nhanh vào xem phía sau nhưng mọi người không nỡ bỏ tăng tốc chủ yếu hứa diệp bự lời nói thật sự là quá nhiều đây nếu là tăng tốc lời nói nhất định sẽ bỏ qua một ít xuất sắc đồ vật chờ ngô thái an tủ lạnh sau khi xem xong lại mở ra chính là đường tư kỳ tủ lạnh ngô thái an cùng hứa diệp tủ lạnh đều là phổ thông đôi môn tủ lạnh mà đường tư kỳ chính là một cái song khai môn tủ lạnh lớn trên tủ lạnh còn có một chút hoạt họa dán giấy cùng tủ lạnh dán. Về phần trong tủ lạnh đồ vật liền tương đối ít. Đường Tư Kỳ cùng mẫu thân quách giao thường thường chạy ở bên ngoài, trong nhà tủ lạnh đương nhiên sẽ không thả quá nhiều đồ. Ngăn đá bên trong ngược lại là còn có một chút đông đến cục thịt, nhưng đường Tư Kỳ đã quên thả bao lâu. Chờ đường Tư Kỳ tủ lạnh sau khi xem xong, là đến nơi này hứa dịp. Hứa dịp tủ lạnh vẫn là lấy trước trong nhà dùng. Làm hoắc chu đem tủ lạnh bên ngoài che cái lồng lấy xuống sau, hứa diệp tủ lạnh là xuất hiện ở mọi người trước mắt chỉ thấy tủ lạnh trên cửa, dán một tấm A4 giấy. Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa lập tức nhìn về phía tờ giấy này, thấy trên giấy nội dung sau, hai người đồng loạt nhìn về phía hứa Diệp. Lúc này, ống kính cũng cho trên giấy một cái đặc tả. Chỉ thấy trên giấy viết là một cái tên là thủ pháp khẩu quyết đồ vật. Bên trong viết tuân kỹ thủ pháp, tôn trọng người khác, chăm chỉ lao động này một ít câu, phi thường công chính năng lượng. Viện trưởng ngươi là thật hợp pháp a. Chính vụ tài khoản thật không có bạch chú ý. khiếp sợ hứa dịp lại ở trên tủ lạnh dán loại vật này. Làng giải trí nhất thủ pháp minh tinh, không ai sánh bằng. Các khán giả thấy một màn như vậy cũng vui vẻ. Căn bản không nghĩ tới, này trên tủ lạnh trả dán cái vật này. Trong vòng giải trí phạm pháp nghệ sĩ có thể quá nhiều, ngược lại thì lộ ra hứa dịp như vậy không bình thường. Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa cũng không có ở cái đề tài này bên trên TR, A Cứu, dở mấy trò đùa sau liền bóc đi qua. Cái đề tài này có chút nhạy cảm. Lúc này, Hoắc Chu cười nói, mọi người là nghĩ xem trước ngăn đá hay lại là ngăn mát. Một danh đầu bếp nói, ta muốn nhìn ngăn mát. Mấy người khác cũng cũng không có ý kiến. Được, chúng ta đây trước hết nhìn ngăn mát. Hoắc Chu đem cửa tủ lạnh chậm rãi kéo ra. Chỉ bất quá, làm mọi người thấy trong tủ lạnh đồ vật sau, nhưng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hứa dịp trong cái tủ lạnh này đồ vật phi thường bình thường. Ngăn mát bên trong chính là rau cải trái cây, còn có một chút chai chai lọ lọ chứa nước tương, cùng với trứng gà loại đồ vật mấy cái đầu bếp cũng có chút ngoài ý muốn cái này không đúng à hứa dịp tủ lạnh làm sao sẽ như vậy bình thường đây Hoắc chu quét mắt qua một cái về phía sau ánh mắt rơi vào phía dưới đại ngăn kéo bên trên này đồ bên trong không thấy rõ là cái gì hắn cười nói chúng ta tới nhìn một chút cái này trong ngăn kéo là vật gì không dứt tiếng nói Hoắc chu đem ngăn kéo chậm rãi kéo ra ngoài cái này ngăn kéo thế nào cảm giác có chút nặng à Hoắc chu tâm lý thầm nói chờ hắn đem ngăn kéo kéo ra hơn phân nửa sau cả người đều ngây dại. Trong ngăn kéo múc đầy thủy. Một con cá trả ở bên trong bơi lội. Người tốt. Người đang ở đây trong tủ lạnh nuôi một con cá A. À. Tủ lạnh quả thật có thể nuôi cá, dưỡng tầm vài ngày không vấn đề gì, thời gian dài không được, mọi người có thể lục soát một chút, sau đó ta thu thập không sai việc lắm, bắt đầu ngày mai trả thiếu càng. Video đã up lên kênh ít nha mầm non. Chương 442, đội ngu xong rồi một. Hứa dịp tủ lạnh là tiết mục tổ chuyên môn phái người vận chuyển đi qua cầm. Chuyên chở thời điểm tự nhiên không thể nào đem toàn bộ tủ lạnh trực tiếp dọn đi, mà là trước đem đồ bên trong lấy ra, đặt ở chuyên dụng hòm giữ nhiệt bên trong, sau đó đem tủ lạnh đơn độc bỏ túi, sau đó ở trường quay phục hồi như cũ bên trong trưng bày. Những người vận chuyển đó đang đánh mở hứa dịp tủ lạnh sau, nội tâm cũng là mộng bức. Này tủ lạnh là có thể nuôi cá, có thể không cần phải a. À. Tiểu tử ngươi cũng là tuyệt. Vì đem trong tủ lạnh đồ vật dời chở tới đây, còn phải bảo đảm bên trong cá bất tử, đám này người vận chuyển cũng mất một phen công phu thu âm hiện trường người sở hữu, cũng không biết rõ trong tủ lạnh rốt cuộc có vật gì. Chỉ có còn lại nhân viên làm việc tương đối rõ ràng. Thu âm đoạn này thời điểm, hậu trường đạo diễn đã sớm cười ra tiếng rồi. Hắn sẽ chờ chụp mọi người phản ứng đây. Lúc này, hậu kỳ nhân viên làm việc ở trong đầu mọi người bên trên còn làm một cái dấu chấm than. Tam danh đầu bếp trực tiếp đứng lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn hoắc chu kéo ra ngoài cái này ngăn kéo. Bọn họ nhân cũng đã tê rần. Không hổ là viện trưởng A, trong tủ lạnh dưỡng một con cá còn đi googletac com posh push Funtion Googletac Display DV GP Ad Ta mới vừa đi thăm dò một chút, thật giống như thật có thể nuôi cá, chính là thời gian không nên quá trưởng, cá chủng loại cũng có hạn chế. Viện trưởng có thể hay không cho cá nói lời xin lỗi a? À? Nếu như ta cá còn không bằng cờ hờ, tết đi coi như xong rồi. Đạn mạc lăn lộn không ngừng. Các khán giả cũng cười điên rồi mọi người cùng nhau ăn, cái tiếp mục này đã phát hình rồi chừng mấy cuối mùa rồi, đây là lần đầu từ khách quý trong tủ lạnh lấy ra sống đồ vật. Hoắc Chu trầm mặt một hồi lâu sau, chậm rãi nói, Hứa Diệp, ngươi nghĩ như thế nào? Không kịp ăn liền nuôi. Hứa Diệp nói. Ô hát. Khóe miệng của Hoắc Chu kéo ra. Hứa Diệp hỏi kia cá còn sống không? Hoắc Chu đưa tay ra, đụng một cái con cá này. Cá đã không thế nào động. Hình như là không quá được rồi. Hoắc Chu nói. Hứa Diệp lập tức đứng lên hướng tủ lạnh đi tới, đến bên cạnh sau hắn thấy con cá này đã không động đậy rồi, mặc dù còn không có cái bụng hướng lên trên, phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hứa Diệp vẻ mặt tiếc hận nói, khi cá xong rồi. Giúp tiếng nói, Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa sắc mặt đều là đại biến, Hoắc Chu trực tiếp đi lên bưng kính miệng của Hứa Diệp. Lời này không thể nói bậy bà a, à, Hoắc Chu vội vàng nói. Chủ yếu Hứa Diệp lúc nói những lời này sau khi, nói là bên trong cá, bên trong cá xong rồi. Chính là nội ngu xong rồi. Người tốt, Trường hợp công khai nói cái này. Ha ha ha. Viện trưởng ngươi đoạt măng A. Không việc gì nội ngu còn có viện trưởng ở, tạm thời hết không được. Có vấn đề sao? Bên trong cá chính là xong rồi A. Trong màn đạn, các khán giả cũng cho nhìn vui vẻ. Hứa dịp ngươi là thực sự dám nói A. Đoạn này, hậu kỳ tự nhiên cho kéo tiếng vào, làm sao có thể bóc xuống đây. Chờ hoắc chu buông tay ra sau, hứa dịp hay lại là vẽ mặt thành thật nói, kia cá không phải là xong rồi. Mở ngăn đá. Hoắc Chu trực tiếp tiến vào khâu kế tiếp. Mở ra ngăn đá sau, bên trong ngược lại là thật bình thường, đều là một chút thịt, còn có một chút bánh bao cùng bánh một loại đồ vật. Tủ lạnh toàn bộ mở ra sau, mọi người trở lại chỗ ngồi. Hoắc Chu cười nói, tất cả mọi người biết rõ, Hứa Diệp là một gã ca sĩ, nếu hôm nay Hứa Diệp đã tới hiện trường, chúng ta khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này, Hứa Diệp, người có muốn hay không cho mọi người hát một bài bài hát? Một bên đường tư kỳ lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình. Hứa Diệp nói, ta trước khi tới xác thực chuẩn bị cho mọi người rồi một ca khúc bài hát này liền do ta cùng tư kỳ muội muội ngô thái an đồng thời cho mọi người hát đi hoắc chu nói đạo diễn nói ngươi còn chuẩn bị như thế nhạc khí tới ngươi là phải dùng món đó nhạc khí nhạc đệm sao không sai hứa diệp nói ngô thái an trong nhà lão bà hắn nghi ngờ nói ngươi còn phải ca hát ngô thái an lúng túng cười cười nói vì phim truyền hình làm tuyên truyền hát chưa ra hình dáng gì bây giờ ngô thái an chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào nếu như quan lão bà nhìn coi như xong rồi, mấu chốt hắn nữ nhi cũng ở đây nhìn, chờ sẽ bài hát này, hát thời điểm thật sự là có chút thả bay tự mình a. À. cha uy nghiêm khó mà nói sẽ không có. đang xem tiếp mục các khán giả ở sau khi nghe được tin tức này, cũng đều kích động. dĩ vãng tiếp mục bên trong cũng có như vậy thôi, nhưng mọi người thực ra đều là tùy tiện hát mấy câu. đến phiên hứa diệp cũng không giống nhau, đây là cho hứa diệp thêm một cái khâu. tiếp mục cổ làm rất khá. sau này chỉ cần hứa diệp bên trên game show thì nhất định phải để cho hắn ca hát. Một cái ca sĩ không ca hát trả có thể làm gì? Làm nhanh lên một chút. Có chút mong đợi nữa nha. Đạn mạc giờ khắc này lại tăng nhiều hơn không ít. Hứa Diệp nhìn về phía đường tư kỳ hai người, hỏi đều chuẩn bị xong chưa? Đường tư kỳ hưng phấn nói, chuẩn bị xong. Nàng kêu rất lớn tiếng. Ngô Thái An là nhỏ giọng nói, chuẩn bị xong. Hiện trường các khách quý rối rít bắt đầu vỗ tay, mọi người cũng thật mong đợi. Nghe hứa Diệp hiện trường ca hát, cơ hội đúng vậy thường có. Nhưng mà lúc này, hứa dịp lại đi về phía hắn tủ lạnh. Hắn mở ra ngăn đá, từ bên trong đã lấy ra một bọc sâu thịt. Đây là trên mạng có thể mua được cái loại này bán thành phẩm đốt que thịt nướng, đều là đã tại cái thẻ bên trên chuỗi được, lấy ra ở trên lò nướng là có thể nướng ăn. Hắc Chu nhìn là trận mắt hốc mồm. Ba người kia đầu bếp cũng nghi ngờ. Lưu Đình Khoa hỏi Hứa Diệp, ngươi không phải ca hát sao? Cầm cái này làm gì? Hứa Diệp nói, các ngươi nhìn là được nắm này một bọc thịt xiên nướng, hứa dịp đi tới để hắn nhạc khí địa phương. Lúc này, cái này nhạc khí bên trên trả che một tầng không, không thấy được đồ bên trong. Hoắc Chu đám người thực ra trước liền bái kiến cái này nhạc khí, nhưng là đồ chơi này dám dấp theo chân bọn họ trong ấn tượng nhạc khí cũng có chút khác biệt. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám xác định đây rốt cuộc là đồ chơi gì. Hứa Diệp đem thịt xiên nướng cho Đường Tư Kỳ, hắn nhìn chầm chầm ống kính nói, sắp công bố là ta tự chế nhạc khí, đàn dương cầm thịt xiên nướng mấy. Dứt tiếng nói, Hứa Diệp đem che không vạch trần một máy hiển lộ ra, đây là một máy nhìn giống như điện đàn dương cầm máy. Sở Dĩ nói là giống như, bởi vì này đồ chơi chỉ có phím đàn vị trí là đàn dương cầm, những địa phương khác liền không phải. Trên thực tế, ở Hứa Diệp nói xong cái kia danh tự sau đó, chúng đầu người bên trên cũng đã toát ra dấu hỏi. Cái gì đồ chơi? Đàn dương cầm thịt xiên nướng máy? Người tới thật tốt nói một chút, đàn dương cầm cùng thịt xiên nướng là làm sao liên lạc đứng lên? Tại chỗ mọi người cùng đủ đứng dậy. Hướng cái này đàn dương cầm thịt xiên nướng máy đi tới. Hình ảnh cũng cho cái này đàn dương cầm thịt xiên nướng máy một cái 360 độ đặc tả, để cho các khán giả cũng có thể rõ ràng thấy này cái máy toàn cảnh. Hứa Diệp giới thiệu, mọi người mời xem, này máy là ta dùng một máy điện đàn dương cầm độ lại tới, gồm cả rồi đàn dương cầm cùng thịt xiên nướng chức năng, ta ở trước dương cầm phương này cái vị trí, gắn thêm một người nướng lò. Nơi này có ba cái nút ấn, cái nút này là chung quy nguồn điện, sau khi mở ra mở điện, cái nút này là lò nướng thịt chốt mở điện. Sau khi mở ra lò nướng thịt bắt đầu đun nóng, nếu như không khởi động lò nướng thịt lời nói, cũng có thể coi là một cái đàn dương tầm sử dụng. Từng cái phím đàn cũng đối ứng phía trên thịt xiên nướng vị trí, làm ta đè xuống phím đàn thời điểm, đối ứng thịt xiên nướng liền sẽ tự động xoay tròn. Đã úp video lên. Chương 443, nội ngu xong rồi. Hứa Diệp đưa tay, đừng Tư Kỳ lập tức cho hắn đưa một cây thịt xiên nướng. Hắn đem này căng thịt xiên nướng đặt ở lò nướng thịt bên trên, sau đó nhấn này căng thịt xiên nướng đối ứng vị trí phím đàn sau đó mọi người liền thấy, cái này thịt xiên nướng bắt đầu xoay tròn. Nghe tiếng đàn, nhìn đàn dương cầm xoay tròn, tam danh đầu bếp trầm mặt. Bọn họ tam làm nhiều năm như vậy đầu bếp rồi, từ chưa từng nghĩ có một ngày, đàn dương cầm có thể cùng thịt xiên nướng liên hệ tới. Cả mẹ hắn là một bên đánh đàn một bên thịt xiên nướng. Người mẹ hắn thật là một nhân tài. Làm hứa dịp đè xuống phím đàn thời điểm, livestream gian đạn mạc sôi trào. Ngoạ tào. Cái này cũng được. Đây mới gọi là âm nhạc một đám A. À cách cái đại phổ viện trưởng ngày nào cũng vậy rốt cuộc đang làm gì vậy đồ chơi này hắn là thế nào nghĩ ra được nhìn tiếp một người xem từng cái là trận mắt hốc mồm cái này nhạc khí là thực sự có chút vô cùng ngoại hạn cũng chỉ có hứa diệp có thể làm đi ra tiểu đường bên trên thịt xiên nướng được rồi đường tư kỳ đem từng cây một thịt xiên nướng sắp xếp đặt ở lò nướng thịt bên trên ngô thái an là tự giác đến trường quay lò bếp vị trí từ nơi đó làm đi một tí thịt nướng vật liệu tới mà hứa dịp là từ quần áo của hắn bên trong lấy ra một cái ly cao cổ, sau đó đem tiền tài trợ thức uống rót vào ly cao cổ bên trong. Chờ hết thảy các thứ này sắp xếp xong sau, hứa dịp ngồi ở trước dương tầm. Googlettac.com.vh, Google Googlettac, Display, DV, năm AC, bốn không. Trước mặt hắn trên cái giá, phân biệt để chén giả bộ thịt nướng vật liệu, cùng với một cái ly cao cổ. Lại trước mặt chính là một cái hình sợi dài lò nướng thịt. Này cái máy, cũng là hứa dịp trước quét trên địa cầu video thấy, tác giả là thủ công cảnh, hắn tiến hành đơn giản một chút sửa đổi luyện chế ra. Thủ công cảnh cái kia còn có bánh xe có thể chạy đâu rồi, hắn cái này ở trong phòng chơi đùa, sẽ không làm bánh xe. Ưu nhã, quá ưu nhã rồi. Thì ra vĩ đại đàn dương cầm gia đều có thể đổi nghề làm thịt nướng sư. Đây mới gọi là nghệ thuật hung đúc. Sa điều đám bạn trên mạng đã hoàn toàn hưng phấn. Này đồng thời tiết mục, thật sự là đại năng làm chuyện. Lúc này, hứa diệp nói, bắt đầu đường tư kỳ cùng ngô thái an cũng gật đầu một cái nhạc đệm tiếng vang lên mà cùng lúc đó hứa diệp cũng đạn tấu khởi đàn dương cầm lò nướng thịt bên trên thịt xiên nướng bắt đầu theo hứa diệp trình diễn xoay tròn hứa diệp trả một cái tay đánh đàn một cái tay khác bóc một cái thịt nướng vật liệu rắc vào thịt xiên nướng bên trên lúc này khói dầu cũng bay lên đã hết ý kiến rất lâu hắc chu cuối cùng là tìm được cơ hội hắn lập tức nói ta cảm thấy được cái này đàn dương cầm thịt xiên nướng máy còn có cải tiến không gian có thể đem chúng ta tổng tài quạt hút khói cũng gắn lên đi như vậy liền khói dầu cũng không có cái này tổng tài quạt hút khói là tiết mục tiền tài trợ một trong bất quá lúc này hứa diệp ba người cũng không lên tiếng ngô thái an lão bà thấy một màn như vậy sau nghiêng đầu nhìn về phía ngô thái an cái này bình thường hứa diệp cứ như vậy ngô thái an lão bà cuối cùng là không nhịn được hỏi ngô thái an suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói bình thường hắn không như vậy ngô thái an lão bà gật đầu một cái ta đã nói rồi đây nhất định là vì game show hiệu quả. Kết quả Ngô Thái An câu nói tiếp theo liền đi ra. Bình thường hắn so với cái này trả khoa trương. Ngô Thái An lão bà cũng trầm mặt. Lúc này, tiếng nhạc đã vang lên có một hồi. Tên bài hát cũng hiện lên trong hình. Bài hát này tên bài hát là ca khúc Người Chiên Cơm. Đây là một bài ở trên Internet đã từng lưu hành qua một đoạn thời gian ca khúc, hứa dịp cảm thấy thú vị, liền dứt khoát bắt được cái tiết mục này lên. Vừa nhưng cái tiết mục này tên tự kêu là mọi người cùng nhau ăn, vậy thì tới một bài ca khúc người chiên cơm đi thấy tên bài hát sau sa điêu đám bạn trên mạng mỗi một người đều vui vẻ không hổ là ngươi a à, bài hát này danh nhìn qua liền không bình thường lúc này đường tư kỳ dẫn đầu mở miệng trước trước cuộc đến lúc giờ cơm cơm khô người khô giờ cơm gian thứ nhất xong về tiệm cơm lúc ca hát sau khi đường tư kỳ thập phần nhanh nhẹn hoàn toàn không phải nàng dĩ vãng phong cách mấu chốt trong tay nàng thật đúng là nắm một cái inốt chậu cùng một cái mui nghe được cái này ca hậu Hiện trường các khách quý cũng cũng có chút kinh ngạc. Đường tư kỳ lần này, thật không giống nhau. Đường tư kỳ lúc này tiếp tục hát nói. Thấy cơm không làm không phải là người, làm no rồi mới có tinh thần. Hát xong hai câu này, đường tư kỳ dùng nàng ta bên tứ xuyên tiếng địa phương hô, ông chủ, còn không có làm ăn no trở lại một chậu. Nàng vốn là tứ xuyên nhân, nói tiếng địa phương quen việc dễ làm. Đạn mạc vào giờ khắc này, trực tiếp nổ. Ô ô ô! Nói chính là ta, ta chính là cơm khô người A ai không phải thì sao, đến một cái giờ cơm liền muốn cơm khô, không tới giờ cơm cũng muốn cơm khô. Căn bản ăn không đủ a. À. Sa điều đám bạn trên mạng nghe đường tư kỳ tiếng hát, nhìn là nồng nhiệt. Mấu chốt phía sau còn có một nhân một bên đánh đàn một bên thịt xiên nướng đây. Trong đó tấu sau khi kết thúc, lần này đến phi Ngô Thái An. Ngô Thái An một cái 30 tuổi nam nhân, hát bài hát này, thật sự là có chút hơi khó hắn. Nhưng hứa dịp muốn là vì khó khăn. Không thả bay tự thế nào ta đi đây. Ngô Thái An hát lên. Ta ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, ô hát ni gốt, làm sao còn có 5 phút mới đến điểm. Ngô Thái An lúc ca hát sau khi, khi là thế nào khôi hài làm sao tới. Hắn vốn là dáng dấp rất có dáng vẻ thư sinh, kết quả lần này liền tương phản dậy rồi. Tương phản cảm kéo căng. Hiện trường các khách quý từng cái cười nhanh muốn điên rồi. Lưu Đình Khoa ý vị vỗ bàn, cười căng bản không dừng được. Ngô Thái An trong nhà. Lúc này Ngô Thái An đã bưng kính mặt, cúi đầu không dám nhìn tới tivi hiện ở hắn tâm lý chỉ có một cảm giác chính là hối hận phi thường hối hận ngay từ đầu hứa diệp gọi hắn lúc ca hát sau khi hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng chờ đến phía sau lên phải thuyền giặt cũng không xuống được chỉ bất quá hắn vốn tưởng rằng lão bà cùng nữ nhi đều sẽ cảm giác cho hắn cái dáng vẻ kia quá choáng váng kết quả không nghĩ tới nữ nhi nhìn hắn ca hát lại kinh hỉ hô ba thật là đáng yêu mà nàng lão bà là cười nói ngươi xem ba ba của ngươi có phải hay không là rất vui vẻ a à? nữ nhi gật đầu liên tục nói ta cũng muốn cùng ba như thế vui vẻ. Ngô Thái An kinh ngạc nhìn nữ nhi. Lão bà hắn nhìn về phía hắn, đưa tay ra nắm tay hắn, lão bà trên mặt tràn đầy cưng chiều. Nàng đã không nhớ ra được Ngô Thái An lần trước như vậy buông lỏng là lúc nào rồi. Người trưởng thành thế giới luôn là phức tạp lại nặng nề. Ngươi nghĩ giống như một khí cầu như thế hướng chỗ cao bay thời điểm, luôn có sinh hoạt dẫn lực đem ngươi cho kéo xuống. Bây giờ tiếp một bên trong, Ngô Thái An hát bài hát, trên mặt chính là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ngu một chút thế nào? Ngô Thái An lão bà nhẹ giọng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Mặc dù mặt đã so với chậu đại, nhưng khẩu vị một chút cũng không kém, làm xong cơm còn muốn hay không tới thùng trà sữa trân châu. Hát thời điểm, Ngô Thái An trong tay trả ra dấu đối ứng động tác. Lúc này, ống kính cho đến hứa dịp. Hứa dịp một bên đánh đàn một bên hát, lò nướng thịt bên trên hơi khói phiêu tán. Tâm lý tâm buộc lên đếm ngược, trả không muốn ăn ngon cái gì. Đang ở quấn quyết thời điểm, cơm khô thời khắc tới bưng lên ta thao cơm, tỉnh lại đi cơm khô chi hồn. Hứa Diệp vẻ mặt vui vẻ đến hát, hát xong này ba câu sau, hắn hô, tam hai một, gõ. Chương 444, nội ngu xong rồi ba. Sau đó, đường tư kỳ nâng lên cái muỗng, gõ nổi lên trong tay y nốt chậu. Đông 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 thanh âm vang lên không ngừng. Thấy hứa Diệp ba người ở trên vũ đài chơi đùa dáng vẻ, các khán giả từng cái đều nở nụ cười. Đây cũng quá chơi thật khá đi. Cái gì ca khúc người chiên cơm a hy vọng trường học của chúng ta phòng ăn có thể thả bài hát này. Ta mới vừa cơm nước xong, nghe được cái này bài hát ta lại muốn ăn cơm. Bất kể, trước điểm cái thức ăn ngoài. Đạn mạc ở bài hát này bắt đầu sau, vẫn rất nhiều. Mà khi đường tư kỳ sau khi hát xong, hứa dịp ba người đồng thời hô, cơm khô nhân, cơm khô hồn, cơm khô nhân ăn cơm phải dùng chậu. Trừ đao đoạn thủy thủy trả lưu, chỉ có cơm khô giải thiên sầu. Cái khẩu hiệu này sau khi hô lên, xa điêu đám bạn trên mạng rối rít nói, đây mới là thích hợp ta lời răng mà lập tức đem cá tính ký tên đổi thành cái này. Hôm nay vòng tròn bằng hữu đặt trước. Bài hát này, thật sự là có một loại ma tính cảm giác. Trên võ đài, hứa Diệp trung đùi đắc ý đạn đến cầm, thỉnh thoảng cho thịt xuyên nướng bỏ ra thịt nướng vật liệu, xong chuyện trả bưng lên ly cao cổ uống một hớp bên trong thức uống. Đường Tư Kỳ cùng Ngô Thái An hai người chính là cầm trong tay cái muỗng cùng đũa, còn có y nốt chậu. Cái này sân khấu thấy thế nào thế nào quái. Đợi đến cuối cùng, Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa cũng không nhịn được lên sân khấu, cùng hứa dịp bọn họ đồng thời chơi tiếp. ai đây nhìn được a? À? lưu đình khoa cũng tìm cho mình một cái y nốt chậu, cầm ở trong tay vung. google.com/g.push. google.com/display/dv/ggac16928546795040 làm hứa dịp lại một lần nữa hô sông tam hai một sau. một đám người rối rít nắm cái muỗng gõ nổi lên y nốt chậu. đông 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 thanh âm vang lên không ngừng. sau đó mọi người cùng nhau hát lên rốt cuộc đến lúc giờ cơm, cơm khô người khô giờ cơm gian. Trên võ đài, một mảnh náo nhiệt. Một khúc sau khi kết thúc, Lưu Đình Khoa cười nói, thoải mái a. À. Đợi một hồi ta muốn ăn thêm mấy bát cơm. Tiếng nhạc lúc này đã dừng lại, hứa dịp đứng dậy đi tới lò nướng thịt với kiểm TR, ta trước tình huống. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Mọi người cũng đều bao vây lò nướng thịt bên cạnh. Ống kính cũng cho lò nướng thịt một cái đặc tả. Mắt trần có thể thấy, bên trong có chút thịt xiên nướng nướng tạm được, nhưng có chút thịt xiên nướng còn chưa có giải đông đây. Này chủ nếu là bởi vì đánh đàn thời điểm cũng chưa dùng tới toàn bộ phím đàn, tự nhiên có một ít thịt xiên nướng không có bị xoay tròn, bị nóng không đều. Hứa Diệp nói, nếu không các ngươi tiếp tục nhảy. Ta tiếp tục đạn. Đạn thuộc mới thôi. Hoắc Chu lập tức nói, như ngươi vậy quá phí sức, nơi này chúng ta có lò nướng, thả lò nướng nướng đi. Tiền tài trợ lò nướng lại tới. Mọi người là đem thịt xiên nướng bỏ vào trong lò nướng tiếp tục nướng. Sau đó khâu chính là ba người phân tổ, một cái đầu bếp phối một người ba giờ tổ ở giới hạn trong thời gian phân biệt dùng trong tủ lạnh đồ vật làm đồ ăn có chút khách quý không biết làm thức ăn đầu bếp liền phụ trách nấu ăn phân phối cho hứa diệp đầu bếp là thái sư phó trả rất trẻ hai người tới phòng bếp sau đó hứa diệp nói thái sư phó ta sẽ làm đồ ăn thái sư phó cười nói ta đây cho ta rửa rau thái thịt rửa rau là được thái thịt không cần hứa diệp nói thái sư phó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không thái thịt Hứa Diệp nghiêm túc nói, thức ăn không cần cắt, thịt muối cho ta cắt mấy miếng là được. Thái sư phó nghi ngờ trong lòng, cũng không nói gì nhiều, cứ dựa theo Hứa Diệp phân phó, đem một thức ăn phân biệt rửa sạch. Chỉ là rửa rau thời điểm, Thái sư phó nội tâm phi thường nghi ngờ. Hắn rửa rau có tỏi, khoai lang mật, phiên gia, củ cà rốt vân vân. Liên quan đến hắn rồi vài chục năm đầu bếp rồi, lại hoàn toàn không đoán được Hứa Diệp phải làm gì thức ăn. Ngươi nói là quái thức ăn đi, này cũng không giống a. À. Thái sư phó là càng rửa càng nghi ngờ đừng nói là hắn, Hoắc Chu cùng Lưu Đình Khoa cũng là mộng bức. Về phần các khán giả cũng giống như vậy. Căn bản không đoán được Hứa Diệp phải làm gì. Làm sở hữu thức ăn rửa sạch sau, Hứa Diệp trực tiếp lên nồi đốt dầu. Thái sư phó hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Hứa Diệp vẻ mặt tự tin nói, ngươi xem là được, bảo đảm ăn ngon. Trong màn đạn, các khán giả cũng thảo luận đứng lên. Viện trưởng phải làm cái gì? Hắn lần trước cái loại này cách làm khẳng định không được a, à, thời gian không đủ viện trưởng lần trước không thái thịt trực tiếp ở trong nồi thái thịt, có thể được là có thể được, nhưng là mất thì giờ, lần này có thời gian hạn chế. Thấy những thức ăn này, ta lại không biết rõ viện trưởng dự định làm gì. Lúc này, trong nồi dầu nóng. Hứa Diệp ném hai quả tỏi đi vào. Bước này không có vấn đề. Sau đó, Hứa Diệp đem cắt gọn mấy miếng thịt muối ném vào trong nồi. Bước này cũng không có vấn đề. Thái sư phó gật đầu liên tục. Đang lúc này, Hứa Diệp cầm lên một viên khoai lang mật, Hắn một tay cầm khoai lang mật, một tay cầm đao, hiện trường cắt mà bắt đầu. Cắt đi khoai lang mật khối trực tiếp rơi vào trong chảo dầu. À! Thái sư phó mộng ép. Này cái gì phối hợp à? Khoai lang mật làm sao có thể cùng thịt muối đồng thời làm đâu rồi, người mẹ hắn có bị bệnh không? Thái sư phó cảm giác hắn nghề dày công tu dưỡng gặp kiêu chiến. Hứa dịp cắt mấy khối khoai lang mật sau, đem còn lại khoai lang mật buông xuống, nói khoai lang mật không cần phải ăn nhiều, ăn ít một chút là được sau đó hắn liền cầm lên một cái cạnh cà chua, thái sư phó con mắt cũng nhìn thẳng, hắn tâm lý phản phất xuất hiện một cái thanh âm, cái thanh âm này hô lớn, không muốn a, à. nhưng đã không còn kịp rồi, hứa diệp trực tiếp tay xé cà chua, những thứ này cà chua vào trong chảo dầu, lúc này trong màn đạn tràn đầy dấu hỏi, câu hỏi, hứa diệp này là đang làm gì? không rõ ràng, nhưng nhìn qua không giống như là nhân ăn, có điểm không đúng a, à. ở mọi người thảo luận thời điểm. Hứa Diệp đem củ cà rốt cũng thêm vào trong nồi. Một bên Thái sư phó đã trầm mặt. Sau đó, Hứa Diệp lại lần lượt thêm vào rồi bằng nấm, ớt xanh, tiểu mễ cây. Làm Hứa Diệp đem hai quả chè sôi nước thêm vào trong nồi thời điểm, Thái sư phó cũng không nhịn được nữa. Hứa Diệp, ngươi thêm chè sôi nước làm gì a? À? Thái sư phó cảm giác bộ ngực hắn đều tại đau. Dù nói thế nào, trước Hứa Diệp dầu gì thêm vào là rau cải cùng thịt a? À? Thêm chè sôi nước khác nhau hoàn toàn a? À? Chè sôi nước làm món chính quá chán ngán vừa vặn cùng những thứ này rau cải trung hòa xuống. Hứa Diệp nghiêm túc nói. Thái sư phó mặt không chút thay đổi nói, cô hát. Hắn không nói. Hắn đã bình thường trở lại. Sau đó hứa Diệp lại tay xé đi một tí rau cải đi vào, trả tăng thêm từ đường tư kỳ trong tủ lạnh nhảy ra tới đậu phụ cây, từ ngô thái an trong tủ lạnh tìm tới hành tây, còn có bánh mật vân vân. Sau đó hứa Diệp trộn xào một chút liền châm nước đại hỏa bắt đầu nấu. Thái sư phó đứng ở phía sau, trên mặt là sống không thể yêu biểu tình hắn rất khó tưởng tượng này một nồi đồ vật làm được rốt cuộc là mùi vị gì. 10 phút sau, nồi đồ, đồ bên trong cũng nấu không sai biệt lắm. Hứa Diệp bắt đầu gia vị, trả lại cho bên trong đánh trái trứng hoa, tăng thêm một khối bánh bao đi vào. Quấy đều sau, Hứa Diệp tự nhủ, có chút khi rồi, được thu cái dịch. Sau đó Thái sư phó liền thấy Hứa Diệp cho trong nồi tăng thêm một muỗng bột ngô. Khốn kiếp a, thu dịch phải dùng tinh bột a, ngươi thêm bột ngô làm gì a? Thái sư phó nội tâm điên cuồng dẻo cật, nhưng người hắn đã phật hệ rồi, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc ta nhớ tới hứa dịp làm là gì, nhà ta cho heo y chính là cái này. Đồ chơi này nhà chúng ta làm xong sau, phải nói la 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 la. Này một nồi so với ta cuộc sống riêng trả loạn. Trong màn đạn, sa điêu đám bạn trên mạng cũng không nói gì. Liền không bái kiến làm như vậy cơm. Chương 445, nội ngu xong rồi bốn. Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, chỉ còn lại có cuối cùng một phút. Hứa dịp khí định thần nhàn đem trong nồi thức ăn trộn xào một chút, sau đó múc vào trong khay. Hứa thị tả bí lù, ra nồi. Làm mọi người thức ăn toàn bộ bưng đến trên bàn sau đó, còn lại hai cái đầu bếp đồng loạt nhìn về phía Hứa Diệp cái mâm. Bọn họ biểu tình đều rất cổ quái. "Đồ chơi này thật là nhân ăn không?" Hứa Diệp nói, "Mọi người nếm thử a, rất ăn ngon." Vừa nói, hắn cầm đũa lên trước ăn một miếng. Những người khác động cũng không dám động. Cuối cùng Hoắc Chu trước cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Sau khi ăn xong, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, "Thật ăn ngon." Lưu Đình Khoa khó tin nói, không thể nào. Hắn cũng cầm đũa lên nếm thử một miếng. Thật đúng là thật ăn ngon. Mặc dù bên trong nguyên liệu nấu ăn phối hợp là ngoại hạng một chút, nhưng chỉ cần gia vị đều được, cũng chưa có không thể ăn. Mà đường tư kỳ cùng Ngô Thái ăn thức ăn liền tương đối bình thường. Hai người bọn họ thức ăn đều là đầu bếp cho động thủ đốt. Thái sư phó cầm đũa lên cũng nếm thử một miếng hứa dịp thức ăn. Hắn tinh tế thưởng thức một chút sau, trầm mặt. Vạn vạn không nghĩ tới, làm được như vậy thức ăn, lại mùi vị tạm được đạn mặt bên trên, các khán giả nhiệt tình thảo luận. Sẽ không thật rất ăn ngon chứ. Không phải diễn xuất đến đây đi. Ai biết rõ đâu rồi, ngược lại ta không ăn. Google comg push Funtion. Googletac, Display, DV, GP, Ad, 169285467950400. Chân chính muốn ăn nhân đã bắt đầu làm, ta muốn bắt ta ra trong tủ lạnh đồ vật, cũng là một cái hứa thị tả bí lù. Chỉ mong mẹ ta biết đừng đánh ta. Lúc này, tiết mục cũng đến hồi cuối. Cuối cùng bình chọn đi ra nhất ăn ngon thức ăn tự nhiên không phải hứa thị tả bí lù. Dù sao hứa thị tả bí lù mùi vị là tạm được, nhưng là vẻ ngoài thật sự là khó mà tân bốc. Đường tư kỳ tiểu tổ thức ăn thu được hạng nhất. Làm tiết mục đến cuối cùng, Hoắc Chu hỏi hứa diệp, ngươi cái kia kịch tên gọi là gì tới? Hứa diệp nói, võ lâm ngoại truyện. Đây là Hoắc Chu cố ý tìm đề tài. Nghe vậy Hoắc Chu nói, đúng đúng đúng, các vị khán giả ký thời điểm được đến ở quy quy video bên trên thưởng thức cơ võ lâm ngoại truyện. Đây là một bộ cái gì kịch tới? Hứa dịp ba người đồng nói, ăn với cơm kịch. Không sai, võ lâm ngoại truyện chính là một bộ ăn với cơm kịch. Trên địa cầu, cho dù là cho tới bây giờ, rất nhiều người ở ăn cơm xong cũng sẽ mở ra võ lâm ngoại truyện tới giải buồn. Hoắc Chu Cao giọng nói, mọi người ăn cơm xong, nhớ thưởng thức võ lâm ngoại truyện. Mọi người cùng nhau ăn, tiết mục kết thúc. Buổi tối hôm đó, mọi người cùng nhau ăn cái tiết mục này lên hot search. Ngoài ra, võ lâm ngoại truyện cũng leo lên hot search. Trừ hai cái này hot search đề tài, hứa diệp cá nhân cũng có mấy cái hot search. Thậm chí cơm khô nhân cái từ này nhánh cũng leo lên hot search. Mọi người cùng nhau ăn cái này game show này đồng thời trực tiếp đại nổ. Này đồng thời danh tình cảnh cũng thật sự là quá nhiều, mọi người thảo luận căn bản không dừng được. Giống như hứa diệp một ít danh tình cảnh cũng bị biên tập đi ra, phát đến trên Internet. Các huynh đệ đi nhanh nhìn mọi người cùng nhau ăn kỳ mới nhất hứa diệp thật quá có bệnh. Xem ta cười không dừng được. Có hứa diệp quả nhiên cũng rất sung sướng. Mong đợi võ lâm ngoại truyện. Ta à, đối võ lâm ngoại truyện lần này rất có lòng tin, hứa diệp là lần đầu tiên làm đạo diễn, nhưng hắn chụp là mảnh hài kịch A. À. Hài kịch, hắn giỏi. Rất nhiều không có nhìn tiết mục dân mạng cũng bị đám bạn trên mạng thảo luận hấp dẫn, sau đó đi quy quy video nhìn lên bảng đầy đủ. Quan một cái nội ngu xong rồi đã đủ mọi người trò chuyện. Tràng này thảo luận ước chừng kéo dài chừng mấy ngày, mà quy quy video cũng tranh thủ cho kịp thời cơ trực tiếp chạy võ lâm ngoại truyện trạm trong tuyên truyền quy quy video cho uh, võ lâm ngoại truyện một cái dành riêng logo phía trên trừ một ít ảnh sân khấu ngoại còn có thể click hẹn trước bên cạnh trả biểu thị thực thì hẹn trước số người hẹn trước sau khi thành công mở màn chiếu thời điểm là sẽ tiến hành nhắc nhở làm cái này hẹn trước giao diện sau khi xuất hiện một ngày thì có hơn một triệu người hẹn trước mấy con số này đã thập phần kinh khủng đây là clip rồi hẹn trước nút ấn còn có rất nhiều người chỉ là nhìn một cái, cũng không có clip hẹn trước nút ấn. Lần này võ lâm ngoại truyện tuyên truyền hoạt động, đem tiên vân truyện bên kia cho nhìn ngây ngẩn. Còn có thể như vậy chơi đùa. Tất cả mọi người là bên trên game show cho tân kịch làm tuyên truyền, thế nào hiệu quả khác biệt lớn như vậy chứ? Tiên vân truyện bên này, diễn viên chính diệp triển bằng cùng mấy cái khác diễn viên bên trên game show, tối đa cũng thì có hai ba cái học search, bài danh trả không cao lắm. Kết quả hứa diệp bên này qua một cái nội ngu xong rồi liền lên học search tiền tam rồi, cái này còn không đoán những lời khác đề. Câu này nội ngu xong rồi thật sự là quá tổn hại rồi. Rất nhiều entertainment ông chủ sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hứa Diệp con đường đi tới này nhìn hắn khó chịu người cũng không ít. Nếu như cùng Hứa Diệp quan hệ tốt nhân sẽ cảm thấy Hứa Diệp đây là trêu chọc, thế nhưng nhiều chút trong tối cho Hứa Diệp sử dụng tới chướng ngại nhân, cũng cảm giác Hứa Diệp là đang mắng người rồi. Chủ yếu là bọn họ quả thật không làm ra cái gì thành tựu được. Tiền ngược lại là không ít kiếm, nhưng là hảo tác phẩm căn bản không lưu lại mấy cái. Tiên Vân truyện bên này, cuối cùng phân tích một chút, hay lại là cho là đợi mở màn chiếu sau đó mới nói. Bọn họ bộ này kịch nhưng là dẫm đạp tại thị trường đầu gió bên trên kịch, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn đặc hiệu có đặc hiệu, muốn nhiệt độ có nhiệt độ, còn có thể so ra kém một bộ tình cảnh hài kịch. Võ Lâm ngoại truyện mà, nghe một chút tên chính là Võ Hiệp. Bọn họ nhưng là Tiên Hiệp A. Tiên Hiệp làm sao có thể không làm hơn Võ Hiệp đây? Bên kia, hứa Diệp là nhận được nguyên khí các cô gái tin tức. Nói chuyện phím trong bầy, một đám thiếu nữ rối rít nói, rất lớn, chúng ta phải lên đường. Các nàng phải đi tham dự thu âm tiết mục lạc, thiếu nữ tỏa sáng. Đi ngang qua khoảng thời gian này chuẩn bị sau, cái này game show cũng chính thức bắt đầu thu âm. Hứa dịp cũng cho mọi người phát cái tin. Cố gắng lên. Nguyên khí các cô gái sẽ phải biểu diễn ca khúc thứ nhất, chính là trước kia hứa dịp vì các nàng chuẩn bị cái chủ đã ca. Biết rõ bài hát này là hứa dịp viết đều là người mình, hứa dịp cũng không lo lắng hắn tràn đầy ác thú vị bí danh kế hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói chuyện phím trong bầy trò chuyện sau đó, hứa dịp nhận được tiểu từ phát tới trai viết chat. Ta muốn ăn ngươi làm hứa thị tả bí lù. Tiểu từ hiển nhiên là nhìn tiết mục. Ngươi nghĩ đi. Hứa dịp nói. Tiểu từ phát cái sinh khí mem. Hứa dịp lại cho nàng phát một tấm đồ tới. Bức tranh này, là trước kia CCTV vượt năm dạ hội, nguyên khí thiếu nữ hát khỏe mạnh bài hát thời điểm, tiểu từ cùng hứa diệp một tấm hình chụp chung. Cái này chụp chung còn bị từ hứa như sinh những người ái mộ điên cuồng truyền bá bức tranh này ta cảm thấy rất đẹp mắt ta chuẩn bị khắc ở điện thoại di động sắt bên trên có thể không hứa diệp hỏi tiểu từ tim nhất thời thẳng thắn phanh nhảy lên thái độ này cũng quá rõ ràng đi có thể có thể tiểu từ trả lời chờ ta làm xong cho ngươi nhìn tuyệt đối rất kích thích hứa diệp nói được tiểu từ cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đem tấm này đồ đặt ở trong điện thoại di động rồi nghĩ tới nghĩ lui nàng còn giống như không có cùng hứa diệp chụp chung đây cùng tiểu từ trò chuyện xong sau, hứa dịp tiếp tục bắt đầu bận rộn công việc. Võ lâm ngoại truyện sắp mở màn chiếu, mà hắn bên này còn có một cái kế hoạch yêu cầu đi theo võ lâm ngoại truyện mở màn chiếu đồng thời khởi động. Thời gian cũng rất nhanh đi tới thứ sáu. Võ lâm ngoại truyện, chính thức mở màn chiếu. Chương 446, võ lâm ngoại truyện mở màn chiếu. Đáng nhắc tới là, võ lâm ngoại truyện mở màn chiếu thời gian xác thực cùng tiên vân truyện không kém mấy ngày. Này hai bộ kịch, ngay tại cùng một cái đang trong kỳ hạn đối hứa diệp dũng khí trong nghề nhân cũng rất bội phục rất hiển nhiên lần này là hứa diệp chủ động đánh ra muốn cùng thanh biểu giải trí chấp kép một lớp rồi bởi vì võ lâm ngoại truyện mở màn chiếu thời gian ở tiên vân truyện trước cho nên tối nay rất nhiều trong nghề nhân sĩ sự chú ý đều tập trung ở võ lâm ngoại truyện trên người tối nay người bình phẩm âm nhạc cảnh hy duyệt đang ngồi ở trong nhà phòng khách trên ghế salon bởi vì lại bị ba mẹ gọi tới ra mắt nguyên nhân cảnh hy duyệt về nhà bởi vì về nhà vội vàng nàng cũng không mang máy tính bảng Suy nghĩ tối nay, Võ Lâm ngoại truyện mở màn chiếu, liền dứt khoát ở nhà trên TV nhìn. Cái này trường an đài truyền hình vệ tinh, chính là an thành đài truyền hình kênh, ở cả nước bài danh tại trước 10 danh, không cao lắm cũng không đoán thấp. Dù sao trong đài truyền hình trước vài tên cũng mạnh vô cùng, đều là trước 10, cùng tiền tam chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Trường an đài truyền hình vệ tinh bằng vào thâm hậu văn hóa nội tình, có một nhóm ổn định người xem, nhưng trừ lần đó ra liền không có gì vương bài tiết mục. Google tắc, Display DV gập tờ, tác Cũng liền năm ngoái thời điểm, cự tin ngày mai, cái tiết mục này mới đại bạo nổ một lần. Cảnh Hy Duyệt ở TV trong kênh tìm một chút, mới tìm được nàng cho tới bây giờ cũng không có nhìn quá trường an đài truyền hình vệ tinh. Nàng mụ mụ đem một mâm trái cây đặt ở trên bàn trà, nói, hôm nay ra mắt như thế nào đây? Cứ như vậy chứ sao? Cảnh Hy Duyệt thuận miệng nói. Ngươi cũng trưởng thành rồi vừa nghe đến mẫu thân lại bắt đầu lải nhải đứng lên, cảnh hy duyệt vội vàng nói, mẹ ngươi chớ nói, ta phải làm việc. Ngươi không phải viết bình phẩm ca khúc sao? Xem tivi cũng coi như công việc. Mẫu thân không vui nói. Cảnh hy duyệt là nói xạo, ta cũng có thể đổi nghề làm người bình luận điện ảnh mà, đầu năm nay tự truyền thông không phải cái gì cũng biết chuẩn bị, được rồi được rồi, ngươi chớ nói, chuyên tâm xem tivi đi. Cảnh hy duyệt mẫu thân cũng ngồi ở trên ghế salon, hai mẹ con dứt khoát đồng thời nhìn. Rất nhanh, làm người cuối cùng sau khi kết thúc võ lâm ngoại truyện chiếu hình ảnh ngay từ đầu là đen thui sau đó xuất hiện đánh chữ quan tiêu từng cái văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh đã lâu không gặp ngươi đi đâu vậy à nha giang hồ giang hồ ở địa phương nào ta chỉ cho ngươi nhìn nhìn hàng chữ này nghe quen thuộc tiếng nhạc cảnh hy duyệt cuối cùng là đem hình ảnh cùng âm nhạc đối mặt đầu phim khúc bắt đầu sau đó hình ảnh lại một chuyển đi tới một cái rất sớm trước máy tính giao diện bên trên trên mặt bàn có từng cái đồ án, phân biệt viết nhà sản xuất, tổng thanh TR, a chế vân vân những tên này. Loại này giới thiệu phương thức có chút ý tứ. Cảnh Hy Duyệt tâm lý thầm nói. Đầu năm nay rất nhiều đoàn kịch danh sách nhân viên đều là trực tiếp xuất hiện ở đầu phim bên trong, không có gì thiết kế, cái này còn rất có sáng tạo. Sau đó, con chuột clip đồ án, đoàn kịch nhân viên giới thiệu xuất hiện, còn có kịch người bên trong vật. Theo từng cái kịch bên trong nhân vật xuất hiện, tiếng hát cũng vang lên. Ha, huynh đệ Cảnh Hy duyệt tâm lý đắc ý nói, ta đã đoán đúng. Nàng ở võ lâm ngoại truyện đầu phim khúc phát hành thời điểm, liền đã đoán trong này tiếng đinh đông âm là máy tính thanh âm nhắc nhở, bây giờ nhìn một cái quả là như thế. Chỉ là nhìn đầu phim, Cảnh Hy duyệt cũng cảm giác được, bộ này kịch tự hồ cùng nàng dự đoán đồ vật không cùng một dạng. Trung gian còn có một cái hình ảnh, Ngô Thái An giữ lại đầu trọc mặt âu phục đeo kính mát. À, này không phải cổ trang kịch sao? Làm sao còn có hiện đại ăn mặc? Chẳng lẽ có xuyên việt? cảnh hy duyệt tâm lý thầm nói bất quá nàng muốn cũng không có sai bộ này kịch bên trong tình tiết thật nhiều trong đó có một tập nói là mạc tiểu bối xuyên việt đến hiện đại thành phố điện ảnh để nhất hồi quách nữ hiệp nộ đập đồng phúc tiệm đông trưởng quỹ hay điểm lạc đường nhân cảnh hy duyệt cảm thấy cái này còn thật có ý tứ rất cổ phong hình ảnh đi tới đồng phúc khách sạn cửa ngay từ đầu hình dục xâm hình bộ đầu từ đồng phúc khách sạn cửa đi ra đông tư ngọc kéo lão hình không để cho đi thông qua hai người đối thoại lộ ra thư hùng song sát nhân vật này cùng thất hiệp trấn cái này bối cảnh. Toàn bộ phim truyền hình cảm nhận, cảnh hy duyệt thấy đến mức dị thường không tệ. Căn bản không có làm cậu thả cảm giác, trả rất tinh xảo. Nhất là Đông Tương Ngọc một cái quan trung lời nói, để cho người ta trả cảm thấy rất bình dị. Cảnh hy duyệt dần dần chìm vào vào nội dung cốt truyện bên trong. Sau đó, lão hình nói gặp được thư hùng song sát, tìm cơ hội chạy ra, kết quả phối bối cảnh âm là động cơ tiếng nổ. Trong hình trả lại cho lão hình một ít đặc hiệu, chạy thời điểm trả kéo ra khỏi tàn ảnh cảnh hy duyệt nhìn phải là sửng sốt một chút này cái gì vượt quá bình thường hòa âm a không hổ là ngươi a hứa dịp. sau đó đồng phúc khách sạn một đám người hồi đến khách sạn bên trong nhắc tới thư hùng song sát nhưng ở tại bọn hắn trò chuyện thời điểm hai cái mặt y phục dạ hành nhân đã tới bên ngoài khách sạn bạch triển đường chính trang bức nói mình không sợ kết quả trên nóc nhà vang lên một giọng nói đem mọi người tất cả đều dọa cho trốn vào dưới mặt bàn mặt một màn này nhìn cảnh hy duyệt nở nụ cười ngay cả một bên nàng mụ mụ cũng lộ ra nụ cười. Mà lúc này hình ảnh chuyển một cái, đến trên nóc nhà. Trên nóc nhà là hai cái mặt y phục dạ hành nhân, cảnh hy duyệt thoáng cái liền suy đoán ra đến, này hai người chính là thư hùng song sát rồi. Chụp phim truyền hình cũng là kể chuyện xưa, có chút tin tức cần để cho người xem có thể đoán được, có chút là không thể. Cảnh hy duyệt cảm thấy một khối này hứa dịp liền xử lý rất tốt, thật tự nhiên. Trên nóc nhà, hai cái nữ hiệp hàng huyên. Cảnh hy duyệt mụ mụ nói, này cũng không phải thư hùng song sát a, à, này không phải hai cái thư sao đóng vai quách phù dung diễn viên là đỗ sùng lâm cho đề cử đến là một cái không nổi danh tiểu diễn viên cái này diễn viên đem quách phù dung vẽ này tinh thần sức lực diễn rất tốt lúc này quách phù dung bên người người kia tháo xuống trên mặt che miếng vải đen à cảnh hy duyệt là vẻ mặt kinh ngạc vì vậy nhân lại là trần vũ hân trần tỷ lại làm nhân vật khách mời rồi đây cũng quá vui mừng đi võ lâm ngoại truyện bộ này kịch bên trong có thể đóng vai nhân vật có thể quá nhiều Hứa diệt trên căn bản cũng cho an bài, chỉ cần diễn không phải đặc biệt kém, hiện trường chăm sóc huấn luyện một chút, cũng diễn cũng không tệ lắm. Bộ này kịch quay chụp thời điểm hãy cùng chơi đùa như thế, cùng còn lại kịch quay chụp thời điểm liền không cùng một dạng. Trần Vũ Hân diễn còn rất giống như. Nàng đóng vai là Quách Phù Dung Nha Hoàng Tiểu Thanh. Cảnh Hy Duyệt trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Nhìn Quách Phù Dung hai người bộ dáng, cũng không giống người xấu a. À. Chương 447, Võ Lâm Ngoại truyện mở màn chiếu. Sau đó rất nhanh, nội dung cốt truyện cứ tiếp tục đẩy tới đi xuống. Quách Phù Dung đối Tiểu Thanh nói, khi đoạn đường này, ta không cũng không thiếu thu hoạch sao? Tiểu Thanh hỏi thu hoạch gì? Quách Phù Dung đắc ý cười nói, tả gia trang cái kia tân nương tử, không phải hai ta cứu sao? Tiểu Thanh cười nói, nhân gia lại không cầu ngươi cứu nàng. Quách Phù Dung nói, còn dùng cầu sao? Ngươi không nhìn nàng khóc có bao thương tâm a, à, còn không có gã cũng khóc thành cái bộ dáng này, thật muốn gã qua nha, cả đời này không sẽ bị hủy sao? Đoạn này mới vừa nói xong, ống kính liền trở về trong khách sạn. Đông Tư Ngọc hướng về phía mọi người chậm rãi nói, Cả gia trang dọc triệu gia cô nương, thật tốt dọc nhân nha, chính là xấu xí một chút nhi, thật vất vả xuất giá kích động dọc là lệ nóng danh trồng. Lão Bạch nói theo, chính khóc, thư hùng song sát từ trên trời hạ xuống, hướng về phía chú rể chính là một hồi bạo đấm, vừa đánh trả vừa nói chúng ta đây là thế thiên hành đạo. Thấy đoạn này, bên cạnh cảnh hy duyệt vang lên tiếng cười. Nàng còn không có cười đấy, mẹ nàng trước cười. Cái quỷ gì a? À? này kịch bản thật giống là hứa diệp viết ra đồ vật, thì ra căn bản không phải thế thiên hành đạo, có lòng tốt làm chuyện xấu a? À. cảnh hy duyệt nhìn vui vẻ, nàng cuối cùng biết rõ tại sao hai người này bị kêu là thư hùng song sát rồi. Sau đó, trên nóc nhà quách phù dung tiếp tục nói, 18 dặm cửa hàng cái kia tiểu khất cái, hai ta nếu là không xuất thủ, hắn không phải bị kia lão ác ôm cho đốt cơ hờ, tết tươi rồi không? Google tắt, Display DV gập gờ uh, ác 16928546795040. Trước mặt đã có cửa hàng, Cảnh Hy Duyệt biết rõ đoạn này khẳng định cũng có xoay ngược lại. Quả nhiên, trong khách sạn, Bạch Triển Đường nói, 18 dặm cửa hàng tiết thần y nha, thật tốt người A, à, ngày đó chính cho ăn mày chữa bệnh giác hơi. Đông Tư Ngọc nói theo, mới vừa đốt đốt lên, Thư Hùng song sát từ trên trời hạ xuống, đối với bọn họ một trận quyền đấm cước đá, vừa đánh trả vừa nói ngạch môn đây là thế thiên hành đạo. Trên nóc nhà, Quách Phụ Dung tiếp tục nói, còn có Tây Lương sông lúc đó, hai ta nếu như tới trễ một bước, kia một thuyền nhân cũng phải để cho cướp sông làm thịt rồi. Tiểu Thanh nghi ngờ nói, Tiểu Thư, ngươi thế nào biết rõ đó là cướp sông đây? Quách Phụ Dung vẻ mặt tự tin nói, ngươi bái kiến cái nào bãi độ không lấy tiền đây? Trong khách sạn, Đông Tương Ngọc nói, Tây Lương trên sông Cát Tam Thúc, thật cốt dọc nhân nha, chỉ cần không đánh cá phải đi bãi độ, tặng người qua sông trả không lấy tiền, ngày đó mới vừa đem một thuyền nhân cho chứa, thư hùng song sát từ trên trời hạ xuống, đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Trên nóc nhà một đoạn, trong khách sạn một đoạn. Đoạn này ống kính hoán đổi, để cho cảnh hy duyệt cũng cười không dừng được. Sau đó, Quách Phù Dung giỏi theo đồng phúc khách sạn, nàng cho là đồng phúc khách sạn là hát điếm. Trong lúc nàng đi tới đồng phúc khách sạn cửa sau khi gõ cửa, để cho trong khách sạn một đám người cũng hù dọa. Mà đoạn này, Bạch Triển Đường trực tiếp bị dọa sợ đến đem thân phận của mọi người tin tức tất cả đều nói ra. Nơi này, là đối trong khách sạn người sở hữu một cái thân phận giới thiệu. Cơ hờ kết cười, bạch triển đường cũng quá túng đi. Cảnh hy duyệt cảm giác đoạn này thật sự là quá hài rồi. Kết quả cuối cùng, mọi người cùng nhau đem bạch triển đường tên cũng cho bùng nổ. Rõ ràng mọi người mới vừa rồi thương lượng xong cái gì cũng không nói đây. Sau đó, Quách Phù Dung thuận lợi tiến vào đồng phúc khách sạn. Cảnh hy duyệt cho là trong khách sạn nhân khẳng định phải gặp tai ương, kết quả không nghĩ tới là bạch triển đường lại là một cao thủ, một chiêu quỳ hoa điểm huyệt thủ liền đem Quách Phù Dung cho điểm trúng này đặc hiệu có phải hay không là có chút vô cùng đơn sơ. Cảnh Hy Duyệt ở tâm lý dễu cực. Đến lúc ngày thứ hai, Tiểu Thanh đi tới đồng phúc khách sạn cần người, Quách Phụ Dung là biết được nàng trợ lý tình căn bản không phải thế thiên hành đạo, mà là hại người khác. Quách Phụ Dung lâm vào trong suy tư. Buổi tối ở trên nóc nhà, võ lâm ngoại truyện triết học tiểu khóa đường đến, Đông Tương Ngọc cùng Quách Phụ Dung trò chuyện một phen. Quách Phụ Dung là ở lại đồng phúc khách sạn làm việc vặt. Nhưng nàng lại không muốn làm việc, cuối cùng tìm cho mình cái có thể giúp khách sạn kiếm nhiều tiền biện pháp, suy nghĩ biện pháp lười biếng. Nơi này có một đoạn là Quách Phù Dung ngồi ở cửa khách sạn ca hát bộ phận. Nguyên kịch bên trong, nơi này Quách Phù Dung hát lạc đường núi 18 công, nhưng nơi này là hứa dịp cho sửa lại xuống. Cửa khách sạn, Quách Phù Dung há miệng cao giọng hát nói, ta muốn bay đến bầu trời, đi nha đi chăn dê, cho ta yêu quý dê nhi ăn mấy đóa kẹo đường. Đồng phúc khách sạn người bên trong, khả năng ca hát hát không được, nhưng cũng không có chạy điều. Nhìn đoạn này, cảnh hy duyệt liền cảm thấy ngoại hạng đây rốt cuộc cái quỷ gì à, a cổ trang tình cảnh hài kịch bên trong hát, bành trướng có thể nhìn như vậy đi lên một chút cảm giác không khỏe cũng không có a à. cảnh hy duyệt cùng mẫu thân cứ như vậy một mực nhìn xuống trong lúc vô tình tập thứ nhất liền xem xong cuối cùng tiểu quách hay lại là thay đổi một ít không còn là từ lúc trước cái loại này gọi không làm bộ dáng cuối phim trả lại cho một cái dự đoán lần tới ngài sẽ thấy là trưởng quỷ an ủi giả bộ bệnh người chạy đường nhân thu thập gây hấn nữ lúc này bài hát kết phim vang lên một trận dễ nghe tiếng nhạc truyền vào cảnh hy duyệt trong tay nguyên bổn đã dự định lấy điện thoại di động nàng lại ngừng lại không lâu lắm tiếng hát truyền tới từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa hiệp đi thiên hạ là lễ là nghĩa bất chiến mà thắng lý tưởng nhất người trong giang hồ thân bất do kỹ tiếng hát một vang lên cảnh hy duyệt liền nghe được biểu diễn nhân người này chính là từ nam gia bài này bài hát kết phim tên là hiệp khách hành rất nhanh Đến bài hát kết phim ra bộ phận. Nơi này là hứa dịp biểu diễn. Thế giới này thật có lẽ chỉ có quá nhiều ngươi không vừa ý, có thể ngươi sinh hoạt mặc dù khảm lận đận khả vẫn đang tiếp tục. Hy vọng ngủ ở ngươi đáy lòng, nguyện ngươi cần cù chăm chỉ đối xử tử tế người khác quan tâm chính mình. Trước, võ lâm ngoại truyện chỉ ra ánh sáng đầu phim khúc, căn bản không có công bố bài hát kết phim. Cảnh hy duyệt không nghĩ tới, bài hát kết phim lại có như vậy kinh hỉ. Bài hát này hay lại là từ hứa như sinh xuất phẩm bài hát A từ hứa như sinh cho ta khóa kín cảnh hy duyệt ở tâm lý phát ra chuột chuỗi đất tiếng thét chói tai tiểu từ thanh âm lại lần nữa truyền tới sặc sặc cây sặc sặc cây xuất ra dũng khí cho ta xem đoạn này sặc sặc cây thoáng cái liền cho cảnh hy duyệt để lại ấn tượng sâu sắc chờ đến phía sau điệp khúc bộ phận truyền tới thế giới này có quá nhiều không vừa ý nhưng ngươi sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục thái dương mỗi ngày như cũ muốn dâng lên hy vọng vĩnh viễn trồng ở ngươi tâm lý nghe bài hát này cảnh hy duyệt cảm giác nàng tâm tình cũng vững vàng rất nhiều mà ở cuối phim trong hình còn rất nhiều xuất sắc hình ảnh để cho nàng nhìn cũng là nồng nhiệt căn bản không nỡ bỏ dời đi ánh mắt đây nếu là thả ở còn lại kịch dù là là lần đầu tiên xem mảnh đuôi đại khái xuất cũng là trực tiếp nhảy qua nhìn cuối phim cảnh hy duyệt đưa tay ra sờ trong khay trái cây kết quả sờ trống không cuối đầu nhìn một cái trong khay trái cây đã sớm bị ăn xong rồi một cái đều không còn lại ngược lại cũng không phải nàng một người ăn là nàng và mụ mụ ăn chung xong Nàng Mụ Mụ cười nói, cái này kịch không tệ, nhìn qua thật buông lỏng, ta đi làm việc trước, đợi phim truyền hình mở gọi ta. Nói xong, Cảnh Hy Duyệt Mụ Mụ đứng dậy đi nhà cầu. À. Cảnh Hy Duyệt là vẻ mặt mộng bức. Này nhưng là một cái người mới đạo diễn phim truyền hình a, thậm chí ngay cả nàng Mụ Mụ cũng có thể bắt lại. Cuối phim sau khi kết thúc, bắt đầu. Cảnh Hy Duyệt căn bản không có đổi kênh, liền dứt khoát đặt ở trường An Đài truyền hình vệ tinh bên trên. Nàng cầm lên điện thoại di động bắt đầu ở trên mạng nhìn có hay không võ lâm ngoại truyện tin tức tương quan. Bất quá, trên mạng cũng chẳng có bao nhiêu liên quan thảo luận. Có thể là mới vừa mở màn chiếu đi, rất nhiều người còn không có thấy thế nào. Cảnh hy duyệt tâm lý phán đoán. Chương 448, võ lâm ngoại truyện mở màn chiếu. 3. Chờ sau khi kết thúc, cảnh hy duyệt tiếp tục xem nổi lên tập thứ hai nhân tiện gọi lên mẹ nàng. Tập thứ hai bên trong, Quách Phù Dung đối bạch triển đường điểm huyệt thủ rất là không cam lòng, luôn muốn cùng bạch triển đường đánh một trận, cuối cùng nàng cũng được như nguyện, bị bạch chuyển đường cho điểm huyệt. Nhìn xong này một tập sau, cảnh hy duyệt bỗng nhiên có một loại cảm giác đặc biệt. Trên thực tế, ở nàng trong tưởng tượng, bộ này võ lâm ngoại truyện mặc dù là tình cảnh hài kịch nhưng cũng không thiếu được chém chém vết vết. Đây chính là phim võ hiệp A. Phim võ hiệp bên trong, cao thủ phi diêm tẩu bích, đủ loại lợi hại võ công tuyệt kỹ không cùng tần suất. Kết quả bây giờ hai tập đều đi qua, cũng không có gì xuất sắc đánh nhau, cũng không có cái gì kinh phí thiêu đốt hình ảnh, chém chém giết giết cũng chỉ là tồn tại ở nhân vật môn trong miệng đột nhiên cảnh hy duyệt suy nghĩ minh bạch một chuyện thực ra võ lâm ngoại truyện nói không phải chuyện của võ lâm mà là trong giang hồ những người bình thường kia cố sự cho nên đây là võ lâm ngoại truyện giống như đông tương ngọc những người này nếu như đặt ở truyền thống phim võ hiệp bên trong kia chính là một cái lộ nhân giáp người đi đường ất liền một cái tên cũng sẽ không có tất cả mọi người là người bình thường có cuộc sống mình Google Google Tag Display dv gt a không. Cảnh Hy Duyệt nghĩ đến chỗ này, trực tiếp cầm lên điện thoại di động bắt đầu viết Weibo. Nàng phải cho Võ Lâm ngoại truyện viết một phần đồ vật. Mặc dù người bình phẩm âm nhạc viết kịch bình là thật là có chút không làm việc đàng hoàng rồi, nhưng là không có vấn đề. Muốn viết liền viết. Kết quả đợi nàng lên Weibo sau, phát hiện nàng tin nhắn bên trong nhiều hơn một đống lớn tin nhắn. Em dâu đi nhanh nhìn Võ Lâm ngoại truyện A, tặc đẹp mắt hứa diệp tân kịch không bình thường a à, so với ta nghĩ muốn thật tốt hơn nhiều võ lâm ngoại truyện bài hát kết phim phê bình một chút cảnh hy duyệt ngây ngẩn thì ra các ngươi đều cổng ta len lén đang nhìn võ lâm ngoại truyện a à. cảnh hy duyệt là hứa diệp phan nàng những người ái mộ cũng cũng biết rõ cho nên mọi người cũng sẽ cho nàng chia sẻ hứa diệp tin tức liên quan chờ cảnh hy duyệt viết xong kịch bình phát ra ngoài sau ngay tại ủy bộ bên trên xem lần này ủy bộ bên trên thảo luận rõ ràng tăng nhiều hơn không ít võ lâm ngoại truyện tuyệt cái đề tài này càng là tiến vào sớt top năm các huynh đệ ta không nghĩ tới a à, này võ lâm ngoại truyện cũng buồn cười quá đi ô ô ô ta nói hết rồi tối nay kiên quyết không ăn quà vặt nhưng ta nhìn kịch thời điểm thấy nếu như được trong miệng không ăn món đồ thì thật là đáng tiếc ta ăn xong mấy bao quà vặt a à. này kịch là thực sự buồn cười nếu như còn có người không thấy lời nói ta cho cái đề nghị trưa mai ăn cơm xong nhìn lại quay bộ bên trên rất nhiều người cũng ở thảo luận bộ này kịch Bất quá, loại này thảo luận đều rất phổ thông, mọi người cũng không nói gì võ lâm ngoại truyện, thổi bạo nổ loại lời nói. Trên thực tế, võ lâm ngoại truyện cũng không phải cái loại này ngay từ đầu thì có bạo nổ điểm phim truyền hình, đây coi như là một bộ chậm nóng kịch, cho đến tập thứ 8 bên trong, mới chính thức nói cho các khán giả đồng phúc khách sạn lai lịch cùng mỗi nhân vật bối cảnh cố sự. Mà từ nơi này một tập sau đó, võ lâm ngoại truyện, cố sự cũng càng phát ra đặc sắc, nội dung cốt truyện trên đều là một vòng tiếp một vòng, tiểu cố sự bên trên cũng xử lý thập phần đẹp đẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, An Thành Đài truyền hình. Trường An Đài truyền hình vệ tinh, chính là An Thành Đài truyền hình phụ trách kênh. Đại trưởng Hoàng Ba đi tới phòng làm việc, hắn đến phòng làm việc sau, trước cho mình rót một bình trà. Đây cũng tính là Hoàng Ba thói quen. Hoàng Ba bây giờ đang đứng ở tráng niên, 40 tuổi hắn còn muốn hảo hảo ở tại việc làm bên trên sáng lên nóng lên. Gần đây, hắn đang cùng một nhà điện ảnh công ty nói chuyện hợp tác, nhà này điện ảnh công ty xuất phẩm quá rất nhiều bạo nổ khoảng kịch, nếu như có thể mua bản quyền lời nói, đối trường an đài truyền hình vệ tinh trợ giúp coi như quá lớn ngồi ở trên ghế sau hoàng ba mở ra công việc email trong hòm thư thuộc hạ đã đem ngày hôm qua đài truyền hình ray tin số liệu phát cho hắn hoàng ba sau khi mở ra từ trên xuống dưới chậm rãi nhìn hắn ngược lại là biết rõ tối ngày hôm qua hứa diệp tân kịch ngay tại trường an đài truyền hình vệ tinh phát hình rồi ngược lại không phải hoàng ba không coi trọng bộ này kịch mà là hắn cảm thấy bộ này kịch thất bại xác suất tương đối lớn một chút hắn từ hứa diệp trong tay mua võ lâm ngoại truyện bản quyền thực ra cũng không phải hắn coi trọng bộ này kịch mà là hắn muốn cùng Hứa Diệp giữ một cái rất tốt đẹp hợp tác. vốn là bọn họ liền hợp tác với Thanh Quan ngu Nhạc rất vui vẻ. bây giờ Hứa Diệp cái này đỉnh lưu định cư An Thành, mọi người sau này không thiếu được muốn giao thiệp với. chỉ cần Hứa Diệp có tác phẩm, Hoàng Ba cũng sẽ không chút do dự mua lại. kịch có được hay không hắn không biết rõ, nhưng đối nhân xử thế hắn rất hiểu. võ Lâm ngoại truyện bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem khẳng định không có vấn đề gì, Hứa Diệp nhiệt độ cao như vậy bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem khẳng định không thấp. Hoàng ba xem xong trước mặt các hạng số liệu sau, cuối cùng đã tới 8 giờ tối. Trước mặt tiếp mục các hạng số liệu cũng bình thường không có gì lạ, một cái vượt qua không? Năm cũng không có. Cái này cũng thật bình thường, thường ngày tiết mục, tỷ lệ người xem có thể phá không? Ba cũng coi là không tệ. Làm Hoàng ba thấy võ lâm ngoại truyện tập thứ nhất tỷ lệ người xem sau, nhất thời sửng sốt một chút. Lại cao như vậy. Tập thứ nhất tỷ lệ người xem lại là không 81. Hoàng ba cả người đều ngu. Hứa Diệp cũng quá mạnh chứ. Bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem đã đến không? 81. Đây nếu là nội dung cốt truyện không băng lời nói, số liệu khởi không phải còn phải tiếp tục tăng lên. Không thể nào. Là ta đối với hiện tại ngôi sao mang theo lưu lượng tính toán sai lầm rồi sao? Bây giờ hứa dịp kèm theo lưu lượng đã cao như vậy rồi hả? Hoàng Ba Lâm vào trong hoài nghi. Muốn biết rõ, năm ngoái cả năm, Toàn bộ trường an đài truyền hình vệ tinh cũng không có một bộ tivi kịch bình đều tỷ lệ người xem phá không. 5. Cho dù là giá lên tối cao cũng không đến không. 81. Võ lâm ngoại truyện bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem, không riêng gì phá vỡ trường an đài truyền hình vệ tinh bắt đầu truyền bá ghi chép, càng là trực tiếp vượt qua năm ngoái cả năm thành tích. Vốn là trả vẻ mặt ổn định hoàng ba lại cũng không có biện pháp bình tĩnh. Cả người hắn cũng bưng ngồi dậy. Hắn gần đây đang ở nói điện ảnh công ty, dù là đối phương nguyện ý đem bản quyền bán cho hắn, hắn cũng không có nắm chắc những thứ này kịch phát hình ra ngoài tỷ lệ người xem có thể đến cao như vậy mức độ ổn định ổn định đây chỉ là bắt đầu hoàng ba ở tâm lý cho mình trước hạ xuống dự trù chỉ muốn hạ thấp rồi dự trù phía sau bất kể số liệu nhiều kém vậy cũng có thể tiếp nhận dù sao tập thứ nhất tỷ lệ người xem đại biểu là bị hứa diệp đưa tới nhân nhưng tập thứ hai tỷ lệ người xem nhìn chính là phim truyền hình chất lượng chất lượng tốt rồi mới có thể lưu lại nhân cái này cùng viết internet văn đàn là như thế có tác giả kèm theo nhân ký ngay từ đầu là có thể mang đến rất nhiều độc giả xem rất nhiều tác giả cắt thư cũng là bởi vì đuổi theo đọc quá thấp đem độc giả hấp dẫn tiến vào nhưng là nội dung lại không giữ được nhân này thuyết minh thư khó coi một điểm này không làm giả được bởi vì con mắt của độc giả là sáng như tuyết đẹp mắt mọi người tự nhiên sẽ tiếp tục xem hoàng ba hoạt động con chuột lộn tới một trang này là võ lâm ngoại truyện tập thứ hai tỷ lệ người xem tỷ lệ người xem không 79 hơn nữa ở tập thứ hai phát ra này 4 hơn 10 phút bên trong, toàn bộ tỷ lệ người xem đường công phi thường vững vàng, cho dù là trung gian thêm, tỷ lệ người xem cũng không có tụt xuống. Cái này bảo tồn suất, thật sự là vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Hoàng Ba chỉ cảm thấy hắn bị hạnh phúc bao vây. Ta thật giống như muốn cất cánh A. Hắn căn bản không cần nghĩ, liền biết rõ số này theo, cho dù là đặt ở cả nước đều là hết sức kinh người. Đây còn là bởi vì trường an đài truyền hình vệ tinh người sử dụng tương đối ít nguyên nhân. Nếu như là những đài truyền hình khác, tỷ lệ người xem phỏng chừng trả cao hơn nữa. Căn bản không phải Trường An đài truyền hình vệ tinh mua võ lâm ngoại truyện giao hảo hứa dịp, mà là hứa dịp một bộ kịch cho Trường An đài truyền hình vệ tinh một lần ứng ngực ngẩng đầu cơ hội. Chương 449, A cấp cho ta một ly vong tình thủy. Nhìn xong võ lâm ngoại truyện, số liệu sau, Hoàng Ba đem phía sau rây tin số liệu qua loa quét xuống. Quả nhiên, bởi vì võ lâm ngoại truyện, duyên cớ, để cho phía sau tiếp một tỷ lệ người xem cũng có một chút tăng lên. Đây đối với trường an đài truyền hình vệ tinh mà nói, là một cái mấu chốt cơ hội. Liền xem có thể hay không nắm chặt. Hoàng Ba lập tức sớt một chút cùng thời kỳ những đài truyền hình khác tin số liệu. Sau khi xem, Hoàng Ba tâm lý sinh ra một cổ cảm giác tự hào. Hắn rất muốn hô to một câu còn có ai. Võ Lâm ngoại truyện bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem, ở cùng thời kỳ là cả nước số một. Năm nay mở màn chiếu sở hữu phim truyền hình, không có một bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem có Võ Lâm ngoại truyện cao. Hơn nữa, Trước mắt tỷ lệ người xem so với Võ Lâm Ngoại Truyện cao cũng chỉ có một bộ kịch, bất quá bộ này kịch đã truyền bá rồi hơn nửa tháng, chưa tính là cùng thời kỳ. Chỉ bằng ở Võ Lâm Ngoại Truyện, trước mắt cái này xu thế, vượt qua bộ này kịch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trường An Đài Truyền hình Vệ Tinh, lần này kiếm lợi lớn. Hoàng Ba cầm điện thoại di động lên, hắn vốn định cho hứa dịp gọi một cú điện thoại, nhưng hai người trả không phải rất quen, vì vậy hắn cho Thanh quan Ngu Nhạc ông chủ vương hút gọi một cú điện thoại. Google tắc, Display DV-GT-A1692854679040 Khi biết được ở võ lâm ngoại truyện rating số liệu sau, Vương hút vẻ mặt khiếp sợ nói, Lão Hoàng, ngươi không có nói đùa chớ. Không phải ta nói a, à, trường an đài truyền hình vệ tinh bây giờ còn có thể có như vậy số liệu. Hoàng Ba cười mắng, ngươi xéo ngay cho ta, chúng ta kênh dầu gì cũng là cả nước trước 10 đâu rồi, ngươi cho hứa dịp nói một tiếng, có thời gian mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, ta có thể rất tốt cảm tạ một chút hứa dịp hoàng ba lần này phải nhất định cảm tạ một chút hứa dịp. Lại không nói, võ lâm ngoại truyện, sáng tạo rating tiên ghi chép, chỉ là ở võ lâm ngoại truyện phát ra trong lúc những thứ này tiền, liền đem là nhất bút không rẻ thu nhập, này với hắn mà nói, có thể nói là trên trời rơi xuống tới công trạng. Được, ta nói cho hắn. Vương Húc cười nói. Chờ sau khi cúp điện thoại, Vương Húc nói lầm bầm, không thể nào. Chúng ta thanh qua ngu nhạc đây là muốn phát hỏa. Trong lúc nhất thời, Vương Húc tâm lý không có kích động, chỉ còn lại có lo lắng hắn nghiêm trọng hoài nghi, hắn sau này không có biện pháp bắt cá đi làm. Này sau này công ty nghiệp vụ khẳng định càng ngày càng nhiều, không bằng ta giao công ty cho hứa diệp, ta xin nghỉ hưu sớm liền như vậy. Vương Húc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nổi lên cái vấn đề này. Trải qua một đêm lên men, võ lâm ngoại truyện, nhiệt độ trả đang kéo dài trung. Ngày đó buổi sáng, kinh doanh hào môn liền công bố võ lâm ngoại truyện bắt đầu truyền bá số liệu. Cái thế giới này, giống như tỷ lệ người xem loại này số liệu, cũng có một cái đặc biệt website có thể TRA được là công khai tin tức làm tỷ lệ người xem công bố sau toàn bộ lưới xôn xao không hổ là hứa diệp a à, bài này truyền bá tỷ lệ người xem đuổi kịp một ít đại chế tác đại tuyên truyền kịch này kịch thật có đẹp như thế ta chưa bao giờ nhìn phim võ hiệp có người hay không nói nói thế nào này kịch hứa diệp còn không có diễn xuất chỉ là đạo diễn liền mạnh như vậy nếu là hắn diễn xuất vậy còn đến đâu đám bạn trên mạng thảo luận căn bản không dừng được hôm nay nhưng là thứ bảy a à, một số người đã nghĩ thấy trên mạng những thứ này thảo luận, mọi người căn bản không nhận được, liền dứt khoát đi quy quy video nhìn kịch đi. Quy quy video bên trên, bắt đầu truyền bá ngày đó, trực tiếp đổi mới lục tập. Hội viên có thể trực tiếp xem. Cảnh Hy Duyệt sáng sớm liền từ cha mẹ trong nhà lưu, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính bản, mở ra quy quy video, sau đó đem hình ảnh đầu bình đến trên tivi. Sau đó, nàng lại chuẩn bị một đống lớn quà vặt cùng trái cây. Chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng công việc sau đó, trước thời hạn ước nhiều cái bằng hữu cũng đều đi tới nơi này nàng hôm nay cảnh hy duyệt mời mời mọi người cùng nhau tới nhà tiểu tụ xuống trên thực tế nàng chẳng qua là cảm thấy một người nhìn kịch quá nhàm chán võ lâm ngoại truyện cái này kịch rất rõ ràng được mọi người cùng nhau nhìn còn có chuyện vui chờ mọi người ngồi xong sau cảnh hy duyệt liền hỏi các ngươi cũng nhìn võ lâm ngoại truyện rồi không một người nữ sinh nói không thấy a à, cái này kịch đẹp mắt không gần đây cũng không có gì đẹp để kịch a à, ta còn đang chờ tiên vân truyện đâu rồi Diệp triển bằng tân kịch ta nhất định phải ủng hộ A. Cái này là hứa Diệp đạo diễn kịch chứ. Nếu như hắn diễn xuất lời còn khả năng hấp dẫn ta, có thể nghe nói hắn không diễn xuất. Những người bạn này môn rối rít nói. Cảnh hy duyệt trong sinh hoạt những thứ này bạn tốt đều có mỗi người công việc, các nàng xử lý cũng không phải tự truyền thông nghề, đối làng giải trí điện ảnh kịch dữ liệu chú ý tương đối ít. Nhưng mà, trong đó có một người nữ sinh là Diệp triển bằng phan. Tiểu giao, ngươi còn đang nhìn Diệp triển bằng đây. Vậy ngươi biết không biết rõ tiểu duyệt là hứa dịp phan à? Mọi người nhạo bán. Cái kia gọi là tiểu giao nữ sinh vội vàng nói, không nên cảm thấy chúng ta phan đều là não tàn phan á, dịp triển bằng cùng hứa dịp sự tình ta đương nhiên biết rồi, ta cũng không có giống như còn lại phan như vậy đi mắng hứa dịp. Cảnh hy duyệt cười nói, được rồi được rồi, kia mọi người liền đồng thời nhìn võ lâm ngoại truyện đi, quà vặt đã chuẩn bị cho mọi người được rồi, mọi người lại chọn một trà sữa. Được a à? Đối đề nghị này, căn bản không có người nào cự tuyệt mọi người chung một chỗ liền rất vui vẻ rồi hơn nữa mọi người cũng đúng hứa dịp đạo diễn bộ này kịch thật tò mò cảnh hy duyệt ở máy tính bản phía trên một chút đánh mấy cái đem đạn mạc che giấu một bộ phận mở ra võ lâm ngoại truyện tập thứ nhất ngày hôm qua nàng là ở trên tivi nhìn không có đạn mạc cũng làm nàng cho nhịn gần cờ hờ kết đầu năm nay nhìn kịch làm sao có thể không mở đạn mạc đây vừa vặn nhìn lại một lần có đạn mạc phiên bản trước hai tập phát ra thời điểm trong phòng khách liền thỉnh thoảng vang lên mọi người tiếng cười làm dịp triển bằng phan tiểu giao một mực ở cực kỳ gắng sức kiềm chế đến chính mình nàng có thể nhìn hứa diệp kịch nhưng nếu là phản bội dịp triển bằng sẽ để cho nàng có một loại cảm giác có tội ta nhưng là dịp triển bằng phan a ta phải kiên trì lên tiểu giao không ngừng ở tâm lý hô nhiều lần nàng đều nhanh không nhịn cười được cuối cùng vẫn là bóp bắp đùi cho nghẹn trở về chờ đến trước hai tập truyền hình xong sau nội tâm của tiểu giao đã dao động đây thật là hứa dịp tự biên tự diễn kịch sao đây cũng quá chơi thật khá đi thì ra tình cảnh hài kịch cũng có thể như vậy có ý tứ A. Lúc này, tập thứ ba bắt đầu phát ra. Này một tập cố sự vây quanh mặt tiểu bối mở ra, mặt tiểu bối bị bạch mã thư viện nhận, cái này làm cho Đông Tương Ngọc hết sức cao hứng. Ta còn không có được đi học đây. Đông Tương Ngọc vừa nói, nắm mặt tiểu bối thư thông báo trúng tuyển lên lầu 2. Một người nữ sinh nói, thật đáng thương A, đông trưởng quỷ thì ra không có được đi học. Mọi người đều đã nghĩ đến trong nhà các trưởng bối. Rất nhiều trưởng bối môn liền chưa từng đi học nhưng là đem bọn hậu bối cũng đưa vào trong trường học. Phối hợp bối cảnh âm nhạc, mọi người cảm giác không khí có chút nặng nề đứng lên. Chương 450, A Cáp cho ta một ly vong tình thủy. Đợi đến buổi tối, Mạc Tiểu Bối đang cùng Quách Phù Dung nói chuyện phím, Đông Tư Ngọc đến tìm Mạc Tiểu Bối. Đông Tư Ngọc trong mắt tràn đầy trưởng bối đối vãn bối ân cần. Mạc Tiểu Bối là đường tư kỳ đóng vai, mặc dù đường tư kỳ đã 18 tuổi, nhưng cả người nhìn qua cũng không chín chắn, diễn tiểu hài không có chút nào cảm giác không khỏe, nàng và Lâm Thải Hà đứng chung một chỗ, còn thật sự giống như là chị dâu cùng em chồng. Đông Tương Ngọc nói, ngươi có thể đi học, chị dâu thật giọt cao hứng, từ trong đáy lòng cao hứng. Một khẩu này quan trung lời nói, mọi người đã nghe thói quen. Mặt tiểu bối ứng mấy tiếng, Đông Tương Ngọc tiếp tục nói, chị dâu số khổ không giống ngươi, nhỏ như vậy dọc tuổi tác là có thể lên học, chị dâu tiểu dọc thời điểm, mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ đi học, nhưng là điều kiện gia đình không cho phép. Nghe Đông Tương Ngọc đoạn này, tại chỗ các nữ sinh cũng hơi xúc động, các nàng có chút thương tiếc đông trưởng quỷ rồi. Trong màn đàn, rất nhiều người cũng thảo luận. Đông trưởng quỷ thật không dễ dàng a. À. Ông một cái đông trưởng quỷ. Mong con trở thành phượng hoàng, muốn con hóa rồng, thiên hạ cha mẹ đều như vậy a. À. Lúc này, mặt tiểu bối nói, không thể nào. Nhà các ngươi không phải thật có tiền không? Đông tương Ngọc nói, chính vì vậy, mới không cho lên học. Google.com.ph Google Tag Display DV gợp tờ bốn không. Làm những lời này sau khi ra ngoài, cảnh hy duyệt đợi đầu người thượng tề đủ toát ra dấu hỏi. Hòa tào. Ý gì à? Có tiền không cho lên học. Một giây kế tiếp, Đông Tương Ngọc liền nói, đều là đem tiên sinh mời vào nhà dạy, nhiều khi nhất sau khi, đồng thời mời ba cái, hai cái lão đều là từ hàng lâm viện về hưu, một người tuổi còn trẻ sau đó trả trúng trạng nguyên đây. Trong lúc nhất thời, cảnh hy duyệt một đám người là trố mắt nhẹn họng. ta cảm giác ngươi này không giống như là đang nói mạng ngươi khổ a à, ngươi đây là đang khoe giàu a à. nếu như là trên địa cầu mọi người đã có thể nói ra cái từ ngữ kia rồi đây chính là versailles lúc này trong màn đạn đã toát ra một đống lớn dấu hỏi hứa diệp ngươi có khuyết điểm a à. thua thiệt ta còn thương tiếc đông trưởng quỷ đây mời tam thầy giáo dạy kèm tại gia này cái gì gia đình a à. hứa diệp là thực sự bựa không hổ là hắn viết ra kịch bản đây không phải là hứa diệp thích làm sự tình sao. Các khán giả bắt đầu điên cuồng dễu cực. Cảnh hy duyệt các nàng cũng bắt đầu chính mình dễu cực. Kẹp ở mọi người trung gian tiểu giao cảm giác nàng đã sắp không kiên trì nổi. Nàng cảm giác nàng đã dần dần bị bộ này kịch hấp dẫn. Nàng trong đầu phản phất có một cái đường tiến độ xuất hiện. Trở thành võ lâm ngoại truyện trung thực người xem, khi tiến lên độ 40%. Sau đó nội dung cốt truyện chính là vây quanh mạc tiểu bối đi học mở ra, đông tương ngọc đầu tiên là cho mạc tiểu bối cẩn thận yêu mến, trả để cho quách phù dung đi cho mạc tiểu bối làm nha hoàng lữ tú tài làm thư đồng để cho lão bạch đi làm bảo tiêu để cho lý đại chủy đi làm kiệu phu đoạn này bên trong lão bạch trực tiếp đổi lại một thân tôn ngộ không ăn mặc Các thế giới này cũng có tây du ký hoạt hình cùng kinh điển phim truyền hình tác phẩm các khán giả đối tôn ngộ không hình tượng ấn tượng trả rất sâu mà ở này một tập bên trong còn xuất hiện hai bài hát một ca khúc là dám hỏi đường ở phương nào một ca khúc là yên tâm đi bay người trước là lão bạch đóng vai tôn ngộ không thời điểm trong miệng hừ đôi câu người sau chính là đông trưởng quỷ tỉnh ngộ lại nàng đối mặt tiểu bối yêu mến ngược lại để cho tiểu bối trói buộc quá nhiều lữ tú tài nói một câu buông tay để cho nàng đi bay sau đó đồng phúc khách sạn mọi người đồng thời hát một đoạn bài hát này bên trong điệp khúc bộ phận cảnh hy duyệt nghi ngờ nói bài hát này chưa từng nghe qua a à? bên cạnh bằng hữu nói này không phải bài hát đi hẳn chỉ là tùy tiện hát chứ cũng có thể cảnh hy duyệt nói nhưng nàng nghề dày công tu dưỡng nói cho nàng biết đây cũng là một ca khúc. Dù sao trước mặt còn xuất hiện bành trướng bài hát này đây. Cảnh Hy Duyệt trong đầu toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Hứa Diệp không sẽ vì bộ này kịch, viết đi một tí bài hát mới chứ. Quả nhiên, trong lúc nàng tiếp tục xem tiếp sau, trong này còn xuất hiện một ít nàng cho tới bây giờ không có nghe qua bài hát. Nhất là tập 5 bên trong, Lão Bạch bị mọi người phát hiện thân phận của Đạo Thánh sau, hát câu kia cho ta một ly vong tình thủy, đến lượt ta một đêm không bị thương bi thương, trả thật là dễ nghe làm phát ra đến tập 6 sau, lại xuất hiện một bài cảnh hy duyệt từ chưa từng nghe qua nhịp điệu. Làm tập 6 đến hồi cuối sau, cảnh hy duyệt không có lựa chọn nhảy qua bài hát kết phim, mà là để cho bài hát kết phim tiếp tục phát ra. Tiểu Giao đột nhiên nói, à, tại sao không để xuống một tập à? Cảnh hy duyệt nói, không có a, à, tiếp theo tập yếu đợi tối nay đổi mới. Tân kịch mở màn chiếu, quy quy video bên này cũng sẽ liền càng 3 ngày. Như loại này đồng thời ở Internet bình đài cùng trên TV phát hình phim truyền hình, phát ra độ tiếng triển vật này là nói ra tới. Trường An đài truyền hình vệ tinh cùng quy quy video bên này ở phương diện này ngược lại chưa từng xuất hiện tranh chấp gì. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới, võ lâm ngoại truyện lại nổ đây. Nếu như sớm biết rõ, võ lâm ngoại truyện sẽ bạo nổ lời nói, trường An đài truyền hình vệ tinh khẳng định không muốn để cho quy quy video đổi mới nhanh hơn bọn họ. Nghe vậy tiểu giao trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bên cạnh một người nữ sinh treo nói, tiểu giao, ngươi muốn theo đuổi kịch. Đây chính là hứa diệp kịch nha tiểu giao nhất thời mặt đỏ lên cảm giác giống như là bị người bắt gian tại trận một cái dạng ta không phải ta không có đừng nói nhảm ta thì tùy hỏi đầy miệng thích diệp triển bằng người đối diện phim truyền hình chuyện này làm sao có thể nói ra đây muốn nhìn thì nhìn chứ chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì không hổ là hứa diệp a à, quá chơi thật khá bộ này kịch ta ngược lại muốn theo đuổi rồi tiểu giao chúng ta đồng thời đuổi theo đi nghe trong tv phát ra hiệp khách hành ca khúc nhìn bên trong hình ảnh tiểu giao tâm lý đường tiến độ điên cuồng gia tốc rất nhanh, khi tiến lên độ 100%. Tiểu giao buông tha. Nàng thừa nhận, nàng bị bộ này kịch hấp dẫn. Đuổi theo liền đuổi theo, tiên vân truyện còn chưa mở truyền bá đâu rồi, đợi tiên vân truyện mở màn chiếu ta liền không nhìn. Tiểu giao vẻ mặt ngạo kiều nói. Làm mọi người xem xong tiền lục tập thời điểm, đã đến hơn 2 giờ chiều. Trên mạng, liên quan tới võ lâm ngoại truyện, thảo luận đã càng nhiều. Cảnh Hy Duyệt nhìn một chút mọi người thảo luận, quả nhiên rất nhiều người đều tại lý thuyết mặt bài hát lại nói trong này bài hát rốt cuộc có hay không a, à, muốn nghe. Lão Bạch hát kỳ đoạn cảm giác trả thật là dễ nghe a, à, viện trưởng mau đi ra cho ta trả lời. Này kịch cũng là vượt quá bình thường, cổ trang kịch bên trong hát lưu hành bài hát, ta lại không cảm thấy có vấn đề gì. Ngay tại mọi người thảo luận đang nóng náo thời điểm, đây là một phòng làm việc lớn tuyên bố xong một cái oai bộ. Võ Lâm ngoại truyện, bên trong bài hát đều là thật, từ hôm nay, đây là một phòng làm việc lớn khởi động đồng phúc KTV kế hoạch, chúng ta đem lần lượt thả ra Võ Lâm ngoại truyện trung xuất hiện sở hữu ca khúc mọi người kính xin đợi hôm nay phát hành thứ một thủ ca khúc do hứa diệp biểu diễn ở vong tình thủy điều này ủy bộ phát hành sau đám bạn trên mạng trực tiếp sôi trào ngoại tào thật là có thật giả đồng phúc ktv kế hoạch ý là không chỉ một bài hát rồi hả không phải người chụp phim truyền hình liền chụp phim truyền hình đi ca hát điều này ủy bộ phía dưới treo xí nga âm nhạc liên tiếp liên tiếp nội dung chính là vong tình thủy bài hát này bài hát này nhưng là tương đương kinh điển một ca khúc rồi càng là hoa tử tác phẩm tiêu biểu một trong hứa diệp vốn muốn tìm cơ hội hát đi ra đáng tiếc không tìm được cơ hội nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được về phần cứ như vậy qua loa đem bài hát này phát ra ngoài có phải hay không là có chút lãng phí đây cũng là không ảnh hưởng dù sao vong tình thủy bài hát này năm đó cũng là điện ảnh trời cùng đất bài hát kết phim cũng là hoa tử cùng tên trong album một ca khúc làm hán ngữ kim khúc một trong thế nào phát cũng sẽ không bị mai một Ca khúc phát hành sau, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều tràn vào xí nga âm nhạc bên trong. Sau đó mọi người liền nghe được hứa dịp tiếng hát. Thực ra bài hát này, hứa dịp là nghĩ cho đóng vai bạch triển đường cái kia diễn viên hát. Nhưng này cái diễn viên không dám nhận công việc này.